Diệp thần, vận mệnh mệnh cách ngay tại phía dưới. Kỷ Tư rõ ràng nhìn xem cái kia kẽ đất, khẩn trương nói. Từng sợi quang huy rực rỡ, từ kẽ đất phía dưới phun ra, cái kia nối liền trời đất trận pháp tia sáng, đầu nguồn ngay tại kẽ đất phía dưới. Xuyên thấu qua đầu này kẽ đất, Diệp thần cùng Kỷ Tư rõ ràng, đều có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc vận mệnh uy áp khí tức, ngưng kết không tiêu tan. Diệp thần cũng ẩn ẩn thấy được trước đây không lâu thiên cơ hình ảnh, là Vũ Hoàng cổ đế một kiếm chém ra đại địa, lưu lại đầu này dữ tợn như vết thương một dạng kẽ đất. Bây giờ, Diệp thần có thể tinh tường bắt được, Vũ Hoàng cổ đế cùng Gia Cát Diễm khí tức, đều dưới đất. Hai người, cũng không có chút nào che giấu, giống như ôm cây đợi thỏ đồng dạng, chờ Diệp thần buông xuống. Đầu này kẽ đất, cũng không có chút nào che lấp, đường hoàng hiện ra ở Diệp thần trước mắt, như vực sâu miệng lớn. Vũ Hoàng cổ đế cùng cái kia Gia Cát Diễm, cũng tại phía dưới chờ lấy chúng ta. Kỷ Tư rõ ràng nghiêm nghị nói, tiếng nói mười phần khẩn trương. Ha ha, chờ ta đi xuống chịu chết. Hảo, tựa như bọn hắn mong muốn. Chúng ta xuống. Diệp thần không chút do dự, lập tức lôi kéo Kỷ Tư song tay, dọc theo kẽ đất nhảy đi xuống. Đương nhiên, Diệp thần cũng không phải lỗ mãng. Cái này tung người một cái, hắn vẫn như cũ thu liễm luân hồi khí tức. Không có bại lộ, chỉ là thi triển nhật nguyệt thân pháp, thân hóa nhật nguyệt ánh sáng của bầu trời, để cho khí thức của mình, cùng trận pháp tia sáng tận lực dung hợp. Một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy Diệp thần cùng Kỷ Tư song thân thể, đều hóa thành thuần túy quang, dung nhập vào trận pháp trong ánh sáng, trong lúc nhất thời lại khó mà phân biệt. Từ bên ngoài nhìn mà nói, hai người thật giống như hư không tiêu thất. Kỷ Tư rõ ràng cũng cảm giác mười phần thần kỳ, toàn thân nhẹ nhàng, như tại đám mây. Diệp thần truyền âm nói, đừng vận công nhục trí, bằng không thân pháp của ta muốn tán. Lúc này Diệp thần thi triển nhật nguyệt thân pháp, thân là quang hình thái, nhưng chỉ cần khẽ động khí, liền sẽ đánh về nguyên hình. Hắn cũng không lỗ mãng, toàn thân sức mạnh đều tích xúc nhẫn nại lấy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải nhất kích tất sát, tuyệt không cho Vũ Hoàng cổ đế cùng Gia Cát Diễm giam cầm cơ hội của mình. Chậm rãi, Diệp thần dọc theo cột sáng, hạ xuống mặt đất thực chất phía dưới. Dưới nền đất thế giới, càng là tự nhiên tạo thành một cái cực lớn hang đá, chính giữa hang đá, chính là một quả ánh sáng óng ánh cầu. Kỳ thực cái này cùng táng hồn quật không có sụp đổ phía trước có chút giống. Vô tận thần thánh rộng rãi hào quang, từ trong quả cầu ánh sáng kia không ngừng tản mát ra, đem trong lòng đất nham thạch bùn đất, toàn bộ xung kích nghiền nát, như thế dung thực, liền dung thực ra như thế một cái cực lớn trống rỗng hang đá. À, vận mệnh mệnh cách ngay ở chỗ này. Kỷ Tư rõ ràng nhìn xem quả cầu ánh sáng kia, âm thầm hét lên kinh ngạc, hai mắt trợn trừng lên. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia lơ lửng giữa không trung, nội bộ phong ấn một cái bé gái, cái kia bé gái an tường ngủ, tiếng hít thở hơi ngửi, bao quanh nàng quang cầu, nhìn kỹ lại, trên thực tế là từng cái trong suốt ngân bạch sợi tơ trước tạo mà thành. Đó là vận mệnh sợi tơ, lẫn nhau dây dưa xen lẫn, tại một loại pháp tắc nào đó trật tự phía dưới. Trước tạo thành một khỏa quang cầu, đem bé gái phong ấn trong đó. Bé gái này, là vận mệnh mệnh cách hóa thân, hay là năng lượng kết tinh? Diệp thần cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem, trong lúc nhất thời nhìn không thấu sau lưng nhân quả nội tình. Kỷ Tư rõ ràng như có điều suy nghĩ, nói, không biết, nhưng có thể khẳng định là, cái kia bé gái, chính là vận mệnh mệnh cách quyền hành chỗ, tương tự với đạo gia Nguyên Anh, cũng như thế nhân xâm quả các loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần đem chi luyện hóa, liền có thể chấp trưởng vận mệnh quyền hành. Diệp thần kỳ nói, tưởng nhớ rõ ràng, người cũng biết nhiều như vậy. Kỷ Tư rõ ràng che lấy đầu của mình, răng ngà cắn cắn môi, nói, giống như có một đạo âm thanh, quanh quẩn trong đầu ta, chỉ cho ta điểm, phảng phất là vận mệnh tỏ rõ, nhưng ta thấy được sau lưng hung hiểm. Vận mệnh này mệnh cách, không đơn giản, chút xuống bàn tơ lão tổ tất cả tâm huyết tinh thần, nếu là chấp trưởng vận mệnh mệnh cách. Thì tương đương với kế thừa bàn tơ lão tổ quyền hành, trở thành mới trụ thần. Diệp thần kinh ngạc nói, chính là trở thành đời thứ hai bàn tơ lão tổ. Kỷ Tư dọn đường, có thể nói như vậy, thật giống như ngươi ăn hết diêm ma tử thần, kế thừa quyền hành của hắn một dạng, nếu ai ăn hết bé gái này, cũng muốn kế thừa bàn tơ lão tổ tất cả, bao quát phần thiên đại kiếp. Nói đến phần thiên đại kiếp, Kỷ Tư rõ ràng biểu lộ cũng ngưng trọng lên, nói, cái này có thể phiền toái. Ta không nghĩ tới nhân quả liên lụy sẽ lớn như vậy. Nàng cho là vận mệnh mệnh cách, cũng chỉ là đơn thuần một đạo mệnh cách, cũng không liên lụy tới trụ thần đạo thống, thật giống như Diệp thần kế thừa vũ trụ mệnh cách cùng bầu trời mệnh cách như thế. Nhưng không nghĩ tới,
vận mệnh này mệnh cách, lại là khác biệt. Vận mệnh mệnh cách sau lưng bàn tơ lão tổ, trước kia bị vận mệnh sợi tơ ghìm chết, linh hồn rơi vào vực sâu, sớm đã là nản lòng thoái chí, vạn niệm tuyệt vọng, nàng chỉ muốn tìm người kế thừa nàng tất cả, để cầu siêu thoát. Đây là muốn tìm kiếm kẻ chết thay. Mặc dù kế thừa trụ thần quyền chuôi, trở thành trụ thần, đó là nghịch thiên cơ duyên, nhưng sau lưng đau đớn quá kinh khủng, phần thiên đại kiếp dày vò, là vực sâu u ác tính dày vò, không phải là người ý chí có thể tiếp nhận. Nếu là trở thành mới bàn tơ lão tổ, cái kia cũng phải thừa kế nàng chịu kiếp nạn, đau đớn có thể tưởng tượng được. Trong chốc lát, trong lòng Diệp Thần thoáng qua vô số ý niệm, hắn đương nhiên không muốn kế thừa bàn tơ lão tổ đau đớn, cũng không muốn để cho Kỳ Tư rõ ràng đi tiếp nhận. Nhưng trong lúc trước mắt, vận mệnh mệnh cách đang ở trước mắt, hắn lại có thể nào lùi bước. Hắn không đi cướp đoạt mà nói, cái kia Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm liền muốn đoạt. Lúc này ở vận mệnh quang cầu bên cạnh, liền đứng vững hai đạo cường đại thân ảnh, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm. Dưới chân của bọn hắn, là một cái vàng rực cùng đen hy hỗn hợp trận pháp, bao trùm thế giới dưới lòng đất, từng trận khí tức bàng bạc tản mát ra. Đó chính là Gia Cát Diễm bố trí hổ phách đen bóng trận, mang theo Vi Dần Nu thạch tâm chúc phúc. Tại trận pháp bên trong, Gia Cát Diễm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế hai người, đều chiếm được chúc phúc, thân thể bao phủ một tầng kim ánh sáng màu đen, lực phòng ngự tăng nhiều. Nhưng cái này chúc phúc, đối với người ngoài tới nói, lại là nguyền rủa. Diệp Thần có thể chắc chắn, nếu như hắn bại lộ, tàn mất nhật nguyệt thân pháp, khôi phục huyết nhục thực thể mà nói, thân thể của hắn, lập tức phải gặp đến hổ phách đen bóng trận xung kích, lâm vào trong hóa đá. Ta cần trước tiên phá trận, mới có thể cướp đoạt vận mệnh mệnh cách. Sự tình có chút khó giải quyết, nhưng Diệp Thần cũng không có bối rối, trong lòng suy nghĩ lấy đối sách, lại hướng Kỳ Tư dọn đường. Tưởng nhớ rõ ràng, mặc kệ cái gì bàn tơ lão tổ cùng phần thiên đại kiếp, chúng ta trước tiên đem vận mệnh mệnh cách cướp đến tay lại nói. Kỳ Tư dọn đường, ân, Diệp Thần, ta đều nghe lời ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Lúc này hắn cùng Kỳ Tư rõ ràng, vẫn là quang hình thái, dung nhập tại hổ phách đen bóng trận pháp trong ánh sáng, còn không có bại lộ. Phía dưới Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm, tạm thời còn chưa phát hiện hai người tồn tại. Vũ Hoàng Cổ Đế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn vận mệnh quang cầu, trong mắt lướt qua một tia tham lam. Hắn đã có thể nhìn ra, vận mệnh này quang cầu không thể coi thường, bên trong ẩn chứa, không chỉ là vận mệnh mệnh cách, còn có bàn tơ lão tổ trụ thần quyền chuôi. Theo lý thuyết, chỉ cần luyện hóa trong quang cầu bé gái, liền có thể kế thừa vận mệnh mệnh cách, đồng thời nhận được bàn tơ lão tổ trụ thần quyền chuôi. Tuy nói trụ thần quyền chuôi sau lưng, là vô cùng kinh khủng phần thiên đại kiếp, nhưng, cho tới bây giờ, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể nghịch thiên cải mệnh, bản thân chịu đại kiếp, rơi vào vực sâu lại có làm sao? Gia Cát huynh, cái kia luân hồi chi chủ, lúc nào tới? Sẽ không phải, tiểu tử kia nhát gan sợ, không dám tới a. Vũ Hoàng Cổ Đế híp mắt nói, ánh mắt một chút cũng không bỏ đi được cái kia vận mệnh quang cầu. Khối quang cầu này, trên thực tế là vô số đầu trong suốt vận mệnh sợi tơ chức tạo mà thành, muốn ăn tươi bên trong bé gái, chỉ cần trước tiên đem quang cầu phá vỡ. Nhưng, nghĩ phá vỡ ngàn vạn cái mạng vận sợi tơ, rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm, bây giờ cũng chỉ là trấn thủ ở đây, ai cũng không có ra tay đến cướp đoạt quang cầu. Hai người rất rõ ràng, nhất thiết phải trước giải quyết đi Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế người, bằng không căn bản không có dư lực đến cướp đoạt quang cầu. Trong hai người hồng tranh đoạt mà nói, chẳng qua là vì người khác làm áo cưới. Bây giờ Vũ Hoàng Cổ Đế lo lắng nhất, chính là Diệp Thần không tới. Gia Cát Diễm cười nói, tiểu tử kia nhất định sẽ tới. Dừng một chút, ánh mắt hắn đột nhiên lăng lệ, nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng nói, ra đi. Kỳ Tư thanh tâm bẩn căng thẳng, nói, bị phát hiện. Diệp Thần lại hết sức cơ cảnh, nói, còn không có, đừng nóng vội. Hắn gặp Gia Cát Diễm ánh mắt hy vọng phương hướng, cũng không phải là chính mình chỗ ẩn thân, nghĩ thầm chính mình hẳn là còn không có bại lộ. Quả nhiên, liền nghe một đạo giọng nữ dễ nghe thanh thúy, từ Gia Cát Diễm ánh mắt hy vọng phương hướng truyền ra. Ha ha, nhanh như vậy liền phát hiện ta sao? Chỉ thấy một cái thiếu nữ tuổi xuân, càng là từ thời không khe hở bên trong nhảy ra. Chính là Huyết Ly. Nàng lại trốn ở thời không nếp gấp trong khe hở. Xú nha đầu, là ngươi.
Vũ Hoàng cổ đế nhìn thấy Huyết Ly hiện thân, lập tức tức giận. Huyết Ly hì hì nở nụ cười, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, trên thân kiếm càng là lạc ấn lấy một vầng minh nguyệt. Vận mệnh này mệnh cách, là của ta. Huyết Ly ánh mắt nhìn về phía cái kia vận mệnh quang cầu, tràn đầy nóng bỏng chi ý, chợt phất tay xuất kiếm. Một kiếm này chém về phía hư không, trong thoáng chốc, Vũ Hoàng cổ đế, Gia Cát Diễm, Diệp Thần, Kỳ Tư rõ ràng bốn người, đều cảm giác thần hôn điên đảo, âm dương nghịch loạn, thế giới xuất hiện phút chốc ngưng trệ, thậm chí lâm vào trong đứng im. Huyết Ly một kiếm này, thế mà lột thời gian. Thời gian bị gọt đi, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, trong chốc lát lâm vào đứng im, chỉ có Huyết Ly còn có thể sống động. Siêu! Nàng thân thể mềm mại một cái thiểm lược, hướng về vận mệnh quang cầu phóng đi, đưa tay muốn bắt lấy. Gọt đi thời gian, thật là cao minh kiếm pháp. Gia Cát Diễm trước tiên lấy lại tinh thần tới, lớn tiếng tán thưởng một chút, một tay bấm quyết, quát lên. Hổ phách thần quang, đen bóng thủy triều, bao phủ. Trong chốc lát, cả tòa trận pháp, bộc phát ra hừng hực chói mắt kim sắc hổ phách quang, hỗn hợp có đen bóng tia sáng, như nước thủy triều như là biển hướng về Huyết Ly hô tuôn ra mà đi. Cái này dùng để đối phó Diệp Thần trận pháp, lại trước tiên bao phủ hướng Huyết Ly. Lập tức, Huyết Ly liền cảm giác tay chân cứng ngắc, toàn thân khí huyết trệ tắc nghẽn, thân thể bắt đầu hóa đá, muốn biến thành hổ phách thạch cùng hắc diệu thạch hỗn hợp thạch điêu. Đây là Gia Cát Diễm trận pháp thủ đoạn, mượn dùng Vi Giờ Nu chúc phúc, hổ phách thạch tâm pháp cùng đen bóng thạch tâm pháp phối hợp, bên trong có thể thủ hộ tự thân, bên ngoài có thể đem địch nhân hóa đá, quả thực là vô cùng ảo diệu. Hừ, Huyết Ly lạnh rên một tiếng, càng là treo lên hóa đá xung kích, tiếp tục sải bước hướng vận mệnh quang cầu phóng đi. A, à, nguyên rủa bị trì hoãn. Gia Cát Diễm lấy làm kinh hãi, vốn cho là mình thôi động trận pháp sau, có thể trong nháy mắt đem Huyết Ly hóa đá, không nghĩ tới đối phương thế mà chống được. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên thân Huyết Ly, quanh quẩn từng tầng huyền diệu thời gian pháp tắc, nàng thế mà lợi dụng thời gian pháp tắc thủ đoạn, đem nguyền rủa có hiệu lực thời gian, đại đại kéo dài. Nàng đích xác đã trúng hóa đá nguyền rủa, nhưng cũng không có lập tức phát tác, thời gian bị kéo dài. Dựa vào thời gian trì hoãn thủ đoạn, Huyết Ly ngạnh sinh sinh chống được hóa đá nguyền rủa, không ngừng tới gần vận mệnh quang cầu, kiếm trong tay của nàng, minh nguyệt lạc ấn, nguyệt quang tràn ngập, trong trẻo lạnh lùng kiếm quang không ngừng nở rộ, không ngừng gọt bổ thời gian. Nguyên bản hẳn là liên tục thời gian, xuất hiện lác, một cái chớp mắt nhảy một cái. Tại cái này lác thời gian phía dưới, Gia Cát Diễm, Vũ Hoàng Cổ Đế, Diệp Thần, Kỳ Thư rõ ràng bốn người, đều cảm giác khí tức trễ muộn, tâm phiền ý loạn, mười thành thực lực chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 4/5. Gia Cát Diễm nghĩ lại ra tay, nhưng một hơi vận lên không được, thời gian trở nên đứt quãng, hắn linh khí mới từ đan điền dâng lên, còn không có nâng lên, vừa trầm trở xuống đi. Số nha đầu này, đánh giá thấp nàng. Gia Cát Diễm cũng không cách nào giữ được tỉnh táo nữa, hắn phát hiện mình đánh giá thấp Huyết Ly. Huyết Ly không hổ là thời gian lệnh sứ, trụ thần người đại diện, đối với thời gian pháp tắc trưởng khống thủ đoạn, quá tinh diệu. Luận cứng trọi cứng thực lực, nàng tuyệt đối đấu không lại Gia Cát Diễm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế, nhưng dựa vào đủ loại lòe loẹt thời gian thay đổi, thế mà làm rối loạn Gia Cát Diễm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tiết tấu, để cho hai người lâm vào trong hỗn loạn. Thừa dịp hỗn loạn, Huyết Ly cấp tốc tới gần vận mệnh quang cầu, liền muốn ra tay cướp đoạt. Vũ Hoàng Cổ Đế hét lớn, dừng tay cho ta. Đại địa, nghe ta hiệu lệnh. Hắn đột nhiên rút ra thiên tội cổ kiếm, một kiếm hung hăng cắm vào đến đại địa bên trong. Một kiếm này cắm vào, tựa như một cái chìa khóa mở ra môn hộ, sâu trong lòng đất rất nhiều năng lượng, vô tận kỷ nguyên bên trong, địa mạch tích lũy linh khí, còn có cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực, lập tức như núi lửa giống như phun ra. Một đạo viêm long một dạng nham tương vọt lên, mãnh liệt đánh úp về phía Huyết Ly, thế mười phần hung mãnh bá đạo. Huyết Ly ngăn cản không nổi, kêu lên một tiếng, tại chỗ bị hướng ngã xuống đất. Lấy Vũ Hoàng Cổ Đế lực lượng mạnh mẽ, địa mạch hùng hồn, một kích này bản có thể để Huyết Ly trọng thương, nhưng nàng chỉ là nhận lấy điểm đốt bị thương, làn da nóng lên đỏ lên, nhưng lại liên phá ra cũng không có phá. Đây không phải nàng lực phòng ngự cường hãn, là nàng lại vận dụng thời gian pháp tắc thủ đoạn, đem tổn thương trì hoãn, bây giờ không có thụ thương, nhưng trải qua mấy ngày, tất nhiên toàn thân đốt nứt. Số nha đầu, thực sự là không muốn sống nữa. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn ra Huyết Ly thời gian thủ đoạn, như vậy trì hoãn tổn thương thủ đoạn, nhìn như tinh diệu, nhưng tác dụng phụ cực lớn. Bởi vì tự thân bị thương hại,
cũng không có tiêu thất, chỉ là trì hoãn phát tác, dây dưa đến mấy ngày, tổn thương bạo phát, kết quả nghiêm trọng hơn. Huyết Ly nói rõ là không muốn sống nữa, không để ý tự thân sinh tử, cũng muốn cướp đoạt vận mệnh mệnh cách, đem hiến tặng cho hồn thiên đế. Diệp Thần nhìn thấy Huyết Ly đủ loại thủ đoạn, cũng thấy hoa mắt, nghĩ thầm, nữ nhân này đối với thời gian pháp tắc vận dụng, thế mà còn cường hãn hơn ta một chút, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ân, hơn phân nửa là trong tay nàng kiếm phụ tá. Diệp Thần nhìn thấy Huyết Ly kiếm trong tay, trên thân kiếm in một vầng minh nguyệt, đó là Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt kỳ quan bên trong Nguyệt Tương. Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt, là thứ hai hồn tộc bên trong vĩ đại kỳ quan, sớm bị chia tách thành mặt trời mặt trăng. Trong đó Vĩnh Hằng Đại Nhật, Diệp Thần sớm đã được chứng kiến, còn lại Nguyệt Tương, nhưng lại in vào Huyết Ly trên trường kiếm. Tại cái kia Vĩnh Hằng Thần Nguyệt in dấu xuống, Huyết Ly kiếm khí sắc bén hết sức ác liệt, chấp trưởng này kiếm, nàng cắt chém thời gian dễ dàng rất nhiều, đối với thời gian pháp tắc đủ loại vận dụng, cũng càng xu thế tinh diệu. Chấm, nhưng có thể nhẹ nhõm gọt đi thời gian, hẳn còn có cái khác phụ trợ. Diệp Thần ý niệm trong lòng chuyển động, suy nghĩ Huyết Ly tất nhiên còn có át chủ bài. Dù sao gọt đi thời gian, để cho thời gian lâm vào lác, ngưng trệ, đứng im bên trong, đây là cực kỳ thủ đoạn cao minh, liền xem như Diệp Thần, đang nắm trong tay vũ trụ mệnh cách tình huống phía dưới, cũng cần hao phí cực lớn tâm huyết, mới có thể thi triển đi ra, thực chiến ý nghĩa không lớn. Nhưng Huyết Ly, lại có thể làm được dễ dàng, nàng chắc chắn còn có khác át chủ bài phụ trợ. Ta trước hết giết ngươi. Chỉ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt hung ác, rút lên thiên tội cổ kiếm, linh khí quán trú, bàng bạc kiếm khí nổ tung mà ra, trong chớp mắt, liền đem chung quanh tất cả thời gian pháp tắc biến động, toàn bộ nghiền nát. Thời gian di động, khôi phục nguyên dạng, liền Huyết Ly trên người thời gian pháp tắc, cũng nhận ảnh hưởng, vốn nên là muốn trì hoãn đến vài ngày sau phát tác hóa đá nguyền rủa cùng nham tương đốt bị thương, bây giờ ẩn ẩn phát tác. Nàng một bên thân thể hóa đá, một bên khác thân thể chịu đốt bị thương sưng đỏ nứt ra, mười phần đáng thương bộ dáng, mà Vũ Hoàng Cổ Đế lại không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, mũi kiếm mãnh liệt hướng nàng thân thể chém tới. Xuân thu ve, đi. Sống chết trước mắt, Huyết Ly miệng thơm phun một cái, một đạo màu đen lưu quang bắn ra, hóa thành một cái màu đen ve, óng ánh trong suốt, xuân thu tuế nguyệt tang thương khí tức, tại ve trên người lưu động lấy. Cái này lại là xuân thu ve, là trụ thần thánh khí, là thời gian chi thần trụ thần tạo vật. Diệp Thần nhìn thấy Huyết Ly phun ra xuân thu ve, lập tức bừng tỉnh. Đây chính là lá bài tẩy của nàng. Chỉ thấy xuân thu ve vừa ra, thời gian lập tức đảo lưu, Huyết Ly hóa đá nốt bị thương sưng đỏ thân thể, trong nháy mắt trở lại còn không có thụ thương trạng thái. Nguyên bản khí thế hùng hổ, rút kiếm đột giết tới Vũ Hoàng Cổ Đế, cước bộ càng là lui về phía sau lui về tại chỗ. Trên thực tế, cũng không phải hắn lui lại, mà là tiểu thiên địa này ở giữa thời gian, tại xuân thu ve ảnh hưởng dưới, xuất hiện quay lại đảo lưu. Huyết Ly đối với thời gian pháp tắc trưởng khống, so Diệp Thần còn lợi hại hơn, chính là bởi vì có xuân thu ve phụ trợ. Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm, nhìn thấy như vậy thời gian đảo lưu thần tích, đều là chấn kinh ngạc. Ve kêu một xuân thu, vạn cổ thiên hoang lão. Huyết Ly nhún người nhảy lên, ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, lại thúc giục xuân thu ve, từng trận tang thương thời gian pháp tắc tia sáng, liền hướng Vũ Hoàng Cổ Đế vọt tới. Thương một cánh quân tế, Vũ Hoàng Cổ Đế không tránh kịp, lập tức lọt vào tang thương tuế nguyệt tia sáng bao phủ. Chỉ một thoáng, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt, cấp tốc giả yếu tiếp. Hắn vốn chính là một lão già, bây giờ lọt vào xuân thu ve uy áp, càng là tuế nguyệt thúc giục người lão, toàn thân làn da cấp tốc khô mục, trên mặt tầng tầng nếp nhăn chồng điệt, tiếng hít thở trở nên vô cùng nặng trọc, thân thể răng rắc còng xuống xuống, động tác trở nên vô cùng trì trệ. Xoẹt! Huyết Ly nhân cơ hội này, lập tức huy kiếm hướng về Vũ Hoàng Cổ Đế đâm tới. Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận, điên cuồng vận chuyển linh lực, hóa giải thời gian tang thương pháp tắc nghiền ép, đồng thời rất kiếm đón đỡ Huyết Ly kiếm, song kiếm giao kích, đinh một tiếng, hai người khoảnh khắc tiếp chiến, mũi kiếm giao kích, trong nháy mắt đánh mấy trăm lần hợp. Vũ Hoàng Cổ Đế càng đánh càng trẻ tuổi, thời gian tang thương pháp tắc, ở trên người hắn hóa đi, hắn dù sao chiếm cứ lấy tuyệt đối thiên thời địa lợi ưu thế, toàn lực hành động, cả mảnh trời tội cổ địa, đều đang cùng hắn cộng minh lấy. Muốn dựa vào lấy một điểm bằng môn tả đạo thời gian thủ đoạn, liền cùng ta đối kháng, đơn giản người si nói mộng. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lạnh, khoái kiếm tấn công mạnh. Bên trong hư không, bắn ra từng trận ngâm sướng cầu khẩn âm thanh,
tựa như chư thiên thần minh cùng một chỗ chúc phúc, đó là thiên tội cổ địa nhiều năm tích lũy tín ngưỡng chi lực, bị vũ hoàng cổ đế điều động ra. Hắn càng đánh càng tinh thần, rất nhanh liền đem huyết ly ép tới chỉ có phòng thủ, không có tiến công chỗ trống. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Gia Cát Diễm ở bên lược trận, nhìn thấy vũ hoàng cổ đế mặc dù bị Xuân Thu Ve tập kích, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong, ngược lại rất nhanh thay đổi thế cục, trong mắt của hắn liền lướt qua vẻ thất vọng. Nếu như vũ hoàng cổ đế cùng huyết ly lưỡng bại câu thương, hắn ngược lại là nhạc kiến kỳ thành, đã như thế, hắn liền có thể nhẹ nhõm cướp đoạt vận mệnh mệnh cách. Chỉ có điều, vũ hoàng cổ đế ở địa bàn của mình, nhưng lại như là ngư đắc thủy, như hổ thêm cánh, trừ phi hồn thiên đế buông xuống, bằng không chỉ dựa vào một cái huyết ly, rõ ràng không thể sát thương hắn. Cơ hội. Diệp Thần gặp vũ hoàng cổ đế cùng huyết ly kịch chiến say xưa, mà Gia Cát Diễm cũng tất cả tâm thần quan chiến. Đây chính là hắn cướp đoạt vận mệnh mệnh cách tốt đẹp thời cơ. Tưởng nhớ rõ ràng, chúng ta đi. Diệp Thần quát to một tiếng, toàn thân linh khí lập tức nổ tung mà ra, luân hồi kim quang dũng đáng, nguyên thiên đế gia chỉ ở trên người hắn thiên cơ che đậy, bỗng chốc bị xông phá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ, Diệp Thần dùng cửu thiên tù thần chỉ bản thân phong cấm, cũng bị chọc thùng. Phong cấm xông phá. Diệp Thần gân cốt một hồi đau đớn tê liệt, nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy, đem tất cả đau đớn đè xuống, cùng Kỳ Tư rõ ràng song song hiện ra thân hình, hướng về phía dưới vận mệnh quang cầu chộp tới. Ân. Gia Cát Diễm cảm thấy được chung quanh khí tức nổ tung, lập tức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Thần cùng Kỳ Tư song thân ảnh, đã từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng hắn đánh giết xuống. Không, nói đúng ra, Diệp Thần mục tiêu, là bên cạnh hắn vận mệnh quang cầu. Luân hồi chi chủ, lại là ngươi. Gia Cát Diễm hoảng hốt, tại Diệp Thần bành trướng bắn nổ luân hồi khí tức đe dọa phía dưới, theo bản năng mũi chân chĩa xuống đất, người nhẹ nhàng lui về phía sau thối lui. Hắn dự đoán đến Diệp Thần sẽ buông xuống, nhưng không nghĩ tới, càng là lấy tư thái này buông xuống, mà việc khác phía trước mảy may cũng không phát hiện được. Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Huyết Ly, nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá lúc này hai người đang tự kịch chiến. Không cách nào thoát thân, cũng không dám nói chuyện nhụt chí, song kiếm tranh tranh giao phong, tiếp tục đánh giết. Mà lúc này Diệp Thần cùng Kỳ Tư rõ ràng, cũng cảm thấy từng trận hóa đá áp lực, đó là Gia Cát Diễm hổ phách đen bóng trận, tại hai người sau khi xuất hiện, liền có từng sợi trận pháp tia sáng, vàng rực cùng đen hy phối hợp, hướng hai người gào thét mà đến. May mắn, Diệp Thần sớm đã có phòng bị, hắn lúc này toàn thân luân hồi khí bạo nổ, sau lưng ẩn ẩn có luân hồi thiên quốc tranh cảnh hiện ra. Ước vạn luân hồi tín đồ, đang vì hắn cầu khẩn ngâm sướng, luân hồi pháp tắc kim quang, ngạnh sinh sinh chặn Gia Cát Diễm trận pháp hóa đá. Gia Cát Diễm trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng hóa đá đi Diệp Thần toàn bộ luân hồi thiên quốc. Đây cũng là luân hồi sức mạnh. Gia Cát Diễm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình nhất định phải được trận pháp, vậy mà không làm gì được Diệp Thần. Thiên tàn kiếm, mà khuyết đao. Mắt thấy Diệp Thần liền muốn cướp đi vận mệnh mệnh cách. Gia Cát Diễm quát mạnh một tiếng, tay trái kinh thiên kiếm quang, tay phải bá khí đao mang, lập tức hiện ra. Một kiếm một đao, phân biệt xuất hiện tại trong hắn tay trái tay phải, đao quang kiếm ảnh nổ tung, phong mang hết sức ác liệt. Xuy, hắn đao kiếm cùng múa mà ra, lập tức, một cỗ không trọn vẹn, buồn bã, nguyên rủa khí tức ba động, chính là cuồn cuộn như nước thủy triều mãnh liệt tuôn ra, tựa như vực sâu, muốn đem người nuốt hết. Diệp Thần luân hồi thiên quốc. Lập tức xuất hiện phai màu, từ quang hoa vạn trượng bộ dáng, lại phai màu thành trống không, thân thể của mình cùng huyết mạch, cũng muốn phai màu. Trong một chớp mắt, Diệp Thần có loại bị vực sâu nuốt hết, bị thiên địa vứt bỏ một dạng cảm giác, như bùn đủ thân hãm, không thể tự kiềm chế. Thật là lợi hại đao kiếm. Diệp Thần sầm mặt lại, nhìn xem Gia Cát Diễm đao kiếm tuấn chảm mà đến, hắn nhìn thấy sau lưng kinh khủng pháp tắc. Đó là The Tanis pháp tắc. Phần tịch trong Linh Sơn võ giả, cơ bản tất cả đều là The Tanis, bọn hắn là bị thiên địa vứt bỏ cô nhi, hô hấp không khí như nham tương, thanh phong quất vào mặt như dao cắt, nếm không ra bất kỳ mùi của thức ăn, hết thảy mọi thứ nhét vào trong miệng, cũng như nhấm nháp thối giữa thi khối. Diệp Thần trước đó không biết The Tanis đầu nguồn, nhưng bây giờ nhìn thấy Gia Cát Diễm đao kiếm, cái kia cỗ thiên tản địa khuyết phong mang, hắn biết. Đây là nguyền rủa, vực sâu nguyền rủa, vĩnh viễn hắc ám nguyền rủa. Vực sâu u ác tính năng lượng, một mực chôn sâu tại thế giới nền phía dưới, có chút bất hạnh giả, lọt vào vực sâu nguyền rủa,
liền sẽ trở thành The Tanis, mờ nhạt tất cả thiên đạo nhân thế chúc phúc, lâm vào vô tận trong thống khổ. Nếu không phải vì The Nu cứu vớt, lấy đại thần thông cứu rỗi, The Tanis không có khả năng quật khởi, càng không khả năng thành lập được phần tịch linh sơn khổng lồ như vậy đạo thống. Giờ này khắc này, Gia Cát Diễm một kiếm thiên tàn, một đao mà thiếu, tựa như là mang theo vực sâu thôn phệ, muốn đem Diệp Thần nuốt hết, đem hắn cũng vặn vẹo dị biến thành một cái The Tanis. Cửu thiên chân lôi chú, phá cho ta. Diệp Thần gặp nguy không loạn, đứng vững cước bộ, thân thể tựa như núi cao sừng sững, luân hồi thiên quốc thu hồi, hắn tay phải lại là đánh mạnh ra ngoài, mang theo hủy diệt lôi đình kinh khủng uy năng. Oanh! Màu tím kinh lôi nổ tung, vạn trọng lôi điện từ Diệp Thần lòng bàn tay tuôn ra, tạo thành lôi hỏa khí triều, liền giống như kinh thiên biển động, cuồn cuộn hướng về Gia Cát Diễm gào thét mà đi. Gia Cát Diễm biến sắc, nhận ra đây là Shiva hủy diệt thần thông, hung mãnh nhất bá đạo. Hắn cắn răng điều động Vizanu chúc phúc, trên thân hổ phách quang huy bao phủ, như tường sắt đá rắn hộ thể, hai tay đao kiếm giao nhau một bổ, một đạo kiếm khí, một đầu đao mang, cường hoành việt quá lôi họa, chém tới Diệp Thần. Cùng lúc đó, Gia Cát Diễm cũng là lao nhanh phi thân lui lại, tránh né Diệp Thần lôi hỏa tập sát. Nhưng, Diệp Thần cửu thiên chân lôi chú, vô cùng bá đạo, Gia Cát Diễm vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi, bị chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ sôi trào, toàn thân tê liệt, kêu lên một tiếng, nếu không phải là có hổ phách thạch tâm pháp hộ thể, hắn đã muốn thổ huyết. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía Diệp Thần, đã thấy chính mình vừa mới chém ra kiếm khí đao mang, đã việt quá lôi họa, chạm tại trên thân Diệp Thần. Chanh! Một hồi kim thiết giao thương một dạng vang lên phát ra, Diệp Thần cứng rắn chịu ra Cát Diễm nhất đao nhất kiếm, thân như kim cương, hoàn toàn không có chịu đến tổn thương chút nào. Một tầng nhàn nhạt vàng rực, từ Diệp Thần trên da hiện ra, mang theo kim cương bất hủ bàng bạc pháp tắc sức mạnh. Đây là, Shiva, kim cương bất hủ thể. Làm sao có thể? Gia Cát Diễm cực kỳ chấn động, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Hắn vốn là còn cho là, chính mình thiên tàn kiếm mà khuyết đao, có thể mang cho Diệp Thần phai màu nguyền rủa xâm hại, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà ngạnh sinh sinh phòng ngự xuống, không phát hiện chút tổn hao nào. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thần, đã mở ra kim cương bất hủ thể, tựa như Shiva tại thế đồng dạng, thể phách cường hoành vô địch, vạn pháp bất xâm. Chết đi! Diệp Thần ánh mắt lóe lên sát khí, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức giải quyết đi Gia Cát Diễm. Bằng không, một khi Gia Cát Diễm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế liên thủ, vậy thì khó đối phó. Hô! Diệp Thần lần nữa một trưởng vung ra, cửu thiên chân lôi chú nổ tung, lôi đình cuồn cuộn, muốn một trưởng đem Gia Cát Diễm oanh sát. Vizanu giúp ta! Gia Cát Diễm toàn thân khí thế đều bị bao phủ, không chỗ tránh né, hét lớn một tiếng, triệu hoán Vizanu chúc phúc. Trong thoáng chốc, trên người hắn răng rắc vang dội, che phủ một tầng kim cương chế tạo áo giáp, Diệp Thần một trường đánh hạ, tại đem kim cương áo giáp mở ra được rách đồng thời, chính mình cũng bị sắc bén kim cương góc cạnh đâm xuyên qua lòng bàn tay. Một hồi sắc bén kịch liệt đau nhức, từ nơi lòng bàn tay truyền đến, Diệp Thần gương mặt lập tức một hồi tái nhợt, nhưng lại cảm giác toàn bộ hổ phách đen bóng chật, từng cỗ kinh khủng hóa đá lực lượng pháp tắc, điên cuồng dọc theo miệng vết thương của hắn, xông vào trong thân thể của hắn đi. Trong chốc lát, Diệp Thần liền cảm giác toàn thân gân cốt cứng ngắc, huyết mạch trì trệ, tay chân không nghe sai khiến cứng lại, cả người càng là muốn hóa đá. Không tốt! Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới Vizanu chúc phúc, lại lợi hại đến nước này. Gia Cát Diễm trên người kim cương áo giáp, trên thực tế cũng không có chủ động lực sát thương, là dựa vào bị động phòng ngự, phản thương địch nhân. Chỉ cần địch nhân đánh tới, liền sẽ chịu đến kim cương góc cạnh đâm ngược. Đây chính là Vizanu thủ hộ chi đạo, không cầu chủ động tiến công, trước hết để cho chính mình đứng ở thế bất bại, lại lấy đạo của người, hoàn thi bỉ thân. Phốc! Gia Cát Diễm lại là há miệng phun máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, một hồi rời sông lấp biển, cả người đều kém chút bị Diệp Thần đánh nổ. Hắn triệu hoán Vizanu chúc phúc, cũng không phải Vizanu bản thân tự mình buông xuống, cái kia kim cương thạch tâm pháp chúc phúc, có thể để hắn tạo ra một bộ kim cương áo giáp hộ thể. Nhưng Diệp Thần sức mạnh quá bá đạo, càng là một trưởng đem áo giáp đánh nứt ra. Diệp Thần chịu phản thương, nhưng Gia Cát Diễm cũng là thụ thương nghiêm trọng. Hảo tiểu tử, quả nhiên đủ bá đạo, có Shiva năm đó mấy phần uy mãnh. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, chuẩn bị biến thành một bộ thạch điêu a. Gia Cát Diễm lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt mang theo vẻ hung ác, nhìn về phía Diệp Thần.
Diệp Thần vừa mới lòng bàn tay bị đâm xuyên, hoàn mỹ vô khuyết kim cương bất hủ thể, liền bị phá hết, hổ phách đen bóng trận hóa đá pháp tắc, điên cuồng ăn mòn hắn. Cả người hắn cấp tốc lâm vào trong hóa đá, cơ thể đã biến thành hổ phách cùng hắc diệu thạch hỗn hợp bằng đá, toàn thân muốn biến thành một bộ pho tượng. Diệp Thần. Kỷ Tư rõ ràng hoảng sợ kêu to, tại mới vừa rồi Diệp Thần cùng Gia Cát Diễm kịch chiến trước mắt, nàng thừa cơ vươn tay đoạt lấy vận mệnh quang cầu. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khi Kỷ Tư xong bàn tay, chạm đến vận mệnh quang cầu thời điểm, Diệp Thần đã bắt đầu hóa đá. Kỷ Tư thanh đại cấp bách phía dưới, muốn hồi viên, nhưng bàn tay chạm đến quang cầu bên trên ti ti lũ lũ vận mệnh sợi tơ, càng là đem nàng bàn tay cuốn lấy. Cái kia từng cái trong suốt như tơ nhện sợi tơ, còn dọc theo bàn tay của nàng, hướng trên người nàng bỏ đi. Phong ấn tại quang cầu bên trong bé gái, vào giờ phút này, càng là mở to mắt. Đó là như thế nào ánh mắt? Trống rỗng, bi thương, tang thương, trong mắt thật giống như cái gì cũng không có, như vô ngần vũ trụ, lại như là phản chiếu tinh không hải. Khó có thể tưởng tượng, một cái bé gái trên thân, thế mà xuất hiện loại này trống rỗng buồn tẻ ánh mắt. Bé gái yên lặng nhìn xem Kỷ Tư rõ ràng, thân thể non nớt càng là bắt đầu hòa tan, hóa thành từng sợi bạch quang, hướng Kỷ Tư rõ ràng cơ thể dung nhập mà đi. Kỷ Tư rõ ràng chỉ cảm thấy bàn tay bị đồ vật gì dính chặt, muốn quay đầu cứu viện Diệp Thần, cũng không thể nào. Này, đây là có chuyện gì? Ngươi tại luyện hóa vận mệnh mệnh cách. Dừng tay cho ta. Gia Cát Diễm nhìn thấy cái kia vận mệnh mệnh cách ngưng tụ thành bé gái, thế mà hòa tan thành quang, muốn cùng Kỷ Tư rõ ràng dung hợp. Lập tức rất là kinh ngạc, không dám tin vào hai mắt của mình. Vận mệnh này mệnh cách, bên ngoài lồng che kín một tầng quang cầu, đó là vận mệnh pháp tắc sợi tơ biện thành trong suốt kén, nghĩ luyện hóa vận mệnh mệnh cách mà nói, nhất thiết phải trước tiên phá vỡ cái này quang cầu kén. Cái này cũng là Gia Cát Diễm cùng Vũ Hoàng cổ đế nhức đầu chỗ, muốn chạm đến vận mệnh hạch tâm, cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ, Kỷ Tư rõ ràng lại hoàn toàn không có phiền não của bọn hắn, cái kia vận mệnh mệnh cách. Phảng phất tại cùng Kỷ Tư rõ ràng cộng minh, trực tiếp liền bản thân hòa tan, muốn dung nhập vào trong cơ thể nàng. Tại Kỷ Tư rõ ràng sau lưng, thần quang nổ tung sôi trào, hiện ra một đạo rộng rãi trụ thần đồ đằng, đó là một cái ung dung yêu nhã mỹ phụ nhân, người mặc màu trắng cung trang, chính là trong truyền thuyết, tìm hiểu ra vận mệnh đại đạo Bàn Tơ Lão Tổ. Bây giờ, Kỷ Tư rõ ràng sau lưng, liền hiển hóa ra Bàn Tơ Lão Tổ đồ đằng, điều này đại biểu, nàng bị Bàn Tơ Lão Tổ chọn chúng. Muốn kế thừa Bàn Tơ Lão Tổ hết thảy, trở thành chân chính, mới vận mệnh chi chủ. Nhưng, Kỷ Tư rõ ràng lại là hết sức thống khổ bộ dáng, theo vận mệnh mệnh cách không ngừng dung nhập, nàng cảm giác có vô số thần thánh cùng bẩn thỉu đồ vật, như nham tương như chọc lưu như thi thủy bàn tràn vào trong cơ thể mình, cả phó thân thể tựa hồ muốn bành trướng nổ tung, muốn gọi hô lại không kêu được, thân thể rất nhanh liền co quắp quỳ xuống, trong cổ họng phát ra ô yết âm thanh. Gia Cát Diễm ngũ quan vặn vẹo. Chỉ sợ vận mệnh mệnh cách bị Kỷ Tư rõ ràng luyện hóa, nhanh chân vọt tới trước, đao kiếm đều lấy ra, muốn đem Kỷ Tư rõ ràng giết. Nhưng, lúc hắn đi qua Diệp Thần bên người, vốn là lâm vào hóa đá Diệp Thần, đột nhiên động. Xuy, một đạo cầu vồng cực quang, hóa thành đao mang, từ trong tay Diệp Thần bạo trảm mà ra, mãnh liệt hướng Gia Cát Diễm chém dụng. Một đao này 10 phần tinh chuẩn, vừa vặn từ Gia Cát Diễm kim cương áo giáp trong cái khe, chảm bổ đi vào. Lập tức nghe được phù một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Gia Cát Diễm chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn sắc bén sức mạnh, phá thể mà vào, cả người bị Diệp Thần đánh bay, trên thân áo giáp răng rắc bạo toái, trên lồng ngực là một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, khí tức hủy diệt cuồn cuộn. Diệp Thần một đao kia, chính là cực quang thiên đao, là Shiva tuyệt học. Cuồng bạo khí tức hủy diệt, liền ẩn chứa tại trong ánh đao, điên cuồng xông vào trong cơ thể của Gia Cát Diễm. Chỉ một thoáng, Gia Cát Diễm chỉ cảm thấy tạng phủ quặn đau, giống như bị người xé nát. Diệp Thần một đau này, cuồng bạo hủy diệt pháp tắc, muốn phá hủy tính mạng của hắn. Ngươi! Gia Cát Diễm trong mắt mang theo hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Chỉ thấy thời khắc này Diệp Thần, đã hoàn toàn thoát khỏi hóa đá trạng thái, trên thân tràn ngập một tầng phì nhiêu thần quang, tiêu tan nghiệt giải ách chú vận chuyển, xua tan hết thảy hóa đá tiêu cực nguyền rủa ăn mòn. Vì giờ nu nguyền rủa, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá may mắn ta cũng có thủ đoạn. Diệp Thần hờ hững nhìn xem Gia Cát Diễm, không thể không nói, cái kia hổ phách đen bóng hóa đá nguyền rủa, đích xác lợi hại, Diệp Thần đã mở ra kim cương bất hủ thể, chỉ là lòng bàn tay xuất hiện một điểm vết thương,
liền bị nguyền rủa điên cuồng xâm nhập. May mắn, nắm giữ lấy phỉ nhiêu bí pháp diệp thần, trị liệu thủ đoạn cường đại, một chiêu tiêu tan nghiệt giải ách chú, đã đem tất cả nguyền rủa hóa đi. Vừa mới hắn lại một phát cực quang thiên đao, đã hủy diệt ra cát diễm sinh cơ, coi như vì giờ nu chúc phúc, cũng không cách nào lại cứu viện. Dù sao bảo vệ chúc phúc, là có hạn độ, mà diệp thần vũ lực, đủ để đánh vỡ cái này hạn độ. Trong mắt hắn, Gia Cát Diễm đã là người chết. Giải quyết đi Gia Cát Diễm, Diệp Thần cấp tốc đi tới Kỳ Tư Rõ Ràng bên cạnh. Tưởng nhớ rõ ràng, chỉ thấy thời khắc này Kỳ Tư Rõ Ràng, co quắp quỳ xuống, cái kia vận mệnh quang cầu, đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể nàng, từng sợi thần thánh quang huy, ở trên người nàng quanh quẩn, còn có từng cái ngân sắc như tơ nhện một dạng sợi tơ, không ngừng tạo ra đi ra, lại hướng trên người nàng quấn quanh. Đó là đại biểu vận mệnh pháp tắc sợi tơ. Vận mệnh như tơ, ngàn vạn quấn quanh, như đây rối nhiễu cái cổ, Kỳ Tư Rõ Ràng cổ đều bị cuốn lấy, lộ ra hít thở không thông đau đớn, rên rỉ nói. Diệp thần, ta thở không nổi. Nàng liều mạng đem trên cổ sợi tơ kéo, nhưng mới sợi tơ lại lần nữa xiết đi lên, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận, vận mệnh không có điểm cuối. Diệp thần cực kỳ sợ sợ, ẩn ẩn thấy được ngày xưa hình ảnh, năm đó bàn tơ lão tổ, cũng là sống sờ sờ bị vận mệnh sợi tơ ghìm chết. Bàn tơ lão tổ vì cái gì gọi bàn tơ, là bởi vì nàng đem chư thiên chúng thần vận mệnh, đều biện thành tơ, lại mưu toan trải vuốt trưởng khống, nàng thậm chí muốn trưởng khống thái sơ cùng vực sâu vận mệnh. Nhưng, thần vận mệnh, thiên địa vận mệnh, còn có thái sơ cùng vực sâu vận mệnh, rõ ràng không phải một cái bàn tơ lão tổ có thể trưởng khống, nàng muốn bàn tơ, cuối cùng lại bị vận mệnh sợi tơ quấn ngược, vô số sen lẫn hỗn loạn sai điệt vận mệnh mạch lạc. Căn bản là không có cách bàn rõ ràng, nàng cuối cùng chỉ có thể sống sống bị ghìm chết. Bây giờ Kỳ Tư Rõ Ràng, dung hợp vận mệnh mệnh cách, cũng lọt vào phản phệ, chỉ lát nữa là phải tái diễn ngày xưa bàn tơ lão tổ bi kịch, muốn bị mệnh ti ghìm chết. Đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Diệp thần quyết đoán cấp tốc, co ngón tay bắn liền, từng sợi đen như mực hỏa quang, rơi xuống Kỳ Tư Rõ Ràng trên thân. Đó là thọ ôn hỏa thuật. Hắn gặp Kỳ Tư Rõ Ràng gặp mệnh ti quấn quanh. Nhất định phải ra ngoan chiêu, mới có khả năng phá giải. Thọ ôn hỏa thuật rơi xuống, từng đợt tai họa khí tức, trong nháy mắt tại Kỳ Tư Rõ Ràng trên thân nổ tung, hu hu một hồi vang dội, ma quang tàn phá bừa bãi, hắc khí cuồn cuộn, phá hủy tất cả mệnh ti. Nhưng, tại thọ ôn hỏa thuật trùng kích vào, Kỳ Tư Rõ Ràng cũng là toàn thân nát giữa, bị thương rất nặng, cơ thể biến thành màu đen, giống như chúng kịch độc, lập tức liền ngất đi. Diệp thần một hồi thương yêu. Hắn dùng thọ ôn hỏa thuật phá hủy mệnh ti, cũng cho Kỳ Tư Rõ Ràng mang đến thương tổn nghiêm trọng. Thấy thế, Diệp thần vội vàng thay đổi thủ quyết, hỏa thuật chuyển thành phì nhiêu chi thuật, từng sợi phì nhiêu linh khí, đánh vào Kỳ Tư Rõ Ràng thể nội, vì nàng trị liệu. Mà cùng lúc đó, Diệp thần cũng cảm giác được, tại Kỳ Tư Rõ Ràng trong đan điền, lại có nguyên anh ngưng kết, cái kia nguyên anh thuần trắng không rảnh, chính là trước đây vận mệnh mệnh cách biến thành bé gái. Vô biên thần thánh quang huy. Không ngừng từ cái kia trong nguyên anh tản mát ra, còn chuẩn bị muốn ngưng kết thành tơ nhện một dạng mệnh ti, đem Kỳ Tư Rõ Ràng quấn quanh. Tại Diệp thần phì nhiêu thuật cùng thọ ôn hỏa thuật áp chế xuống, cái kia mệnh ti tạm thời không thể tàn phá bừa bãi, nhưng Diệp thần cũng không khả năng một mực áp chế xuống, có chút lòng, Kỳ Tư Rõ Ràng lập tức muốn bị quấn quanh ghìm chết. Vận mệnh xen lẫn quấn quanh, quả là tại tư, cái này có thể phiền toái. Diệp thần bỗng cảm giác khó giải quyết. Hắn bây giờ là dùng sức mạnh của mình, áp chế vận mệnh. Nhưng vận mệnh bàng bạc, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể áp chế. Suy nghĩ chuyển động phía dưới, Diệp thần trong lúc nhất thời, cũng khó có thể suy nghĩ ra đối sách. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hắn ôm lấy Kỳ Tư Rõ Ràng, đem nàng cõng đến chính mình đằng sau, tung người vọt lên, liền muốn rời đi. Nhưng lúc này, phía trên hư không, lại xuất hiện một tầng như nắp nồi một dạng phong tỏa cái lồng. Thần quang lấp lóe, cái lồng bên trên phù văn đông đúc xen lẫn, từng đợt so với cửu thiên tù thần chỉ còn kinh khủng hơn cầm tù phong tỏa khí tức, đập vào mặt. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất, thời không lập tức bị phong tỏa lại, Diệp thần hướng bay đi lên, cong ngón tay bắn ra một đạo cực quang đao mang, lại không cách nào đem cái lồng phá vỡ. À, đây là... Trong chốc lát, Diệp thần có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì, hắn từ cái này phong tỏa cái lồng phía trên. Thế mà bắt được một cỗ luân hồi khí tức. Là luân hồi địa ngục, ma ngục mệnh tinh khí tức. Nói đúng ra, là ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn một trong,
khóa chi mảnh vụn pháp tắc ba động. Diệp Thần cúi đầu, liền thấy vừa mới bị hắn một đao trọng thương, đã sắp chết đi ra cát diễm, lúc này đã đứng thẳng dậy rồi, đang dùng ánh mắt oán độc nhìn xem hắn. Luân hồi chi chủ, muốn chạy. Người muốn chạy cũng có thể, đem nữ nhân kia lưu lại. Ra cát diễm mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhếch nhếch miệng, chỉ Kỳ Tư rõ ràng. Cái kia vận mệnh mệnh cách, đã hoàn toàn cùng Kỳ Tư rõ ràng dung hợp, hắn muốn cướp được mà nói, chỉ có trực tiếp thôn phệ luyện hóa Kỳ Tư rõ ràng, không có biện pháp khác. Trên tay ngươi là, Diệp Thần ánh mắt co vào, nhìn về phía Ra Cát Diễm tay, chỉ thấy trong tay Ra Cát Diễm, đang cầm lấy một khối phù thạch, từng trận phù văn từ phù thạch bên trong chảy xuôi mà ra, mang theo tỏa cấm pháp thì khí tức, ký kết thành phong tỏa thiên địa cấm chế cái lồng. Còn có từng sợi phù văn, lạc ấn đến trên thân Ra Cát Diễm, cũng tạo thành tỏa cấm pháp thì, càng đem miệng vết thương của hắn khóa. Lồng ngực hắn giữ tợn vết đao, không chảy máu nữa, thậm chí, sinh cơ của hắn cũng bị cưỡng ép khóa, không tiếp tục trôi qua. Vốn là, Ra Cát Diễm đã trúng Diệp Thần hủy diệt nhất đao, nội tạng phá toái, nhất định là phải chết, nhưng hắn lợi dụng khối này phù thạch, lợi dụng đặc thù tỏa cấm pháp thì, thế mà đem miệng vết thương của mình khóa, sinh cơ nguyên khí cùng tinh hoa, cũng toàn bộ khóa lại, không còn trôi qua, hắn sẽ không phải chết. Đây không phải vì giờ nu chúc phúc, đây là luân hồi sức mạnh, là ma ngục mệnh tinh khóa chi mảnh vụn sức mạnh. Quen thuộc a. Là ngươi ma ngục mệnh tinh khóa chi mảnh vụn, ta ăn cắp một chút luân hồi tinh hoa. Ra Cát Diễm nhếch miệng cười cười, khóa chi mảnh vụn vô cùng ảo diệu, bên ngoài khả tạo hóa khóa cấm địch nhân ma liên, phong tỏa hết thảy cường địch, bên trong có thể cố khóa tự thân tinh nguyên linh khí, gọi sinh cơ không tiết, tinh hoa không lọt, quả thực là vô cùng thần kỳ. Tỏa cấm pháp thì bản thân năng lượng, cũng có thể dùng tới phong tỏa thời không. Bây giờ Ra Cát Diễm liền phong tỏa mảnh này thời không, ngăn cản Diệp Thần rời đi. Ta khóa chi mảnh vụn, tại trong các người phần tịch Linh Sơn. Tại Vizernu Thánh Địa, Diệp Thần nhìn xem Ra Cát Diễm trong tay phù thạch, trong chốc lát thiên cơ nhìn rõ, trong nháy mắt nhìn thấy sau lưng nhân quả. Ma ngục mệnh tinh câu khóa hình độ 4 khối mảnh vụn, trong đó khóa chi mảnh vụn, thì ra càng là tại phần tịch Linh Sơn bên trong. Mà bây giờ phần tịch Linh Sơn, đã dung nhập vào Vizernu Thánh Địa trong, toàn bộ không không lúc nào khoảng không, đều không người có thể nhìn rõ phần tịch Linh Sơn tung tích. Nhưng bây giờ, Diệp Thần thấy được. Phần tịch Linh Sơn, tại Vizernu Thánh Địa. Ma ngục mệnh tinh khóa chi mảnh vụn, cũng tại Vizernu Thánh Địa. Khóa chi mảnh vụn diệu pháp vô tận, phần tịch Linh Sơn bên trong người, vẫn không có thể nắm giữ luyện hóa, nhưng bọn hắn dựa vào đủ loại thủ đoạn, cướp đoạt luân hồi, đã ăn cắp khóa chi mảnh vụn không thiếu tinh hoa. Ra Cát Diễm trong tay phù thạch, chính là khóa chi mảnh vụn tinh hoa biến thành, xem như một loại năng lượng kết tinh. Ánh mắt của ngươi, ngược lại là cay độc, thế mà liếc thấy thấu. Ra Cát Diễm sắc mặt đột biến, ngũ quan vặn vẹo một chút, không nghĩ tới Diệp Thần một chút ở giữa, thế mà nhìn thấu sau lưng hết thảy. Chấm, tới làm cái giao dịch a, đem nữ nhân kia cho ta, ta có thể cầu Vizernu đại thần lòng từ bi, đem khóa chi mảnh vụn ban cho ngươi. Hôm nay chúng ta tranh đấu, dừng ở đây, là ta đánh giá thấp ngươi, luân hồi chi chủ. Dừng một chút. Ra Cát Diễm lại bình tĩnh âm thanh, đề nghị giao dịch. Diệp Thần thực lực quá mức kinh khủng, hắn vừa mới thiếu chút nữa thì bị một đao diệt sát. Mặc dù dựa vào khóa chi mảnh vụn phù thạch, cưỡng ép khóa lại sinh cơ, nhưng cũng là hung hiểm vô cùng, tranh cãi nữa đấu nữa, Ra Cát Diễm lo lắng cho mình sẽ chết tại Diệp Thần trên tay. Lập tức hắn liền muốn giao dịch, muốn dùng khóa chi mảnh vụn, để đổi vận mệnh mệnh cách. Muốn theo ta giao dịch, ngươi đang nằm mơ đâu? Muốn dùng ta luân hồi pháp tắc vây khốn ta, si tâm vọng tưởng, luân hồi mộ táng công, táng thiên chi pháp. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, nghe được Ra Cát Diễm muốn giao dịch, hắn không nói hai lời, lập tức nổ tung ra tay, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, thi triển ra luân hồi mộ táng công táng thiên chi pháp. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng táng diệt pháp tắc, như gợn sóng bức xạ ra, chung quanh thời không, trong nháy mắt bị chôn, hóa thành hỗn độn. Ra Cát Diễm muốn lợi dụng phù thạch phong tỏa không gian, nhưng Diệp Thần ngay cả thời không đều tống táng, hắn phong tỏa một chút diệt vong, tất cả ánh sáng đều bị tiêu diệt, chung quanh là từng mảng lớn hỗn độn, trong lòng đất núi đá ầm ầm sụp đổ. Ra Cát Diễm cực kỳ sợ hãi, trong chớp nhoáng này, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn bị Diệp Thần chôn, mặc kệ là Vizernu chúc phúc, vẫn là khóa chi mảnh vụn phù thạch phong tỏa, đều không cứu được hắn. Diệp Thần bạo phát thủ đoạn,
so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vũ Hoàng Cổ Đế, Vũ Hoàng Cổ Đế. Gia Cát Diễm dưới sự kinh hoàng, lao nhanh phi thân lui lại, tránh né Diệp Thần Táng Thiên pháp tắc, lớn tiếng la lên Vũ Hoàng Cổ Đế tên, nhìn lại, đã thấy Vũ Hoàng Cổ Đế đang cùng Huyết Ly chiến đấu. Lúc này Vũ Hoàng Cổ Đế, chiếm hết thượng phong, thiên tội cổ kiếm từng kiếm một liên chạm, giết đến Huyết Ly mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, nhìn bộ dáng này, chỉ cần tiếp qua mấy tức thời gian, Vũ Hoàng Cổ Đế liền có thể đem Huyết Ly chém giết. Giết một tiểu nha đầu, tại sao phải lâu như vậy? Mau ra tay, trước hết giết Luân Hồi Chi Chủ. Gia Cát Diễm hét to, hắn đã không phải là Diệp Thần địch thủ, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vũ Hoàng trên thân Cổ Đế. Chỉ mong Vũ Hoàng Cổ Đế có thể mượn nhờ thiên thời địa mạch sức mạnh, phản sát Diệp Thần. Vũ Hoàng Cổ Đế sầm mặt lại, vừa mới Diệp Thần cùng Gia Cát Diễm đủ loại tranh đấu, hắn cũng thu sạch vào đáy mắt. Diệp Thần cường đại, để cho hắn vô cùng kiêng kỵ chấn kinh, Gia Cát Diễm đã là át chủ bài ra hết, thế mà còn là đánh không lại Diệp Thần. Bây giờ ngay cả mạng vận mệnh cách, đều bị Kỳ Tư rõ ràng dung hợp, Diệp Thần cũng chuẩn bị mang người rời đi. Thiên thần sát kiếm như lửa. Vũ Hoàng Cổ Đế trầm giọng hét một tiếng, đành phải buông tha Huyết Ly, trở tay huy kiếm hướng Diệp Thần bổ tới, thiên tội cổ kiếm kiếm khí bộc phát đến cực hạn, kinh khủng kiếm sát bao phủ kinh thiên thần viêm, thao thao bất tuyệt chém về phía Diệp Thần. Nhật Nguyệt Thân Pháp. Diệp Thần táng diệt ra Cát Diễm phong tỏa, đang muốn rời đi, mắt thấy Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm giết đến, hắn cũng không ham chiến, lập tức thi triển Nhật Nguyệt Thân Pháp, cả người cũng dẫn đến Kỳ Tư rõ ràng cùng một chỗ, hóa thành quang. Xoẹt. Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm chém giết đi qua, đem quang chia hai nửa, nhưng quang lại lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Hắn lập tức ngẩn ngơ, kiếm của hắn lăng lệ hung mãnh, nhưng lại không thể chém giết một mảnh quang. Vũ Hoàng Cổ Đế, cáo từ, ngày khác tái chiến. Diệp Thần âm thanh, từ trong ánh sáng truyền ra, hắn không có ý định cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tranh đấu, bởi vì Kỳ Tư rõ ràng dung hợp vận mệnh mệnh cách, lúc này chính là hung hiểm vô cùng trước mắt. Tùy thời đều có gặp mệnh ti nhiễu cái cổ, ngạt thở nguy cơ tử vong. Diệp Thần nhìn thấy phía dưới Huyết Ly, lại là trọng thương ngã gục bộ dáng, trong lòng hơi động, ánh sáng của bầu trời tràn ngập, đem Huyết Ly cũng bao lại. Tiếp theo sát, Huyết Ly cũng hóa thành quang, bị Diệp Thần mang theo đi lên bay khỏi. Dừng lại. Tiểu tử, lăn trở lại cho ta. Vũ Hoàng Cổ Đế cực kỳ kinh dị, không nghĩ tới Diệp Thần thân pháp thần diệu như thế, hắn quyết đoán cực nhanh. Biết chỉ dựa vào kiếm pháp vũ lực, không cách nào thương tổn tới Diệp Thần một chút, liền lập tức biến chiêu. Thiên khiển tội phạt, đại thiên kiếp. Vũ Hoàng Cổ Đế bấm quyết khẽ động, phi kiếm chỉ thiên, một mảnh đại thiên kiếp kinh lôi bạo rơi xuống, hướng về Diệp Thần biến thành nhật nguyệt ánh sáng của bầu trời oanh tạc mà đi. Đây là cổ kiếm cấm địa, khi xưa thiên tội cổ kiếm, quanh năm sừng sững ở này, kiếm sát trầm tích đến trong thiên địa, tạo thành bí ẩn thiên phạt năng lượng. Lần này Vũ Hoàng Cổ Đế ra tay, liền đem cổ kiếm cấm địa ẩn tàng thiên phạt năng lượng, bạo phát đi ra, hóa thành kinh lôi thiên kiếp, muốn oanh sát Diệp Thần. Đây là lá bài tẩy của hắn một trong, tiêu phí đại giới cực lớn, cổ kiếm cấm địa ẩn tàng năng lượng, dùng một phần liền thiếu đi một phần, lại nghĩ tích xúc ngưng kết, không biết hao phí bao nhiêu kỷ nguyên. Cái thiên kiếp này lôi phạt cường hãn, liền xem như quang, cũng có thể chôn vùi, lấy lôi quang thay thế ánh sáng của bầu trời, ánh sáng của bầu trời hủy diệt. Diệp Thần liền muốn chết. Nhưng, Diệp Thần cũng không có chờ chết, mắt thấy thiên kiếp lôi phạt đánh tới, hắn lập tức thu liễm tia sáng, tản mất Nhật Nguyệt Thân Pháp, hiện thân, lại bàn tay nâng lên. Táng hư Luân Hồi Pháp, phá. Luân Hồi Mộ Táng Công bộc phát, Diệp Thần chỉ một trường, hư vô táng diệt pháp tắc nổ tung, ô một tiếng, Vũ Hoàng Cổ Đế gọi đến thiên kiếp, lại trong nháy mắt phá diệt tiêu tan, hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, Vũ Hoàng Cổ Đế tại chỗ choáng váng. Cái thiên kiếp này lôi phạt, thế nhưng là hắn điều động cổ kiếm cấm địa vô tận kỷ nguyên tích lũy, suy nghĩ coi như không thể sát thương Diệp Thần, ít nhất cũng có thể đem Diệp Thần lưu lại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực cường hãn đến nước này, chỉ là một trường, liền phá hết thiên kiếp của hắn. Phá vỡ thiên kiếp sau, Diệp Thần cũng không có ham chiến, bày ra thiên không chi cánh, hai cánh chấn động, liền gánh vác lấy Kỳ Tư rõ ràng, hướng về phía trước khoảng không bay đi. Huyết Ly lảo đảo nghiêng ngã đi theo phía sau hắn. Diệp Thần cũng không có lại thi triển Nhật Nguyệt Thân Pháp, bởi vì môn này thân pháp là đem cơ thể hóa thành Nhật Nguyệt tia sáng, thường xuyên chuyển hóa hình thái mà nói, sẽ cho cơ thể mang đến không ít tổn thương. Hắn dù sao còn không phải Nhật Nguyệt cảnh cường giả,
còn không cách nào tự nhiên sử dụng loại này cấp bậc thân pháp. Từ lòng đất bay ra ngoài, Diệp Thần nhưng lại nghe được phía dưới truyền đến Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận hét to âm thanh. Thiên Khư Thần Điện đám người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chặn giết Luân Hồi Chi Chủ. Đừng để tiểu tử này chạy. Trong chốc lát, cả mảnh trời tội cổ địa, triệt để sôi trào lên, Thiên Khư Thần Điện, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, như châu chấu giống như vọt lên, ngay sau đó tựa như hắc triều giống như hướng Diệp Thần phương hướng bay tới. Diệp Thần luân hồi khí tức, như là đã bộc phát, vậy thì triệt để bại lộ, khó mà lại che giấu. Lúc này chính vào đêm tối, trăng sáng sao thưa, Diệp Thần chỉ thấy bốn phương tám hướng, địch chúng như nước thủy triều gào thét mà tới, tựa như hắc triều thôn nguyệt, giả thiên tế không, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Vô số pháp bảo quang mang, binh khí tia sáng, thần thông thuật pháp tia sáng, phô thiên cái địa, chiếu rọi bát hoang, làm cho không người nào ẩn trốn. Huyết Ly đi theo Diệp Thần đằng sau, nhìn thấy bốn phương tám hướng tình thế như thế, gương mặt xinh đẹp lập tức sắc trắng. Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn cõng Kỳ Tư rõ ràng, mà Kỳ Tư rõ ràng thể nội vận mệnh mệnh cách, năng lượng lại tại sôi trào, dần dần diễn sinh ra từng cái tơ nhện một dạng mệnh thi, quấn trêu chọc ở trên người nàng, lại quỷ dị hướng Diệp Thần kéo dài tới. Diệp Thần cúi đầu xem xét, tay chân đều dây dưa một chút mệnh thi, sền sệt, hoạt động tương đương không tiện. Hơn nữa, nghiêm trọng hơn là, hắn cảm giác Kỳ Tư song thân thể tại nóng lên, giống như có một đoàn kiếp hỏa, tại trong cơ thể nàng thiêu đốt. Diệp Thần, ta thật thống khổ. Nóng quá, đây là, phần thiên đại kiếp. Giết ta, mau giết ta. Kỳ Tư rõ ràng kịch liệt thở hổn hển, hữu khí vô lực mở hai mắt ra, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Nàng thân thể mềm mại tại nóng lên, là bởi vì thể nội có kiếp hỏa bộc phát. Đó là phần thiên đại kiếp kiếp hỏa. Nàng dung hợp vận mệnh mệnh cách, cũng cùng nhau kế thừa bàn tơ lão tổ quyền hành, cũng dẫn đến phần thiên đại kiếp cùng một chỗ, đều kế thừa đến đây. Cái này phần thiên đại kiếp thế nhưng là vô cùng phải chết đồ vật, so với mệnh ti nhíu cái cổ ngạt thở, càng thêm đau đớn thảm liệt gấp trăm lần. Bây giờ Kỳ Tư xong phần thiên đại kiếp, còn không có triệt để bộc phát. Chỉ là vừa bắt đầu sôi trào, giống như bắt đầu sâu ngủ tại dưới đại địa nham tương, hơi hơi cổn đáng, còn chưa tới chân chính phun ra thời điểm. Nhưng kể cả như thế, đối với Kỳ Tư rõ ràng tới nói, cái này cũng đầy đủ đau đớn dày vò muốn chết. Trên người nàng kiếp hỏa khí tức, truyền lại đến trên thân Diệp Thần, để cho Diệp Thần đan điền chỗ sâu phần thiên đại kiếp, cũng có chút dục dịch, phải có cùng theo bộc phát dấu hiệu. Không được, nhất thiết phải lập tức tìm một chỗ giải quyết. Diệp Thần mắt thấy chung quanh trọng trọng cường giả vây giết mà đến, rất muốn trực tiếp giết ra khỏi trùng vây, trở về Mỹ Thần Thánh Địa. Nhưng, lúc này hắn gánh vác lấy Kỳ Tư rõ ràng, cũng không tiện chiến đấu, hơn nữa trong cơ thể mình phần thiên đại kiếp, cũng bị câu dẫn đến dục dịch, nếu như tái chiến đấu mà nói, đại kiếp bộc phát, hắn nhất định phải chết. Đi! Diệp Thần cõng Kỳ Tư rõ ràng, một cái tay khác giữ chặt Huyết Ly cánh tay, thi triển Dạ Hoàng Kinh, một chút dung nhập trong bóng tối. Thừa dịp Thiên Khư Thần Điện cường giả còn không có vây quanh, cấp tốc đào thoát mà đi. Khi Thiên Khư Thần Điện đám người buông xuống, đã thấy Diệp Thần biến mất không thấy gì nữa, thân dung vào đêm tối, đều là kinh hãi. Tiểu tử này chạy đi nơi nào? Nghe Luân Hồi Chi Chủ thần thông cường hãn, chúng ta nhưng phải cẩn thận. Lại có người hướng Vũ Hoàng Cổ Đế hỏi, Cổ Đế bệ hạ, thân thể ngươi mạnh khỏe. Vũ Hoàng Cổ Đế quát lên, nhanh đi chặn giết tiểu tử kia. Hắn bị mệnh ti cuốn lấy, lại khó phách lối, mau nắm chắc cơ hội giết hắn. Vừa mới Kỳ Tư xong mệnh ti, kéo dài đến trên thân Diệp Thần, hắn cũng nhìn thấy, hơn nữa Diệp Thần phần thiên đại kiếp, còn có bộc phát dấu hiệu, cái này thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ là Vũ Hoàng Cổ Đế vừa mới điều động thiên kiếp lôi phạt, tốn lực quá lớn, cần điều tức, cho nên mới không có trước tiên ra ngoài truy sát. Thiên Khư Thần Điện chúng nhân nói, là lập tức. Rất nhiều cường giả tan ra bốn phía, đi tìm kiếm Diệp Thần dấu vết, lại phong bế thiên tội cổ địa, mở ra đủ loại cấm chế trận pháp, phòng ngừa Diệp Thần đào thoát ra ngoài. Lúc này Diệp Thần, mang theo Kỳ Tư rõ ràng cùng Huyết Ly, hướng về một tòa trên núi hoang chạy đi. Hắn biết mình luân hồi khí hừng hực, mượn dùng Dạ Hoàng Kinh cùng đêm tối che lấp, cũng che lấp không được quá lâu, lúc này tìm một cái yên lặng sơn động, cùng Kỳ Tư rõ ràng Huyết Ly đi vào. Tinh không đỉnh. Tinh không đạo thư, hiến tế. Khi tiến vào sơn động sau, Diệp Thần gặp nguy không loạn, tế ra một tòa tinh quang lấp lánh thần đỉnh, trực tiếp hiến tế. Tòa này thần đỉnh, chính là vô cùng đặc thù tinh không đỉnh,
phía trên lạc ấn có một tờ tinh không đạo thư phù văn, hết sức chân quý. Nhưng bây giờ, Diệp Thần càng là con mắt đều không nháy mắt, trực tiếp đem tinh không đỉnh cũng dẫn đến tinh không đạo thư cùng một chỗ, toàn bộ hiến tế. Tinh không đỉnh bị hiến tế, phía trên tinh không đạo thư phù văn, cũng toàn bộ diệt vong, cùng hóa thành từng sợi tinh quang, tản vào tứ phương, tạo thành một tầng năng lượng đặc thù che chắn. Ở tầng này năng lượng che chắn phía dưới, Diệp Thần, Kỳ Tư rõ ràng, Huyết Ly ba người khí tức, đều bị che giấu. Ba người triệt để an toàn. Luân hồi chi chủ, ngươi. Huyết Ly ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp Thần vừa ra tay, thế mà hiến tế một tờ tinh không đạo thư. Trong truyền thuyết tinh không đạo thư, bản thật tại tinh không bị ngạn, không không lúc nào khoảng không lưu truyền, chỉ có 5 mảnh tàn trang, mỗi một trang cũng là vô cùng chân quý. Diệp Thần vừa mới hiến tế, chỉ vì chế tạo một tầng năng lượng che chắn, dùng để che đậy tự thân khí tức, cái này đại giới quá khổng lồ. Tầng bình chướng này, có thể bảo hộ chúng ta mấy ngày. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía sơn động bên ngoài, lại phát hiện có Thiên Khư Thần Điện cường giả phủ xuống. Luân hồi chi chủ đâu? Khí tức như thế nào biến mất? Nhất định ngay ở phía trước, chúng ta tiếp tục đuổi. Một trưởng lão cầm một khối minh tâm kính bên trên vừa mới còn tại biểu hiện tia sáng, lúc này lại ảm đạm đi, hết sức cổ quái. Nhưng mọi người cũng không có từ bỏ, tiếp tục vào núi tìm kiếm. Diệp Thần âm thầm may mắn hắn hiến tế tinh không đạo thư, mở ra một tầng che chắn, bằng không thì liền bị phát hiện. Hắn không để ý đến minh tâm kính tồn tại, đó là Thiên Khư Thần Điện pháp khí, có thể kiểm trắc người ngoại lai tâm tư, nếu có ngoại nhân dụng ý khó dò, liền sẽ bị minh tâm kính dò xét ra tới. Diệp Thần tại nguy hiểm trước mắt, đều quên che giấu tinh thần của mình. Hắn đối với Thiên Khư Thần Điện cùng Vũ Hoàng Cổ Đế địch ý, liền bị minh tâm kính tra ra được, coi như thân dung hắc ám, cơ thể có Dạ Hoàng Kinh che lấp, tinh thần lại không cách nào ẩn tàng. Cũng may hắn đã gần lúc mở ra che chắn, cũng không có bại lộ, bất quá đại giới cũng là cực lớn, một tờ tinh không đạo thư cứ như vậy không còn. Diệp Thần trong tay, có 3 trang tinh không đạo thư, bây giờ chỉ còn lại 2 trang. Nguy cơ tạm thời giải quyết, Diệp Thần đem Kỳ Tư rõ ràng để xuống. Để cho nàng nằm thẳng dưới đất. Lúc này Kỳ Tư rõ ràng trên thân, khắp nơi quấn lấy đầy rối một dạng mệnh ti, có không ít mệnh ti sinh trưởng đến trên thân Diệp Thần, mệnh của hắn ti cùng Kỳ Tư song mệnh ti, đều lẫn nhau quấn quanh tiếp cận liền cùng một chỗ, coi như đem nàng buông ra, hai người tiếp cận liền với mệnh ti, cũng là không có đứt gãy. Đáng sợ hơn là, Kỳ Tư rõ ràng phần thiên đại kiếp ẩn ẩn phát tác, da thịt đỏ lên, cũng dẫn đến để cho Diệp Thần phần thiên đại kiếp, cũng có phát tác dấu hiệu. Xem ra hồn thiên đế đại nhân nói phải không tệ, vận mệnh mệnh cách, quả nhiên khó mà luyện hóa. Huyết Ly nhìn xem Diệp Thần cùng Kỳ Tư thanh lang bái khó chịu bộ dáng, sâu kín nói, trong mắt lại toát ra một điểm đáng thương thần sắc. Các ngươi đều phải chết, bị vận mệnh sợi tơ ghim chết, tựa như năm đó bản tơ lão tổ đồng dạng. Diệp Thần nhíu mày, ngươi nói cái gì? Huyết Ly không nói gì thêm, chỉ lại yên lặng ôm đầu gối ngồi xuống, kinh ngạc nhìn Kỳ Tư rõ ràng, nói. Các người muốn chết, ta hơn phân nửa cũng muốn chết a. Vận mệnh đại kiếp sẽ đem ta bao phủ. Diệp Thần nhìn xem Huyết Ly si ngốc như ngây ngô bộ dáng, hừ một tiếng, cũng lười để ý nàng, bây giờ trọng yếu nhất, là giải quyết chính mình cùng Kỳ Tư rõ ràng trên người phiền phức. Vận mệnh này mệnh cách phản phệ, thật là đáng sợ, so Diệp Thần trong dự đoán khủng bố hơn rất nhiều, mệnh ti quấn quanh là một mặt, cầu dẫn phần thiên đại kiếp, càng là muốn mạng. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, Kỳ Tư rõ ràng hoặc là bị mệnh ti ghìm chết, hoặc là bị phần thiên đại kiếp thiêu chết. Diệp Thần, mau, mau giết ta. Kỳ Tư thanh khí thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ánh mắt tràn đầy phân loạn cùng dày vò, chỉ cầu chết một lần. Diệp Thần khẽ cắn môi, cấp tốc quyết đoán, tế ra 2 khỏa bảo thạch, chính là chiến thần thủ 6 lục đại trong bảo thạch tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch. Thiên, chảm, tại tế ra 2 khỏa bảo thạch đồng thời, Diệp Thần côn lôn đao giết ra. Cuồng bạo bóng lưỡng bá khí đao mang, mang theo kinh khủng hủy diệt ba động, chém về phía hư không. Đây là Shiva tối vô thượng nhất chảm, mạnh mẽ nhất một đao, thậm chí có thể chặt đứt vực sâu ràng buộc. Một đao này chém ra, tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch đồng thời bạo toái, bị Diệp Thần hiến tế, dùng để triệt tiêu thi triển thiên chảm phản phệ. Thiên chảm uy lực quá lớn, cũng may mắn Diệp Thần nắm giữ lấy hỗ tự quyết, có thể dùng những bảo vật khác làm thẻ đánh bạc, triệt tiêu thiên chảm phản phệ. Bằng không một đao này hủy diệt phản phệ, đủ để tại đao ý còn tại uẩn nhưỡng thời điểm, liền đem hắn triệt để xé rách.
Huyết Ly ngây dại, thiên trảm nhất đao ra, nàng có loại thế giới trong nháy mắt chết đi, chư thiên thời không toàn bộ hết thảy, tất cả pháp tắc cùng quy luật, đều ở đây một đao hạ phá diệt cảm giác. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hung mãnh như vậy đáng sợ đao pháp, chỉ sợ là vũ hoàng cổ đế tới, cũng muốn bị Diệp Thần một đao chém thành hai nửa. Mà Diệp Thần một đao này thiên trảm, cũng không phải muốn chém giết ai, mà là muốn chém dụng vận mệnh. Hư không bị chém ra, cuồng bạo thiên trảm đao ý, tàn phá bừa bãi phóng xạ ra, Kỳ Tư rõ ràng kêu lên một tiếng, tại chỗ thổ huyết, trên người mệnh ti lọt vào vô tận đao quang xé rách, triệt để phá diệt. Diệp Thần trên người mệnh ti, cũng bị thiên trảm nhất đao toàn bộ chém chết. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, sẽ lại không tái phát. Kỳ Tư rõ ràng cũng có loại toàn thân chợt nhẹ cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình cùng vận mệnh mệnh cách liên lạc, đều bị Diệp Thần một đao chặt đứt. Cái kia vận mệnh mệnh cách nguyên anh, mặc dù còn tại nàng trong đan điền, nhưng nàng đã không cảm giác được chút khí tức nào, hết thảy liên lạc đều bị chém đứt, phần thiên đại kiếp cuồn cuộn cũng trở nên bình lặng. Hô, ách, thật là khó chịu. Kỳ Tư rõ ràng đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó liền đau đớn rên rỉ lên, phảng phất một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Diệp Thần một đao này thiên trảm, mặc dù chặt đứt nàng và vận mệnh mệnh cách liên lạc, nhưng thiên trảm tàn phá bừa bãi cuồng bạo lăng lệ đao ý, lập tức đem nàng quần áo cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, lộ ra từng mảng lớn bị đao quang chém bị thương da thịt, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Trước đây Diệp Thần thi triển Thọ Ôn Hỏa thuật, cưỡng ép hóa giải mệnh ti, Kỳ Tư rõ ràng bị thương hại, Diệp Thần còn có thể lại dùng Phì Nhiêu thuật điều lý. Nhưng bây giờ, thiên trảm tổn thương, cũng không phải lập tức liền có thể khỏi hẳn. Diệp Thần chính mình cũng nhận thiên trảm thương, may mắn hắn thể trạng cường hãn, có thể nhẫn nại, lập tức đem Kỳ Tư rõ ràng đỡ dậy, ôn nhu nói, tưởng nhớ rõ ràng, không sao. Hắn một tay ôm Kỳ Tư rõ ràng, tay kia nắm lấy Kỳ Tư song đầu ngón tay, vận chuyển Phì Nhiêu bí pháp, lại điều động thể nội Phì Nhiêu kim đan, âm dương bên trong thần chỉ Phì Nhiêu linh thủy, thoải mái thân thể hai người. Nếu như là bình thường thương thế, dựa vào Diệp Thần Phì Nhiêu pháp, trong chớp mắt có thể khỏi hẳn. Nhưng lúc này Kỳ Tư rõ ràng chịu thiên trảm trọng thương, muốn khôi phục, ít nhất cũng phải mấy ngày. Huyết Ly ngơ ngác mắt thấy toàn trình, vốn cho rằng Diệp Thần cùng Kỳ Tư rõ ràng, sẽ bị mệnh ti ghìm chết, nhưng không ngờ Diệp Thần lại còn có thủ đoạn, có thể chặt đứt mệnh ti, thậm chí chặt đứt Kỳ Tư rõ ràng cùng vận mệnh mệnh cách liên lạc. Diệp Thần điều thuận Kỳ Tư xong khí tức, để cho nàng yên giấc chìm vào giấc ngủ, hắn còn ôm nàng, Kỳ Tư rõ ràng rúc vào trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Diệp Thần chịu thiên trảm tổn thương không lớn, ánh mắt mang theo một tia lãnh ý nhìn về phía Huyết Ly. Huyết Ly chỉ cảm thấy Diệp Thần ánh mắt như đao nhọn, không thể nhìn gần, nàng có chút hốt hoảng tránh ra bên cạnh đầu đi. Vận mệnh này mệnh cách, ngươi còn muốn sao? Diệp Thần hờ hững hỏi. Huyết Ly vừa đưa ra tinh thần, ưỡn ngực, nói, nghĩ. Dừng một chút, nàng xem thấy ngủ say tại Diệp Thần trong ngực Kỳ Tư rõ ràng, lại uể oải nói, bất quá, ngươi cũng không khả năng cho ta. Vận mệnh mệnh cách xung nhập vào Kỳ Tư rõ ràng thể nội, nàng đã không có cơ hội cướp lấy, trừ phi đem Kỳ Tư rõ ràng giết, lột da hủy đi cốt, lột hồn đoạt phách, uống máu ăn thịt. Nhưng Diệp Thần ở đây, nếu như nàng dám có cái gì ý xấu, Diệp Thần một cái tát liền có thể chụp chết nàng. Diệp Thần nhìn xem Huyết Ly uể oải bộ dáng, cười nhạo một chút, nói, thu hồi tâm tư của ngươi, ta cứu ngươi, là xem ở trụ thần mặt mũi, ngươi cũng đừng nghĩ đi quá giới hạn cái gì. Huyết Ly ngẩn ngơ, nói, trụ thần sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, ta cùng trụ thần có chút giao tình, ngươi nếu là nàng người đại diện, ngươi gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nếu như không phải Diệp Thần ra tay, Huyết Ly đã chết ở Vũ Hoàng Cổ Đế dưới kiếm. Chấm, nhưng, chỉ này một lần, ngươi dù sao cũng là Hồn Thiên Đế thủ hạ. Lần sau gặp lại, chúng ta chính là địch nhân rồi, ta sẽ không nương tay. Huyết Ly trầm mặc, biểu lộ phức tạp. Đột nhiên yếu ớt nói, người vẫn là giết ta đi. Diệp Thần nói, như thế nào, người muốn chết. Huyết Ly nói, ân, tử vong tại ta mà nói, có lẽ là giải thoát. Ta chịu Hồn Thiên Đế đại nhân ân sâu, trụ thần đại nhân cũng đối với ta ân chú ý có thừa. Nhưng, bây giờ trụ thần đại nhân, cùng Hồn Thiên Đế đại nhân, lại là đối địch. Ta kẹp ở giữa, rất khó chịu, lần này phụng mệnh cướp đoạt vận mệnh mệnh cách, ta vốn định đại công cáo thành sau. Trả hết nợ Hồn Thiên Đế đại nhân ân tình, liền triệt để thoái ẩn. Đủ loại phân tranh vòng xoáy, thực sự không phải ta có thể tham dự. Diệp Thần đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nói,
Hồn Thiên Đế chỉ phái một mình ngươi tới sao? Vận mệnh mệnh cách trọng yếu như vậy, nhiệm vụ trọng đại như vậy, hắn toàn bộ ủy thác cho ngươi. Hồn Thiên Đế thủ hạ, cũng không phải là không người có thể dùng, Huyết Ly chỉ là thứ hai hồn tộc thánh nữ, nàng mặt trên còn có danh xưng đệ nhất hồn tộc Long Xào hồn tộc. Long Xào hồn tộc cường giả mọc lên như rừng, thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế trận doanh, cùng Long Xào hồn tộc đối kháng không biết đã bao nhiêu năm, song phương từ đầu đến cuối phân không ra cao thấp. Đến cuối cùng, thần sắc đẹp không thể không cầu Diệp Thần hợp tác liên minh. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Thần còn không có nhìn thấy Long Xào hồn tộc người, lần này vận mệnh mệnh cách chi tranh, Hồn Thiên Đế thế mà chỉ phái Huyết Ly một người tới, quả thực có chút cổ quái. Huyết Ly nói, ta không biết, Hồn Thiên Đế đại nhân hẳn là ngoài ra còn có an bài A, nhưng không phải ta có thể nhúng tay. Nhiệm vụ của ta đã thất bại, luân hồi chi chủ, mặc kệ là ngươi, vẫn là Vũ Hoàng Cổ Đế, ta đều không phải là địch thủ của các ngươi. Ban thưởng ta một cái giải thoát A, van cầu ngươi. Huyết Ly trong mắt mang theo xót thương thần sắc, đủ loại giày vò đau đớn đã để nàng gần như sụp đổ, tử vong đối với nàng mà nói chính là tốt nhất giải thoát rồi. Ngươi giết ta, trên người ta đồ vật, liền toàn bộ là ngươi. Nàng chỉ sợ Diệp Thần không giết chính mình, lấy ra Xuân Thu Ve cùng bội kiếm, cái này Xuân Thu Ve là trụ thần tạo vật. Luyện hóa sau có thể tăng lên đối với thời gian pháp tắc trưởng khống, nàng trên bội kiếm lạc ấn nguyệt tương, nhưng là trong vĩnh hằng nhật nguyệt mặt trăng, năng lượng nội tình đồng dạng là vô cùng thâm hậu. Diệp Thần trong lòng hơi động, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, những vật này, ta đích xác rất có hứng thú. Nhưng, mệnh của ngươi, ta không có hứng thú. Ta hôm nay tất nhiên cứu được ngươi, cũng sẽ không lại giết ngươi. Ngươi muốn giải thoát cùng Quy Ẩn, hảo, ta cho ngươi một cái cơ hội. Huyết Ly ngẩn ngơ, chợt thấy hoa mắt, Diệp Thần ngón tay đã đâm ra, đâm tại trên bả vai nàng. Chỉ một thoáng, Huyết Ly chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành kình lực xuyên thấu đi vào, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Diệp Thần nhìn xem té xỉu Huyết Ly, yên lặng thu ngón tay lại. Hắn một chỉ này, chính là Cửu Thiên Tù Thần chỉ, tại một sát ở giữa, đã phong cấm Huyết Ly tinh thần, để cho nàng lâm vào trong ngủ say. Ông! Diệp Thần trong lòng bàn tay hiện ra luân hồi thiên quốc tranh cảnh, trực tiếp liền đem Huyết Ly ném vào. Huyết Ly trên người có vật giá trị, toàn bộ bị hắn lột xuống, Xuân Thu Ve, bội kiếm, một chút đan dược và thiên tài địa bảo các loại. Hô! Cái này Xuân Thu Ve, còn có vĩnh hằng thần nguyệt, ngược lại là tiện nghi ta. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem thần nguyệt bội kiếm thu hồi, dùng để làm tương lai thẻ đánh bạc, Xuân Thu Ve thì trực tiếp nắm trong tay, khoảnh khắc luyện hóa. Hắn một bên ôm Kỳ Tư rõ ràng, một bên luyện hóa Xuân Thu Ve, một cỗ huyền diệu thời gian pháp tắc năng lượng, tràn vào trong cơ thể hắn. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần cảm giác chính mình đối với thời gian pháp tắc trưởng khống, lại tiến thêm một bước. Cái này Xuân Thu Ve, có Xuân Thu Tuế Nguyệt Chủ Quang huyền bí, trước kia Diêm Ma Tử Thần tự sát, dùng biện pháp, liền kêu Xuân Thu Tử Thần Pháp, cùng Xuân Thu Ve có liên quan. Diêm Ma Tử Thần có thể tự sát. Rõ ràng mượn Xuân Thu Ve pháp tắc sức mạnh, dựa vào đủ loại thời gian gia tốc, thời gian đình chỉ, thời gian điên đảo các loại thủ đoạn, cuối cùng mới thành công thực hiện tự sát. Bất quá, trụ thần tồn tại, là pháp tắc tầng diện tồn tại, tương tự với 1+1=2 loại này pháp tắc bản thân là sẽ không ma diệt, cho nên Diêm Ma Tử Thần tự sát sau, đằng sau lại sống lại. Ý vị này pháp tắc vĩnh hằng bất diệt, coi như ngắn ngủi bị dìm ngập, cũng sẽ có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Thẳng đến cuối cùng, Diêm Ma Tử Thần quyền hành một phân thành hai, một nửa bị Diệp Thần nuốt, một nửa bị Ma Phi Thiên nuốt, hắn lúc này mới xem như giải thoát. Trong lòng Diệp Thần thoáng qua các loại ý niệm, sau khi luyện hóa Xuân Thu Ve, hắn liền cảm giác tu vi của mình khí tức, cũng là lớn mạnh một chút, từ thông thiên cảnh 5 tầng trời sơ giai, đột phá đến 5 tầng trời trung giai cảnh giới. Đột phá, không tệ. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm giác chính mình sức mạnh cũng hùng hồn một chút. Đột phá, cực kỳ thần thanh khí sảng. Hắn tiếp tục thi triển Phì Nhiêu Pháp, thay Kỳ Tư rõ ràng trị liệu. Như thế qua 4-5 ngày, Kỳ Tư rõ ràng thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng, theo thương thế khôi phục, Diệp Thần lại cảm thấy, Kỳ Tư rõ ràng cùng vận mệnh mệnh cách liên lạc, lại muốn lần nữa thành lập. May mắn, lần này Diệp Thần đã có chuẩn bị, giải khai Kỳ Tư quần áo xanh phục, 5 ngón tay tề xuất, thi triển Cửu Thiên Tù Thần chỉ. Tại nàng trên bụng lưu lại một đạo phong ấn cấm chế. Kỳ Tư rõ ràng đã thức tỉnh, hơi hơi rên rỉ một tiếng, nhìn thấy trên bụng mình cấm chế,
nghi hoặc hỏi, Diệp thần, đây là cái gì? Diệp thần nói, đây là cửu thiên tù thần chỉ cấm chế, có thể phong cấm bên trong cơ thể ngươi vận mệnh mệnh cách. Như thế nào luyện hóa vận mệnh mệnh cách, ta đã nghĩ tới biện pháp. Ta phong cấm mệnh của ngươi, nhưng không phải hoàn toàn phong cấm, cũng không khả năng triệt để phong bế, sẽ có một chút vận mệnh năng lượng, tiết ra ngoài đi ra. Ngươi chỉ cần chậm rãi luyện hóa tiết ra ngoài ra năng lượng, từng chút, đợi một thời gian, rốt cuộc có thể lấy đem vận mệnh mệnh cách, hoàn toàn tiêu hóa hết. Kỷ Tư rõ ràng ngẩn ngơ, yên lặng cảm ứng một chút thân thể của mình, quả nhiên phát hiện thể nội vận mệnh mệnh cách, đã bị phong bế, chỉ có một chút xíu linh khí, chậm rãi tràn đầy chảy ra. Cái này chảy ra linh khí, như toàn bộ vận mệnh mệnh cách so sánh, tựa như một giọt nước cùng mênh mông biển cả. Diệp thần muốn nàng làm, chính là một giọt nước đi luyện hóa, đi hấp thu, cuối cùng uống cạn toàn bộ biển cả. Cứ như vậy, có thời gian dài rằng giặc hòa hoãn, Kỷ Tư rõ ràng cũng sẽ không bị cắn trả. Đây là Diệp thần tư tưởng biện pháp. Kỷ Tư rõ ràng suy nghĩ xuất thần, nói, chậm chạp như vậy luyện hóa, chờ chân chính luyện hóa vận mệnh mệnh cách, vậy phải bao lâu? Diệp thần nói, có thể muốn trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là tinh thần kỷ nguyên, nhưng cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, vận mệnh năng lượng quá mức bàng bạc, nếu như lập tức uống cạn, thân thể ngươi không chịu đựng nổi. Kỷ Tư dọn đường, ta có chút ngứa, có thể nhịn không được, ta nghĩ xong toàn bộ luyện hóa. Vận mệnh mệnh cách năng lượng, chậm rãi từ trong phong ấn chảy ra, từng tia từng sợi, trêu chọc đến Kỷ Tư rõ ràng một hồi ngứa, cái kia vận mệnh mệnh cách lại như là trái cấm, mang theo hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần luyện hóa vận mệnh mệnh cách, Kỷ Tư rõ ràng liền có thể một bước lên trời, đuổi kịp Diệp thần bước chân, thậm chí trở thành mới trụ thần, siêu việt Diệp thần. Loại này chí cao vô thượng quyền hành, đối với người tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại dụ hoặc. Kỷ Tư rõ ràng cũng không phải nói muốn siêu việt Diệp thần cái gì, nhưng đại đạo đang ở trước mắt, chí cao quyền hành đang ở trước mắt, nàng dù sao cũng là một cái người tu luyện, đối mặt như thế dụ hoặc, lại há có thể thờ ơ. Diệp thần sầm mặt lại, nhìn Kỷ Tư xong bộ dáng, nàng rõ ràng đối với vận mệnh mệnh cách 10 phần hướng tới, muốn ăn một miếng đi tiêu hóa. Hắn ngược lại là không để ý đến vấn đề này, Kỷ Tư rõ ràng có thể không chống chịu được dụ hoặc, cưỡng ép phá vỡ phong ấn, đi luyện hóa vận mệnh mệnh cách, cái kia Diệp thần hết thảy mưu đồ, đều đem tan thành bọt nước. Cái này có thể phiền toái, người nếu là nhìn không được, cưỡng ép luyện hóa mệnh cách, ắt gặp phản phệ, ta cũng muốn gặp nạn. Diệp thần cảm thấy lo nghĩ. Kỷ Tư rõ ràng một hồi áy náy, nói, xin lỗi. Diệp thần lại suy nghĩ một chút, nghĩ đến nhất pháp, bắn ra một mảnh kiếm quang, thiên hình 12 kiếm nổi lên, nói, như vậy đi, ta đem thiên hình 12 kiếm, đánh vào trong cơ thể ngươi, một khi ngươi muốn cưỡng ép luyện hóa vận mệnh mệnh cách, thiên hình 12 kiếm liền sẽ phát động. Lấy thiên hình 12 kiếm phong mang, đoán chừng có thể áp chế ngươi dục dịch tâm. Kỷ Tư rõ ràng nhìn xem thiên hình 12 kiếm lăng lệ hàn mang, trong lòng một trận hàn ý, nhưng suy nghĩ nếu như không có đổ vật chế ước, chính mình chắc chắn nhịn không được muốn mạnh mẽ luyện hóa vận mệnh mệnh cách, liền cắn răng gật đầu nói. Hảo! Diệp thần ừ một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên Kỷ Tư rõ ràng gương mặt, nói, cái kia khổ cực ngươi, tưởng nhớ rõ ràng. Nói đi, Diệp thần liền tại thiên hình 12 trên thân kiếm, quán chú bên trên một tầng nhân quả luật, chỉ cần Kỷ Tư rõ ràng muốn cưỡng ép luyện hóa vận mệnh mệnh cách, thiên hình 12 kiếm liền sẽ phát động. Diệp thần đây là muốn lấy thiên hình 12 kiếm phong mang, chế ước Kỷ Tư song tâm. Thiên hình 12 kiếm hóa thành từng đạo tia sáng, trốn vào Kỷ Tư rõ ràng thể nội, toàn bộ lắng đọng đến nàng kinh mạch chỗ sâu. Lúc bình thường, Kỷ Tư rõ ràng cũng sẽ không phát giác được thiên hình 12 kiếm tồn tại, nhưng chỉ cần nàng động niệm, thiên phạt kiếm quang liền sẽ phát động. Kỷ Tư rõ ràng nếm thử động niệm, cảm thụ được trong đan điền vận mệnh mệnh cách, muốn triệt để luyện hóa. Khi nàng ý nghĩ này bốc lên, thiên hình 12 kiếm quả nhiên liền truyền đến một hồi hừng hực phong mang rảo sát, mang theo mãnh liệt thiên hình tội phạt ba động, lập tức để cho Kỷ Tư thanh hồn thân nhói nhói, như gặp phải thiên đao vạn quả. Nàng kêu lên một tiếng, lập tức chặt đứt nội tâm ý niệm, thiên hình 12 kiếm phong mang, lại dừng tiếp. Như thế nào, Diệp thần nhìn thấy Kỷ Tư rõ ràng gương mặt trở tái nhợt, hỏi. Kỷ Tư thanh lộ ra vẻ khổ sở lại nụ cười hài lòng, nói, rất tốt. Diệp thần, có ngươi thiên hình 12 kiếm chế ước, ta hẳn là cũng sẽ không làm loạn. Chỉ là, chờ ta luyện hóa vận mệnh mệnh cách, cái kia muốn tới trăm vạn năm, ngàn vạn năm sau, trong thời gian này, ta
ta lại giúp không đến ngươi cái gì. Kỷ Tư rõ ràng âm thanh có chút áy náy cùng thê lương cùng bất đắc dĩ, nàng vốn còn nghĩ, dựa vào vận mệnh mệnh cách, có thể cấp tốc đuổi kịp Diệp Thần bước chân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vận mệnh này mệnh cách, muốn luyện hóa, lại là gian nan như vậy. Diệp Thần cười an ủi, không có chuyện gì, người trước đó đã giúp ta rất nhiều, bây giờ liền hảo hảo tĩnh dưỡng a. Lần này tranh đoạt vận mệnh mệnh cách, Diệp Thần mục tiêu, là đem mệnh cách cướp đến tay, chỉ cần không bị Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Hồn Thiên Đế cầm tới là được rồi. Đến nỗi có thể hay không luyện hóa, Diệp Thần cũng không để ý, tại luyện hóa có nguy hiểm điều kiện tiên quyết, hắn ngược lại muốn xuất thủ áp chế. Ân, Kỷ Tư kiểm kê đầu, ánh mắt nhìn về phía sơn động bên ngoài, có thể bắt được phía ngoài khí tức, Vũ Hoàng Cổ Đế người dưới tay, còn tại tìm kiếm khắp nơi nàng và Diệp Thần dấu vết. Diệp Thần, chúng ta lúc nào rời đi? Kỷ Tư rõ ràng hỏi. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, nghỉ ngơi nữa một đêm a, đợi đến ngày mai, ngươi thương thế hoàn toàn khỏi rồi sau đó, chúng ta lại đi. Bây giờ Kỷ Tư rõ ràng thương thế gần như khỏi hẳn, tiếp qua một đêm, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Diệp Thần tính toán đợi nàng hoàn toàn khôi phục, lại rời đi thiên tội cổ địa. Kỷ Tư dọn đường, chúng ta, đi sao? Diệp Thần cười nói, có thể, ta muốn đi, Hồn Thiên Đế đều ngăn không được ta, chớ nói chi là Vũ Hoàng Cổ Đế, chỉ là ta thi triển Nhật Nguyệt Thân Pháp, thân hóa ánh sáng của bầu trời, sợ ngươi cơ thể không chịu nổi, cho nên vẫn là phải đợi ngươi hoàn toàn khôi phục lại nói, dạng này có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Kỷ Tư rõ ràng bây giờ thể chất hết sức đặc thù, vừa trầm đến lấy Diệp Thần Thiên Hình 12 kiếm, lại cất giấu vận mệnh mệnh cách, nếu như thay đổi thể chất của nàng, để cho nàng biến thành quang, một cái không tốt, liền sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, Diệp Thần tính toán đợi nàng triệt để khôi phục, lại thi triển Nhật Nguyệt Thân Pháp rời đi, dạng này có thể giảm xuống phong hiểm. Kỷ Tư dọn đường, ân, ta đều nghe lời ngươi. Đêm đó, Diệp Thần cùng Kỷ Tư rõ ràng, liền tiếp tục trong sơn động nghỉ ngơi, tính toán đợi ngày mai lại đi. Kỳ thực, Diệp Thần nắm giữ lấy Luân Hồi Thiên Quốc, trên lý luận nói, đem Kỷ Tư rõ ràng an trí đến Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, lại mang nàng ra ngoài cũng được. Nhưng, trước mắt Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc, cùng không không lúc nào khoảng không chủ thế giới so sánh, thiên địa, pháp tắc, quy luật, linh khí các loại, các phương diện đều còn có không bằng, hơn nữa pháp tắc cũng có xung đột chỗ. Người tiến vào Luân Hồi Thiên Quốc, trở ra, thiên địa thế giới pháp tắc xung đột, cũng biết tổn thương nhân thể, thậm chí dẫn phát bất trắc biến loạn. Cho nên, bị Diệp Thần an bài tiến Luân Hồi Thiên Quốc người, hắn bình thường là không có ý định để cho đối phương đi ra ngoài nữa, liền yên tâm tại hắn Thiên Quốc bên trong sinh hoạt. Diệp Thần tự nhiên không muốn đem Kỷ Tư rõ ràng, phong bế tại Luân Hồi Thiên Quốc bên trong. Vào đêm, Kỷ Tư rõ ràng ngủ thật say, Diệp Thần thì tại bên cạnh nàng, ngồi xếp bằng điều tức, cảm ngộ trải vuốt đủ loại pháp tắc, đặc biệt là hắn hôm nay luyện hóa Xuân Thu Ve. Thời gian pháp tác vô cùng ảo diệu, đáng giá cẩn thận phỏng đoán. Đợi đến sáng sớm hôm sau, dương quang từ bên ngoài sơn động chiếu vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, mở mắt, tiếp đó kém chút con mắt đều bị đâm mù. Cả cái sơn động, tràn ngập thần thánh rực rỡ mênh mông đến quá phận thuần trắng quang huy, đây không phải cái gì dương quang, tia sáng là từ Kỷ Tư rõ ràng trên thân phát ra. Diệp Thần ngẩn ngơ, chật vật đem híp mắt lại một đường nhỏ, nhìn về phía bên cạnh Kỷ Tư rõ ràng. Chỉ thấy Kỷ Tư rõ ràng trên thân, chẳng biết lúc nào bắt đầu, càng là bộc phát ra cực kỳ hừng hực bạch quang chói mắt, vô tận phù văn cổ xưa xen lẫn, đó là vận mệnh hào quang, vận mệnh phù văn. Tưởng nhớ rõ ràng, ngươi. Diệp Thần thấy cảnh này, lập tức ngây dại, ở đó thần thánh vận mệnh quang huy trùng kích vào, hắn thậm chí không cách nào tới gần Kỷ Tư rõ ràng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, lưng áp vào trên vách động. Thời khắc này Kỷ Tư rõ ràng, quỳ trên mặt đất. Hai tay chống địa, mặt mũi tràn đầy đau đớn bộ dáng, gian khổ ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần, trong mắt nàng chảy xuống hai hàng huyết lệ, run giọng nói. Diệp Thần, thật xin lỗi. Chỉ thấy tại Kỷ Tư rõ ràng trên thân, ngổn ngang cắm từng thanh kiếm, đó là thiên hình 12 kiếm, 12 thanh kiếm quán xuyên thân thể của nàng, kinh khủng thiên hình tội phạt đã phát động, có thể so với cỡ nhỏ phần thiên đại kiếp. Tại kiếm khí cùng đại kiếp trùng kích vào, Kỷ Tư song ngũ quan. Triệt để đau đớn vặn vẹo. Diệp Thần thấy cảnh này, liền biết hỏng bét, một trái tim triệt để chìm đáy cốc. Nhìn tình thế này, Kỷ Tư rõ ràng hiển nhiên là muốn giúp mình, lựa chọn cưỡng ép luyện hóa vận mệnh mệnh cách, xúc động thiên hình 12 kiếm, bị kiếm phạt. Ầm ầm,
bàng bạc thần thánh vận mệnh quang huy, không ngừng từ Kỷ Tư rõ ràng thể nội phun ra, kinh thiên động địa, chấn động thời không. Kỷ Tư rõ ràng quần áo trên người, tại này cổ minh mông quang huy phía dưới, triệt để tiêu diệt, lộ ra phấn nộn trắng nõn thân thể mềm mại, như vậy mềm mại trên người, lại bị 12 thanh lợi kiếm xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình, lại dẫn một cổ quỷ dị thêm mỹ. Diệp thần tại nàng trên bụng phong cấm, cái kia cửu thiên tù thần chỉ cấm chế, đã hoàn toàn biến mất không thấy, bị thần thánh vận mệnh quang huy bao phủ. Diệp thần có loại hết thảy đều xong đời cảm giác, Kỷ Tư rõ ràng chung quy là chịu đựng không nổi vận mệnh mệnh cách dụ hoặc, vẫn là cưỡng ép đi luyện hóa. Cho dù Diệp thần điều động thiên hình 12 kiếm, cũng không cách nào chế ước lại nàng. Nàng treo lên thiên hình kiếm phạt rảo sát cùng đau đớn, cũng muốn cưỡng ép luyện hóa vận mệnh mệnh cách, như bay Nga dập lửa. Mà phi Nga dập lửa hạ tràng, hơn phân nửa là bị liệt hỏa đốt thành tro. Lạch cạch, lạch cạch. Diệp thần thiên hình 12 kiếm, bị Kỷ Tư rõ ràng rung động thân thể ép ra ngoài, nhao nhao rớt xuống đất, vô tận thần thánh bạch quang, bao phủ hoàn toàn Kỷ Tư rõ ràng. Ách, a a a. Kỷ Tư rõ ràng hết sức thống khổ, phát ra tiếng kêu thê lương, nàng căn bản không chịu nổi vận mệnh xung kích, vận mệnh quyền hành ẩn chứa phần thiên đại kiếp, càng không phải là nàng có thể chống đỡ. Không cần bao lâu, tại vận mệnh pháp tắc cùng phần thiên đại kiếp song trọng trùng kích vào, Kỷ Tư rõ ràng thì sẽ hoàn toàn tẫn diệt thành tro, hài cốt không còn. Tưởng nhớ rõ ràng, nghe ta nói. Minh thức tĩnh khí, cố thủ bản tâm. Không cần mưu toan đi trưởng khống chư thiên liệt thần vận mệnh, ngươi chỉ cần chắc chắn vận mệnh của mình. Nắm vận mệnh của mình, ngươi làm được, tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Diệp thần hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, ban cho Kỷ Tư rõ ràng chỉ điểm. Lúc này Diệp thần thực lực, tầm mắt, kiến thức, có thể xưng có 102 chư thiên, hắn mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc vận mệnh mệnh cách, nhưng quan sát vận mệnh chi quang, đủ loại pháp tắc biến hóa, hắn đã có giải thích của mình. Vận mệnh hết sức phức tạp, vô tận thời không, chư thiên chúng sinh, liệt thần chí tôn vận mệnh, lẫn nhau xen lẫn, gần như không có khả năng bàn rõ ràng, trước kia bàn tơ lão tổ, vọng tưởng trưởng khống số mạng của tất cả mọi người, kết quả thất bại bị ghim chết. Nhưng nếu như, không tham lam, không lấy bừa, chỉ trưởng khống vận mệnh của mình, vậy phải chấp trưởng vận mệnh mệnh cách, cũng không phải là chuyện không thể nào. Lòng người dục vọng, tham sân si, oán tăng sẽ, cầu không được, những cái này mới là chân chính phải chết tồn tại, trước kia bàn tơ lão tổ, mặt ngoài là bị vận mệnh sợi tơ ghim chết, trên thực tế, là chết ở trong tham niệm của mình. Trưởng khống chư thiên, sâu xé liệt thần sinh tử vận mệnh, cái này quyền hành thật sự là vô cùng dụ hoặc, nhưng cũng vô cùng chí mạng. Liền năm đó bàn tơ lão tổ, đều thất bại, Diệp thần cũng không hy vọng xa vời Kỷ Tư rõ ràng có thể làm được, hắn chỉ mong Kỷ Tư rõ ràng có thể thu liễm nội tâm dục vọng, vứt bỏ tạp niệm, chỉ cố thủ bản tâm, chỉ đi trưởng khống vận mệnh của mình, vậy nàng còn có khả năng độ kiếp thành công. Bằng không, nàng chỉ có thể tại trong vận mệnh hào quang, hóa thành cho tàn, thậm chí là hư vô. Nghe được Diệp thần chỉ điểm, Kỷ Tư rõ ràng lập tức thanh tỉnh một chút, hít sâu một chút, liền bắt đầu nếm thử chém dụng hỗn tạp mệnh ti, chỉ đi tìm kiếm cùng trưởng khống vận mệnh của mình. Nhưng, trong cơ thể nàng vận mệnh mệnh cách phun ra hào quang, quá hừng hực, cũng quá mức hung mãnh, cột sáng màu trắng trùng thiên, phía trên hang núi đỉnh động đều bị đánh xuyên, Diệp thần hiến tế tinh không đạo thư bố trí che chắn, cũng là triệt để phá toái. Cũng không còn bất luận cái gì che lấp, vận mệnh quang, còn có Diệp thần khí tức, triệt để bộc lộ ra đi. Toàn bộ thiên tội cổ địa, lập tức sôi trào chấn động, tất cả mọi người đều nhìn thấy phương xa phía chân trời, có một đạo thần thánh cột sáng vọt lên, huy hoàng dị thường. Bàng bạc vận mệnh pháp tắc huy áp, đang từ trong cột sáng kia nổ tung mà ra. Là luân hồi chi chủ cùng tội kia nữ. Bọn hắn ở bên kia. Truy. Từng đạo tiếng ầm ĩ vang lên, thiên khư thần điện vô số cường giả nhóm, điên cuồng hướng về cột sáng vị trí bay đi. Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm, cũng nhìn thấy cái kia hừng hực cột sáng, hai người cũng là một hồi chấn kinh. Ở bên kia, suy một tiếng, Vũ Hoàng Cổ Đế thân hóa lưu quang, lao nhanh vào tới. Gia Cát Diễm cũng là vội vàng đuổi theo, lại có chút không thể tưởng tượng nổi nói, luân hồi chi chủ thực sự là hảo thủ đoạn, thiên cơ ẩn nấp thế mà sâu như thế. Đi qua mấy ngày bên trong, hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế khắp nơi tìm kiếm Diệp thần dấu vết, nhưng không thu được gì. Cho tới bây giờ vận mệnh mệnh cách hào quang nổ lên, bọn hắn lúc này mới phát hiện Diệp thần chỗ.
Vũ Hoàng cổ đế trên mặt lướt qua một vòng che lấp, nói, tiểu tử kia át chủ bài có rất nhiều, bất quá tìm được hắn liền tốt, Gia Cát huynh, tụ tập hai người chúng ta chi lực, lại thêm ta Thiên Khư thần điện vô số cao thủ, chưa hẳn không thể giết chết luân hồi chi chủ. Gia Cát Diễm nhìn thấy bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả đều là Vũ Hoàng cổ đế người dưới tay, cường giả như mây, cảm thấy cũng là đại định, nói, đang lúc như thế. Vũ Hoàng cổ đế khịt khịt mũi, lông mày đột nhiên nhíu một cái, nói, Huyết Ly tiểu nha đầu kia khí tức không thấy. Gia Cát Diễm bấm ngón tay tính toán nói, hơn phân nửa là bị luân hồi chi chủ luyện hóa thôn phệ a. Nha đầu kia chết không hết tội, không cần phải để ý đến nàng, quan trọng hơn là luân hồi chi chủ. Ân, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, hồn thiên đế thủ hạ cũng không phải không người, hắn coi như điều động long xào hồn tộc cao thủ buông xuống, cũng tốt hơn gọi một tiểu nha đầu tới. Một cỗ không hiểu nghi hoặc, từ Gia Cát Diễm trong lòng dâng lên. Lần này vận mệnh mệnh cách chi tranh, liên quan đến các phương trận doanh tương lai sinh tử, cỡ nào trọng yếu, Huyết Ly thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không cách nào cùng long xào hồn tộc nội bộ đỉnh cấp cường giả so sánh, hồn thiên đế chỉ phái Huyết Ly tới. Nhưng không thấy có long xào hồn tộc cao thủ, sự tình khó tránh khỏi có chút cổ quái. Vũ Hoàng cổ đế hung ác nói, mặc kệ, trước hết giết luân hồi chi chủ lại nói, chỉ có giết hắn, mới có thể cướp được vận mệnh mệnh cách. Gia Cát Diễm ừ một tiếng, hai người lao nhanh bay về phía trước cướp, rất nhanh liền bay đến vận mệnh cột ánh sáng bầu trời. Diệp Thần biết mình đã bại lộ, chỉ sợ người khác tổn thương kỳ tư rõ ràng, lúc này bày ra thiên không chi cánh, bay ra sơn động, bay đến trong cao không. Khi Diệp Thần thân hình lâm không thời điểm, Vũ Hoàng cổ đế cùng Gia Cát Diễm vừa vặn bay tới, sau đó là Thiên Khư thần điện thiên thiên vạn vạn cường giả, từ tứ phương chạy đến, trên trời dưới đất tầng tầng vây quanh, kim quang diễm diễm, khí thế sôi trào. Diệp Thần chỉ lẻ loi một mình, đối mặt ngàn vạn cường giả, tựa như thân ở biển cả, mà chính mình chỉ là một thuyền lá lênh đênh. Một chiếc thuyền đơn độc muốn đối kháng cái này uông dương đại hải, cực kỳ khó khăn. Luân hồi chi chủ, người tử kỳ đến. Vũ Hoàng cổ đế hét lớn một tiếng, chung quanh Thiên Khư thần điện ngàn vạn cường giả, lớn tiếng reo hò lớn tiếng khen hay, hò hét cùng vang, khí tràng bàng bạc. Bầu trời, đại địa, sơn hà, chúng sinh, phi cầm tẩu thú các loại, cả mảnh trời tội cổ địa toàn bộ hết thảy, đều đang cùng Vũ Hoàng cổ đế cộng minh. Vũ Hoàng cổ đế keng một tiếng, rút ra thiên tội cổ kiếm, bàn tay liếc nắm, cực kỳ hăng hái, dưới tay hắn đếm không hết võ giả cùng tín đồ. Khí huyết linh khí bay ra, ngưng tụ thành một đường, ngàn vạn tơ máu hội tụ đến trên người hắn, hắn như nhận được chục triệu người hiến tế thơ ca tụng, tu vi đã ngắn ngủi tăng vọt đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Ở địa bàn của mình, Vũ Hoàng cổ đế cực hạn bộc phát, liền có thực lực siêu phẩm thiên đế, mà lại là siêu phẩm đỉnh phong, khoảng cách trong truyền thuyết đạo quân cảnh, cũng bất quá chỉ cách một chút. Phía trước ở dưới lòng đất, Vũ Hoàng cổ đế còn chưa kịp triệu tập thủ hạ tín đồ, thực lực không có hoàn toàn phát huy ra. Nhưng bây giờ thiên địa mở rộng, Thiên Khư thần điện tất cả cường giả, đều đã tề tụ, ngàn vạn chúc phúc cùng nguyện lực, tụ tập hắn một thân, vô tận kỷ nguyên thiên thời địa lợi nhân hòa tích lũy, một chút bộc phát, quả thực là kinh thiên động địa. Ta tử kỳ đến, ta chính là tử thần, như thế nào lại chết? Diệp Thần nhìn xem Vũ Hoàng cổ đế cực hạn bộc phát bá khí bộ dáng, lại là khinh thường nhe răng cười một chút. Sau đó, Diệp Thần cũng sẽ không lưu thủ, thủ quyết bóp. Toàn thân địa ngục ma khí dâng lên, trực tiếp liền bộc phát ra tử thần quyền hành sức mạnh. Hắn biết mình lẻ loi một mình, đối mặt chục triệu người chúng, nhất định phải bộc phát toàn lực, mới có thể giết ra khỏi trùng vây, bảo hộ kỳ tư rõ ràng chu toàn. Tại tử thần quyền hành bộc phát đồng thời, một cái nạm thần nguyệt bội kiếm, bị Diệp Thần hiến tế. Đó là lúc trước Huyết Ly bội kiếm, mang theo vĩnh hằng thần nguyệt vĩ đại kỳ quan. Diệp Thần vì triệt tiêu tử thần quyền hành bộc phát mang tới phản phệ. Trực tiếp hiến tế này kiếm. Huy hoàng đồ đằng cảnh tượng, tại sau lưng Diệp Thần bày ra, đó là một đạo cán cân nghiêng tranh cảnh, là hỗ tự quyết huyễn hóa ra tới cảnh tượng. Cán cân nghiêng dị đoan, là một khỏa giao nhau đầu lâu đồ án, một chỗ khác là một vầng minh nguyệt, cán cân nghiêng hai đầu thẻ đánh bạc, duy trì lấy một cỗ vi diệu cân đối, Diệp Thần cho dù bộc phát ra tử thần quyền hành sức mạnh, cũng không có dẫn phát phần thiên đại kiếp. Vũ Hoàng cổ đế cùng Gia Cát Diễm, nhận ra Huyết Ly kiếm. Lập tức cảm thấy rùng mình, chỉ cho là Huyết Ly đã bị Diệp Thần giết chết, hết thảy bảo vật cũng bị tước đoạt. Huyết Ly dù sao cũng là hồn thiên đế thủ hạ, lại là trụ thần đại lý người, trên thân bảo vật quả thực không thiếu, nếu như toàn bộ bị Diệp Thần tước đoạt,
Diệp Thần thực lực nhất định bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mắt thấy đến Diệp Thần bộc phát tử thần quyền hành, khoác trên người bên trên một bộ hắc ám sư trưởng bào, toàn thân ma uy nổ tung, ma khí cuồn cuộn ngất trời bộ dáng, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm cũng là cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Ông! Trong cơ thể của Gia Cát Diễm, một khỏa phù thạch bay ra, như bị đến tác động đồng dạng, hướng về Diệp Thần bay đi. Cái kia đang khóa chi mảnh vụn năng lượng kết tinh, ẩn chứa ma ngục mệnh tinh phong tỏa pháp tắc phù thạch. Diệp Thần thân hóa tử thần, phù thạch kia cũng nhận tác động, muốn trở về trong tay hắn. Ôi! Gia Cát Diễm giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay đem phù thạch đoạt lại, một mực nắm trong tay, đã sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, người nhẹ nhàng lao nhanh lui lại. Vũ Hoàng Cổ Đế, ta vì ngươi chúc phúc, ngươi lên đi. Gia Cát Diễm trốn ở Vũ Hoàng Cổ Đế đằng sau, cũng không dám sẽ cùng Diệp Thần chính diện giao phong, ổ khóa này chi mảnh vụn phù thạch không thể coi thường, một khi rơi xuống Diệp Thần trong tay, Diệp Thần chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế trấn áp phong tỏa. Vũ Hoàng Cổ Đế gặp Gia Cát Diễm lâm trận lùi bước, đang muốn chửi mắng, đã thấy Gia Cát Diễm trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động phù thạch, một cỗ bàng bạc phong tỏa pháp tắc tràn ngập ra, lập tức bên trong hư không, sinh ra trăm ngàn đầu màu đen xích sắt, xoát la la như long xà vũ động, hướng Diệp Thần quấn quanh mà đi. Diệp Thần hừ một tiếng, đạo thiên kiếm hiện ra trong tay, tại tử thần năng lượng quán trú, cả thanh kiếm hóa thành đen kịt một màu bộ dáng, trở thành một vòng tử thần ma kiếm, kiếm khí cắt chém phía dưới, đem Gia Cát Diễm quấn tới xích sắt chặt đứt. Nhưng một sợi dây xích chặt đứt sau đó, lại có mới xích sắt tạo ra đi ra, chỉ cần khóa chi mảnh vụn phù thạch phong tỏa pháp tắc bất diệt, liền có thể diễn sinh ra vô cùng vô tận phong tỏa xích sắt. Nhanh lên a! Gia Cát Diễm hướng về phía Vũ Hoàng Cổ Đế quát lên, tạo hóa phong tỏa xích sắt, trên lý luận vô cùng vô tận, nhưng hắn linh khí lại là có nghèo, một khi linh khí khô kiệt, còn bắt không được Diệp Thần mà nói, hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đều phải chết. Ông! Lại có nhất trọng thần quang, gắn vào Vũ Hoàng trên thân Cổ Đế, đó là Gia Cát Diễm hổ phách thạch tâm thủ hộ quang huy, để cho Vũ Hoàng Cổ Đế mặc trên người trường bào, đều sinh ra từng cái hoa lệ kim văn, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Gia Cát Diễm mặc dù không chính diện xuất chiến, nhưng từ phía sau lưng chúc phúc bảo vệ, cũng cho Vũ Hoàng Cổ Đế lớn lao ủng hộ. Cái này cũng là Vizanu pháp tắc chỗ tinh túy, lớn thủ hộ, lớn trụ trì, lớn chúc phúc. Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy hơi định, tuy biết Gia Cát Diễm lòng mang không thuần, cuối cùng vẫn là phải cùng mình cướp đoạt vận mệnh mệnh cách. Nhưng ít ra, giờ khắc này, đối mặt Diệp Thần, hai người tâm vô bằng vụ, đều mang tâm tư giống nhau, nhất thiết phải trước tiên đưa Diệp Thần vào chỗ chết. Luân hồi chi chủ, liền để ta xem một chút, người có bao nhiêu năng lực. Vũ Hoàng Cổ Đế ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tóc trắng phơ lay động, toàn thân thiên đế phủ văn lượn lờ, kiếm khí sôi trào, thiên tội cổ kiếm cuồng vung mà ra, như nộ hải mãnh liệt, bao phủ thương thiên, vạn trọng thần quang hướng Diệp Thần bạo rơi mà đi. Một kiếm này mang theo phá diệt pháp tắc sức mạnh, mười phần hung mãnh, Vũ Hoàng Cổ Đế rất rõ ràng, muốn giết chết Diệp Thần cái này tử thần, dùng phổ thông thủ đoạn là không được, nhất thiết phải trước tiên theo trên căn nguyên, phá diệt Diệp Thần tử thần pháp tắc, mới có thể đem hắn chém giết. Hắn một kiếm này, mang theo cả mảnh trời tội cổ địa tích góp thiên địa đại thế uy năng, chính là có phá diệt pháp tắc, một kiếm diệt sát Diệp Thần khả năng. Nếu như ở bên ngoài, Vũ Hoàng Cổ Đế nhất định không khả năng thi triển ra hung mãnh như vậy một kiếm, chỉ có ở địa bàn của mình mới có thể làm được. Hừ! Diệp Thần lạnh rên một tiếng, đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế như thế bá khí một kiếm, lại không có lùi bước né tránh cái gì, mà là trực tiếp đối kháng chính diện. Thương Thiên Thần Kiếm Lưu, đi! Diệp Thần hai tay dựng thẳng kiếm ngay ngực, đạo thiên mũi kiếm mang bất động, sau lưng lại có 12 đạo kiếm quang, vù vù phá không mà ra, như một vùng ngân hà rủ xuống. Cuồn cuộn kiếm khí nổ tung, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chém giết mà đi. Chính là thiên hình 12 kiếm. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế bạo chảm mà đến mũi kiếm, Diệp Thần lại là không để ý chút nào, càng là một bộ liều mạng tư thái, muốn liều mạng ngọc thạch câu phần. Vũ Hoàng Cổ Đế ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp Thần vừa thấy mặt liền liều mạng, hắn nghĩ thầm, tiểu tử này thật không sợ chết sao. Kiếm của ta, đủ để đem hắn tử thần pháp tắc bản nguyên đều phá mất. Hắn khẽ cắn môi. Không biết Diệp Thần làm thế nào tâm tư, trong lúc trước mắt, cũng tuyệt không thể lùi bước. Xoẹt! Vũ Hoàng Cổ Đế hung hăng một kiếm, chạm tại trên thân Diệp Thần, lập tức đem Diệp Thần trước ngực áo bào chém ra. Suy suy suy! Diệp Thần thiên hình 12 kiếm, cũng là lao nhanh phá không mà tới,
đại bộ phận bị Vũ Hoàng Cổ Đế cuồng hoành kiếm khí đánh văng ra, nhưng vẫn là có hai thanh kiếm, lau Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt cùng lỗ tai bay qua. Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt xuất hiện một đạo nho nhỏ vết thương, lỗ tai cũng bị gọt ra một cái miệng máu, nhìn như thụ thương không trọng, hắn lại a một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy trong chớp mắt, có vạn kiến đốt thân, núi lửa nổ tung. Lại là Diệp Thần Thiên Hình Kiếm, mang theo kinh khủng thiên hình pháp tắc, một chút thấy máu, cuồn cuộn hình phạt kiếp nạn khí tức, liền xông vào Vũ Hoàng trong cơ thể của Cổ Đế, tựa như một hồi cỡ nhỏ phần thiên đại kiếp, tại Vũ Hoàng trong cơ thể của Cổ Đế nổ tung, đau đớn có thể tưởng tượng được. Vũ Hoàng Cổ Đế cả người đều co quắp, kịch liệt đau nhức toàn tâm, lúc này, hậu phương Gia Cát Diễm, trong miệng nói lẩm bẩm, vì Vũ Hoàng Cổ Đế chúc phúc. Chỉ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế áo choàng bên trên, cái kia từng đạo thủ hộ kim văn, nở rộ quang huy, một cỗ chính đại linh khí hùng hậu, bao hắn lại toàn thân, đè xuống thiên hình kiếm trừng phạt. Vũ Hoàng Cổ Đế thở phào nhẹ nhõm, lại hừ một tiếng, hắn vừa mới không lùi bước, dám treo lên thiên hình 12 kiếm, cùng Diệp Thần chính diện giao phong. Cũng là bởi vì sau lưng có Gia Cát Diễm bảo vệ. Hắn nghĩ thầm, tiểu tử này bị ta một kiếm trọng trảm, không chết cũng muốn trọng thương đi. Ánh mắt hướng Diệp Thần nhìn lại, chỉ thấy hắn vừa mới một kiếm trảm tại Diệp Thần trên lồng ngực, đã đem Diệp Thần áo bào chém ra, nhưng kinh người là, Diệp Thần áo bào ở dưới làn da, càng là hoàn hảo không chút tổn hại, một điểm vết thương cũng không có. Cái gì? Thấy cảnh này, Vũ Hoàng Cổ Đế lập tức tê cả da đầu, không thể tin. Ngơ ngác nhìn Diệp Thần nói, ngươi như thế nào? Hắn vừa mới toàn lực thi triển thủ đoạn, hội tụ toàn bộ thế giới thiên thời địa mạch người cùng sức mạnh, kiếm thế cỡ nào bá đạo hùng hồn, cho dù là hồn thiên đế loại này cấp bậc cường giả, cũng không dám nói cứng rắn chịu hắn một kiếm mà không thương tổn. Nhưng bây giờ, Diệp Thần thế mà một điểm vết thương cũng không có. Cái này thật sự là chuyện bất khả tư nghị, cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Liền xem như thiên ma đạo phương. Bị Vũ Hoàng Cổ Đế nặng như vậy chảm một chút, cũng muốn lưu ngấn. A, à, hậu phương Gia Cát Diễm, mắt thấy một màn này, cũng là kinh hãi không thôi. Bốn phía đang tại Vũ Hoàng Cổ Đế chúc phúc ngàn vạn đám võ giả, cũng là một mảnh kinh ngạc. Bọn hắn biết Diệp Thần cường hãn, nhưng theo lý mà nói, cũng tuyệt không có khả năng cường hãn đến nước này, cho dù Diệp Thần đã luyện thành kim cương bất hủ thể, cũng không khả năng tại Vũ Hoàng Cổ Đế trọng chảm phía dưới, không phát hiện chút tổn hao nào. Chi chi, một hồi ve kêu tiếng kêu, ở thời điểm này vang lên. Chỉ thấy Diệp Thần, một cái đen ve bay ra, nắng sớm tràn ngập, từng sợi thời gian pháp tắc không ngừng thả ra, tạo thành một cỗ năng lượng đặc thù thủy triều. Đó chính là Xuân Thu Ve. Tiểu tử này chỉ hoãn thụ thương thời gian. Vũ Hoàng Cổ Đế lên tiếng kinh hô, vừa nhìn thấy Xuân Thu Ve, nên cái gì đều hiểu rồi, lập tức tê cả ra đầu. Diệp Thần thụ hắn một kiếm trọng trảm, tất nhiên là trọng thương. Nhưng dựa vào Xuân Thu Ve, Diệp Thần bóp méo thời gian pháp tắc, chỉ hoãn thụ thương thời gian. Theo lý thuyết, Diệp Thần đích xác bị trọng thương, nhưng vết thương muốn tới vài ngày sau mới hiện ra. Hắn bóp méo thời gian. Loại này tại trong chiến đấu, vặn vẹo thời gian thủ đoạn, thi triển ra cực kỳ gian khổ, Diệp Thần bình thường cũng không thể nào, nhưng lúc này dựa vào Xuân Thu Ve phụ trợ, hắn lại là làm được. Tuy nói chờ qua mấy ngày, vết thương của hắn hiện ra. Thương thế sẽ nghiêm trọng hơn, nhưng nắm giữ lấy vô thượng phỉ nhiêu y thuật Diệp Thần, căn bản không sợ thụ thương. Chỉ cần giờ khắc này, hắn không bởi vì đau đớn ảnh hưởng sức chiến đấu, hắn liền có thể giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế. Xuân Thu Ve tia sáng, ảm đạm một chút, loại này vặn vẹo thời gian thủ đoạn, 10 phần nghịch thiên, cũng không thể thường xuyên thi triển. Nhưng, có thể thi triển một lần, đối với Diệp Thần tới nói, cũng đã đầy đủ. Phong Linh Thiên Tai Kiếm. Diệp Thần không nói hai lời, thôi động tử thần quyền hành sức mạnh, cuồn cuộn ma khí tạc thiên, thiên hình 12 kiếm lần nữa bạo sát mà ra, mỗi một kiếm đều lượn lờ đen như mực xâm nghiêm tử vong sát khí, phô thiên cái địa, vù vù vang dội, lần nữa hướng Vũ Hoàng Cổ Đế mãnh liệt đâm tiếp. Diệp Thần muốn lấy tử thần sức mạnh, trực tiếp đem Vũ Hoàng Cổ Đế chém giết. Kim cương vũ hồn kiếm. Vũ Hoàng Cổ Đế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giơ kiếm vận khí, kiếm quang phân hóa, một kiếm hóa ngàn vạn. Tạo thành một mảnh minh mông phi kiếm đại trận, mỗi một thanh kiếm đều mang theo kim cương hùng hậu rộng rãi năng lượng. Xuy xuy xuy, Diệp Thần thiên hình 12 kiếm chém xuống đi, lại bị Vũ Hoàng Cổ Đế kiếm trận chặn, ngàn vạn kiếm quang kiếm ảnh kiếm khí, trong nháy mắt lẫn nhau nổ tung giao phong, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Kiếm quang trùng thiên, trực tiếp quán xuyên vòng trời. Hu hu,
Chung quanh Thiên Khư Thần Điện ngàn vạn võ giả bên trong, có mấy vạn người vô thanh vô tức chết đi, thân thể giống như khô mục cây cối, trong nháy mắt héo rút tàn lụi, hóa thành cho tàn. Lại là vừa mới Vũ Hoàng Cổ Đế thi triển kiếm trận, hút hết bọn hắn khí huyết, bằng không mà nói, Vũ Hoàng Cổ Đế lẻ loi một mình, tuyệt đối ngăn không được Diệp Thần Tử Thần 12 kiếm. Những cái kia người đã chết, hơn phân nửa là ngày xưa Đại Chu gia tộc người nhà. Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Đại Chu gia tộc nội chiến, cuối cùng lấy được thắng lợi, hắn vừa mới một chiêu Kim Cương Vũ Hồn Kiếm, cũng là Đại Chu trong gia tộc tuyệt học. Đại Chu gia tộc ngày xưa thiên tài Chu Võ Hoàng, sớm bị Vũ Hoàng Cổ Đế rèn đúc trở thành kiếm hồn, hắn thi triển Đại Chu gia tộc kiếm pháp, cũng là hết sức thuận buồm xuôi gió. Nhưng, cho dù hắn kiếm pháp cương mãnh hùng vĩ, cũng vạn vạn không lấn át được Diệp Thần Chết Thần Ma Quang, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thôi. Cái này ngăn cản, hay là muốn dựa vào hiến tế bọn thủ hạ tính mệnh, mới có thể miễn cưỡng làm đến. Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Diệp Thần so sánh, thực lực sai biệt quá lớn. Diệp Thần nắm giữ tử thần quyền hành, đó là thuộc về trụ lực lượng của thần, nghiền ép không không lúc nào khoảng không chư thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế tuyệt đối không thể so sánh. Nhìn xem Diệp Thần toàn thân ma khí sôi trào bộ dáng, Vũ Hoàng Cổ Đế có chút hối hận. Trước đây Diêm Ma Tử Thần, muốn tìm người ăn hết hắn, đã từng đi tìm Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế cân nhắc phía dưới, cảm thấy phần thiên đại kiếp tác dụng phụ quá mức kinh khủng, liền nhịn đau cự tuyệt. Bây giờ thấy Diệp Thần ma khí ngập trời bộ dáng, hắn thật sự là hối hận, hắn vốn là có cơ hội kế thừa cổ lực lượng này. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế trong lòng cũng rất rõ ràng, kỳ thực hối hận cũng không có ý nghĩa. Coi như hắn kế thừa tử thần quyền hành, hắn không có Diệp Thần Hỗ Tự Quyết tinh diệu như vậy thủ pháp, căn bản không có khả năng thuận lợi đem tử thần sức mạnh phát huy ra, chỉ có thể bị phần thiên đại kiếp giày vò đến chết. Đừng vùng vẫy nữa, Vũ Hoàng Cổ Đế. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn một chút phía dưới, Kỳ Tư Hoàn Trả đang giãy giụa, vận mệnh quang huy bao khỏa nàng toàn thân, muốn đem nàng tấn diệt thành tro. Nàng đang cố gắng đối kháng, cũng liều mạng nếm thử tuân theo lấy Diệp Thần biện pháp, chỉ đi trưởng khống vận mệnh của mình, không hy vọng xa vời khác. Nhưng vận mệnh mờ mịt, vô cùng ảo diệu, cho dù chỉ là muốn trưởng khống vận mệnh của mình, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần thập phần lo lắng, hắn rất lo lắng Kỳ Tư rõ ràng sẽ thất bại. Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đem Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm đều giết đi, tiếp đó mang Kỳ Tư rõ ràng rời đi, trở về Mỹ Thần Thánh Địa, lại tìm kiếm Nguyên Thiên Đế cùng thần sắc đẹp trợ giúp. Xoát xoát xoát, 12 thanh thiên hình kiếm, tại sau lưng Diệp Thần bày ra, hắn mở ra quyết tử ma nhãn, hai mắt hóa thành một mảnh đen nhánh, kinh khủng hắc ám khí tức tử vong, cuồn cuộn phun ra, làm cho giữa thiên địa, một mảnh sát khí cuồn cuộn. Sáng sớm bầu trời, triệt để hóa thành đêm tối, đại địa bị bóng tối bao phủ, cả mảnh trời tội cổ địa hoa cỏ cây cối, tại Diệp Thần tử vong uy áp bên dưới, nhao nhao tàn lụi chết đi, toàn bộ thế giới phảng phất cũng tại chết đi, trái tim tất cả mọi người nhảy đều ra tốc, điên cuồng nhịp đập, phảng phất muốn nổ tung. Diệp Thần tại thôi động Xuân Thu Ve, chung quanh thời gian, lập tức lâm vào trong ngưng trệ, mọi người nhất thời cảm thấy một hồi ngạt thở, hô hấp không khoái, tay tay chân chân hoạt động cũng vô cùng gian khổ, thời gian pháp tắc trở nên sền sệt như cháo. Hết thảy thủ đoạn cũng đã ẩn nhưỡng hoàn thành, Diệp Thần hít sâu một hơi, liền chuẩn bị lần nữa bộc phát Phong Linh Thiên Tai Kiếm. Lần này, hắn nhất định muốn đưa Vũ Hoàng Cổ Đế vào chỗ chết. Muốn giết ta, Luân Hồi Chi Chủ, nơi này chính là địa bàn của ta. Vũ Hoàng Cổ Đế gầm hét lên, ngũ quan hoàn toàn méo mó, tại Diệp Thần Tử Thần dưới sự uy áp, nội tâm của hắn cực kỳ kiềm chế sợ hãi, tại cực lớn trong sự ngột ngạt, cũng là bộc phát ra mãnh liệt nhất chiến ý. Ta chính là hiến tế thiên địa chúng sinh, bạo diệt đạo thống, cũng muốn ngươi chết. Chúng sinh đại kiếp bạo. Vũ Hoàng Cổ Đế hét dài một tiếng, cổ kiếm dọc tại chóp mũi phía trước, ngón tay tại trên lưỡi kiếm một vòng, máu tươi rơi xuống, huyết hoàn thành trận, hắn tự thân trở thành trận tâm, một cái rực rỡ mỹ lệ máu nhuộm trận pháp, từ dưới chân trải rộng ra. Răng rắc, tại huyết trận tạo thành sau, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy chung quanh thiên thiên vạn vạn thiên khư thần điện đám võ giả, từng cái thân thể héo rút khô mục, bọn hắn khí huyết cùng sinh mệnh, toàn bộ bị nghiền ép đi ra. Từng sợi máu tươi cấp tốc hội tụ đến Vũ Hoàng Cổ Đế dưới chân đại trận bên trong, tạo thành huyết hải. Phanh phanh phanh. Huyết hải nổ tung, gây nên vạn trọng lãng, hóa thành từng cái xích long, gầm thét dương nanh múa vuốt, hướng Diệp Thần quấn giết tới.
Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc, Vũ Hoàng cổ đế đây là muốn liều mạng, hơn nữa liều chết không phải một mình hắn mệnh, còn có thủ hạ ngàn ngàn vạn vạn đệ tử mệnh. Chỉ thấy Thiên Khư Thần Điện các đệ tử, từng cái thân thể tiêu tụy vặn vẹo, khí huyết đều bị Vũ Hoàng cổ đế nghiền ép rút ra, hóa thành huyết hải xích long. Vũ Hoàng cổ đế một chiêu này, gọi chúng sinh đại kiếp bạo, chính là muốn hiến tế chúng sinh tính mệnh, hội tụ chúng sinh máu tươi tinh hoa, tạo thành huyết hải xích long đại kiếp, diệt sát địch nhân. Mà Vũ Hoàng cổ đế muốn hiến tế, không chỉ là chúng sinh mệnh, còn có Thiên Khư Thần Điện nhiều năm tích lũy, trong địa mạch năng lượng, cũng toàn bộ bị hắn hội tụ vào trận. Phương xa Thiên Khư Thần Điện Sơn Môn, một mảnh kia phiến liên miên cung điện, ầm ầm sụp đổ, sông núi non sông linh khí, rất nhiều chân tàng thiên tài địa bảo, toàn bộ thành cho. Thiên Khư Thần Điện đạo thống, thiên, địa, người, hết thảy tinh hoa, đều muốn bị Vũ Hoàng cổ đế hiến tế, hắn tóc trắng lay động, ngũ quan vặn vẹo gần như điên cuồng. Hắn biết Diệp Thần lợi hại, cũng biết thực lực của mình, cùng Diệp Thần chênh lệch quá lớn, lần này vì giành thắng lợi, lại là hiến tế toàn bộ Thiên Khư Thần Điện đạo thống, thiên địa nhân hết thảy tinh hoa, toàn bộ từ bỏ, toàn bộ hiến tế thành cho, hóa thành chúng sinh đại kiếp bạo năng lượng. Huyết hải phiên thiên, mùi tanh mãnh liệt, lấy Vũ Hoàng cổ đế làm trung tâm, một mảnh kinh khủng huyết hải sinh thành, Thiên Khư Thần Điện thiên địa nhân hết thảy tinh hoa, đều ở đây phiến trong biển máu. Vừa mới lơ lửng ở chung quanh Thiên Khư Thần Điện các đệ tử, vốn là có ngàn ngàn vạn vạn người. Nhưng ở Vũ Hoàng cổ đế đại trận mở ra sau, cấp tốc chết 1 triệu người, người chết thân hình tiêu tụy, từ thiên rơi xuống, còn không có rơi xuống tới mặt đất, liền đã tấn diệt thành tro. Còn lại đệ tử hoảng sợ mạc trạng, họ hét quay người thoát đi, nhưng bọn hắn tính mệnh, sớm bị Vũ Hoàng cổ đế nắm ở trong tay, không có người có thể chạy thoát, từng cái nhanh chóng bạo diệt khô héo, khí huyết đều bị nghiền ép hầu như không còn. Thân là Thiên Khư Thần Điện điện chủ, tại chấp trưởng thiên tội cổ kiếm. Lại chiến thắng Chu Mục Thần sau, Vũ Hoàng cổ đế đã là tuyệt đối chúa tể, nắm giữ phiến thiên địa này tuyệt đối pháp tắc. Chỉ cần sinh hoạt tại trong bầu trời này người, đều đào thoát bất quá hắn trưởng khống, hắn muốn hiến tế chúng sinh trừ tử chi bên ngoài, không còn cách nào khác. Giờ này khắc này, cùng Diệp Thần so sánh, Vũ Hoàng cổ đế ngược lại càng giống là một cái tử thần. Đúng là người điên. Diệp Thần nhìn thấy Vũ Hoàng cổ đế dưới chân trong biển máu, dâng lên ngàn vạn đầu xích long. Gầm thét đánh giết mà đến, cũng là cảm nhận được một chút áp lực. Bất quá, cũng chỉ là một điểm áp lực thôi, Diệp Thần vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối, có thể giết chết Vũ Hoàng cổ đế. Siêu! Diệp Thần bước ra lui lại, cũng không có cùng cái kia ngàn vạn xích long đang đối mặt đụng. Ma ngục mệnh tinh, lên! Siêu độ pháp tắc, cho ta siêu độ! Thân hình thoáng đứng vững, Diệp Thần lập tức hai tay giơ cao, hét dài một tiếng, toàn thân tử vong sát khí càng thêm nồng nặc. Tràn ngập ra một cỗ địa ngục uy áp, nửa viên tinh thần từ sau lưng Diệp Thần từ từ bay lên. Đó là ma ngục mệnh tinh, chỉ có nửa viên, chỉ tập hợp hình chi mảnh vụn cùng độ chi mảnh vụn, còn có câu chi mảnh vụn cùng khóa chi mảnh vụn không có về hợp. Chỉ thấy cái này nửa viên ma ngục mệnh tinh bên trong, tản mát ra một cỗ rộng rãi kim quang, đó là siêu độ pháp tắc tia sáng. Rầm rầm, siêu độ pháp tắc kim quang, giống như phóng xạ khuếch tán ra, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy vừa mới dương nanh múa vuốt, hướng về Diệp Thần vồ giết tới từng cái huyết hải xích long, lọt vào siêu độ kim quang chiếu rọi, lại một chút suy suy vang dội, thân thể nhao nhao bốc hơi hết, hóa thành từng mảng lớn xương máu. Cái kia từng mảng lớn xương máu, tại hừng hực siêu độ kim quang bên trong, lại bốc hơi hầu như không còn. Ách, a, cái này, làm sao có thể? Vũ Hoàng cổ đế lập tức ngây dại, hắn hiến tế chúng sinh, đem dưới tay mình đệ tử, con dân, tín đồ. Toàn bộ giết chết, lại liều mạng đoạn tuyệt đạo thống, cũng muốn phát động chúng sinh đại kiếp bạo, chính là muốn nhất cử diệt sát Diệp Thần. Nhưng, không nghĩ tới, hắn hiến tế chúng sinh, Diệp Thần lại siêu độ chúng sinh. Nếu như cứng đối cứng, Diệp Thần là đấu không lại cái kia ngàn ngàn vạn vạn đầu huyết hải xích long, đó là Thiên Khư Thần Điện vô tận kỷ nguyên tích lũy sức mạnh, thiên địa nhân tinh hoa toàn bộ hội tụ thành hải, Diệp Thần ngạnh bính chắc chắn là đụng bất quá. Nhưng, Diệp Thần đủ loại thần thông diệu pháp thật sự là xuất thần nhập hóa, kinh thiên động địa. Hắn cũng không có lựa chọn ngạnh bính, mà là dựa vào siêu độ pháp tắc sức mạnh, hóa giải chúng sinh huyết sát. Từng cái huyết hải xích long bị bốc hơi, trong hư không tản mát ra siêu độ phạm ca, đó là siêu độ pháp tắc cực hạn vận chuyển quanh quẩn ra tự nhiên. Vũ Hoàng cổ đế dưới chân huyết hải, từ đậm đặc máu tanh bộ dáng, huyết sắc dần dần trở nên mỏng manh, huyết hải còn tại,
nhưng đã tàn phá bừa bãi không nổi, cũng lật không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Thiên Khư Thần Điện, ước chừng còn có 1/3 người sống, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần rõ ràng là một cái tử thần, nhưng giờ khắc này ở siêu độ pháp tắc hào quang chiếu rọi xuống, cũng tựa như trở thành tiên Phật thần thánh. Ánh mắt của mọi người, từ căm thù trở nên nhu hòa, sau đó ẩn ẩn lộ ra sùng bái quy y chi ý. Nhân tâm tản, Thiên Khư người của thần điện nhóm, vốn là tuyệt đối phục tùng Vũ Hoàng Cổ Đế, nhưng vừa mới, Vũ Hoàng Cổ Đế hiến tế chúng sinh, hoàn toàn không để ý tính mạng của bọn họ thủ đoạn, đã để bọn hắn triệt để tâm lạnh. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn xem ngày xưa thủ hạ, người người ánh mắt trở nên lương bạc, trong thoáng chốc, hắn đạo tâm phá toái, một cỗ trước nay chưa có bi thương xông lên đầu. Kiêu hùng mạt lộ, Diệp Thần chiêu này siêu độ, thật sự là diệu đến cực điểm, không cần dùng mạnh mẽ vũ lực, cũng đủ để tan rã nhân tâm, cũng triệt để bể nát Vũ Hoàng Cổ Đế đạo tâm. Ta thua. Vũ Hoàng Cổ Đế trong một chớp mắt, phảng phất già vô tận kỷ nguyên, lại hình như đã chết, trong mắt đã mất đi tất cả quang mang, thân hình còng xuống như trong gió nến tàn. Bàn tay hắn chán nản buông lỏng, thiên tội cổ kiếm rơi xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ thực hắn chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, còn có chút cơ hội liều mạng. Nhưng, không có ý nghĩa. Siêu độ kim quang, tử thần ma hy, tại trên thân Diệp Thần hoàn mỹ hòa làm một thể, như Phật ma giao dung, Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn xem Diệp Thần, tựa như phù du gặp thanh thiên, đạo tâm phá toái phía dưới, đã mất đi tất cả đấu trí, trong mắt thần quang như ánh nến tịch diệt. Hắn nhận thua. Ai? Diệp Thần một tiếng thở dài, hắn nhìn xem Vũ Hoàng Cổ Đế mất hết can đảm bộ dáng. Trong lòng có chút cảm khái. Hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế cũng coi như là đối thủ cũ, tranh chấp nhiều năm. Đến giờ khắc này, cuối cùng là phân ra thắng bại. Soát, tại ngắn ngủi than thở đi qua, Diệp Thần không nói nhảm, đại thủ chụp ra, một chiêu Táng Thiên Luân hồi pháp, Vũ Hoàng Cổ Đế thân thể bộc một tiếng, tại chỗ bị Diệp Thần đập đến bạo toái, huyết nhục bắn tung tóe, lại trong khoảnh khắc bị Diệp Thần toàn bộ luyện hóa. Vũ Hoàng Cổ Đế sinh mệnh tinh hoa còn có quanh người hắn huyết hải, Thiên Khư Thần Điện thiên địa nhân tích lũy tinh hoa, trong nháy mắt hóa thành chất dinh dưỡng, đều bị Diệp Thần luyện hóa hấp thu. Cả mảnh trời tội cổ địa, triệt để trở thành tử vong phế tích, tất cả tinh hoa linh khí, đều tràn vào trong cơ thể của Diệp Thần. Chỉ một thoáng, Diệp Thần tựa như kinh mạch bên trong, linh khí cuồn cuộn sôi trào, xuân phong hóa vũ, cả người thần thanh khí sảng, không nói ra được thoải mái, lại là từng trận ấm áp, như uống một chén lớn linh sâm canh. Toàn thân cũng là noãn rung rung. Vũ Hoàng Cổ Đế chết, hắn cùng đạo thống của hắn, tất cả tinh hoa, đều thành Diệp Thần chất dinh dưỡng. Lần này, Diệp Thần thực sự là lấy được nghịch thiên chỗ tốt, vô tận tinh hoa nhập thể, hắn tu vi khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền từ thông thiên cảnh 5 tầng trời trung giai, đột phá đến 6 tầng trời sơ giai tình cảnh. Phải biết, 5 tầng trời trung giai cùng 6 tầng trời sơ giai ở giữa, còn có 5 tầng trời cao giai cùng đỉnh phong hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng Diệp Thần một chút luyện hóa Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Khư Thần Điện tinh hoa, trực tiếp là liên tục đột phá, nhất cử bước vào 6 tầng trời hàng ngũ. Nhất cử bước vào 6 tầng trời, Diệp Thần hào khí bộc phát, tinh thần phấn chấn, nghĩ thầm, bằng vào ta thực lực hôm nay, chính là siêu phẩm thiên đế, cũng có thể chém giết. Cường đại, vô cùng cường đại, Diệp Thần không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy, liền có thể bước vào cảnh giới mạnh mẽ như vậy. Suy. Ngay tại Diệp Thần đắm chìm tại đột phá trong vui sướng thời điểm, một đạo sắc bén tiếng xé gió, từ phía sau lao nhanh tập sát mà tới. Không cần quay đầu, Diệp Thần đã nhìn thấy sau lưng thân ảnh. Đó là Gia Cát Diễm. Chỉ thấy Gia Cát Diễm diện mục vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn, mang theo phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi, thiên tàn kiếm mà khuyết đao tề xuất, cuồng nhiên hướng Diệp Thần phía sau lưng chém tới. Hắn không nghĩ tới, Vũ Hoàng Cổ Đế thế mà cứ như vậy chết ở Diệp Thần trong tay. Thậm chí tất cả sinh mệnh tinh hoa, đều bị Diệp Thần hấp thu luyện hóa. Diệp Thần tu vi tấn mãnh đột phá, làm cho Gia Cát Diễm nội tâm vô cùng hoảng sợ, hắn biết mình trốn không thoát, hoảng hốt bên trong giận dữ ra tay đánh lén, muốn liều mạng ra một chút hy vọng sống. Diệp Thần đắm chìm tại chính mình đột phá trong vui sướng, cũng không có bất kỳ phòng bị nào, phía sau lưng kẽ hở mở rộng. Ai? Diệp Thần lại là thở dài, hắn không có phòng bị, là bởi vì hắn biết. Chính mình không cần phòng bị. Này phương thiên địa, đã không có người có thể tổn thương đến hắn. Mắt thấy đến Gia Cát Diễm đánh lén chém giết, Diệp Thần cũng không né tránh, cũng không phòng bị đón đỡ,
liền đứng lẳng lặng ở trong hư không. Chanh! Răng rắc! Gia Cát Diễm đao kiếm chém tới, hung hăng bổ vào Diệp Thần trên lưng, lại như bổ trúng tường đồng vách sắt, phát ra một hồi thanh thúy thanh âm chấn động. Diệp Thần không phát hiện chút tổn hao nào, liền y phục cũng không có phá, trên thân tràn ngập một tầng kim quang nhàn nhạt, kim cương bất hủ, thể chất cường hoành đến đáng sợ. Mà Gia Cát Diễm thiên tàn kiếm cùng mà khuyết đao, chịu đến phản chấn, vậy mà bẻ gãy. Cực lớn lực phản chấn truyền đến, Gia Cát Diễm cũng là cảm thấy tay cánh tay run lên, xương cổ tay cơ hồ vỡ vụn. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay mình đứt gãy đao kiếm, lại nhìn phía Diệp Thần bóng lưng, như sâu kiến quan gặp sơn nhạc, không thể ngưỡng mộ, một cỗ ngạt thở xông lên đầu. Ta đứng cho ngươi chặt, ngươi cũng không đả thương được ta. Diệp Thần quay đầu nhìn xem Gia Cát Diễm, khẽ cười cười, như quan sát một cái côn trùng. Tại luyện hóa Vũ Hoàng Cổ Đế, tu vi sau khi đột phá, Diệp Thần thực lực thuế biến đến càng cường đại hơn, giống Gia Cát Diễm loại này đỉnh cấp thiên đế, cũng không đả thương được hắn một đầu lông tơ, thậm chí ngay cả hắn hộ thể kim quang, cũng không thể xuyên thấu. Không, làm sao lại? Trưởng giáo, Vizanu đại thần. Gia Cát Diễm toàn thân run rẩy, giống như bị sợ choáng váng, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, bỗng nhiên lại ngửa mặt lên trời gọi, vứt bỏ trong tay đứt gãy đao kiếm, hai tay ôm đầu quay người lao nhanh mà chạy. Diệp Thần bàn tay nhô ra, đang muốn đem Gia Cát Diễm bắt trở lại, đột nhiên một mảnh kiếm quang nở rộ, cắt đứt Gia Cát Diễm con đường phía trước. Sau đó, thì thấy một tia bạch quang từ phía dưới phóng lên trời, cầm kiếm chắn ngang tại Gia Cát Diễm phía trước, mũi kiếm chỉ lấy hắn cái mũi. Lại là Kỷ Tư rõ ràng. Dừng lại. Kỷ Tư thanh lãnh mạc nhìn xem Gia Cát Diễm, kiếm trong tay tiến lên trước một bước. Gia Cát Diễm dọa đến gương mặt tái nhợt, lùi về sau ba bước. Chỉ thấy Kỷ Tư rõ ràng kiếm trong tay, chính là mới vừa rồi Vũ Hoàng Cổ Đế rơi xuống thiên tội cổ kiếm. Tưởng nhớ rõ ràng. Diệp Thần nhìn thấy Kỷ Tư rõ ràng thức tỉnh, còn cầm kiếm ngăn cản Gia Cát Diễm, trong lòng lập tức kinh hỉ. Chỉ thấy thời khắc này Kỷ Tư rõ ràng, toàn thân vận mệnh thần quang lượn lờ, phong thái hiểu điệu, tựa như thiên ngoại phi tiên, từ trên người nàng đã nhìn không ra thống khổ gì dày vò vặn vẹo bộ dáng, chỉ có thần thánh, tinh khiết, mạn lệ, phiêu giật. Thánh khiết giống cái trí cao thánh nữ. Tưởng nhớ rõ ràng, người thành công luyện hóa vận mệnh mệnh cách. Diệp Thần thân hình lóe lên, đi tới Kỷ Tư rõ ràng bên cạnh, ôm eo thon của nàng chi. Mặc dù thời khắc này Kỷ Tư rõ ràng, cao thượng thần thánh như trên trời thánh nữ, dạy người không dám khinh nhờn xâm phạm, nhưng đối với Diệp Thần tới nói, Kỷ Tư rõ ràng chính là nữ nhân của hắn, hắn tùy ý có thể lên tay. Kỷ Tư rõ ràng thánh khiết quang huy, cũng không thể chấn phục Diệp Thần tâm. Hắn đạo tâm quá cường đại, thánh nữ đều phải chinh phục. Kỷ Tư rõ ràng bị Diệp Thần ôm, tự nhiên cũng là hết sức nhu thuận ngoan ngoãn theo, cũng không kháng cự, hai đầu lông mày lại lộ ra thần sắc lo lắng, bất đắc dĩ nói. Không có, vận mệnh mệnh cách mênh mông như biển cả, ta chỉ nắm trong tay một giọt nước, thuộc về ta cái kia giọt nước. Diệp Thần nói, phải không? Kỷ Tư dọn đường, ân, Diệp Thần, ta tuân theo ngươi lời nói, chỉ đi trưởng khống vận mệnh của mình. Bây giờ đích thật là thành công, nhưng ở ta cái này tích thủy sau lưng, còn có vô tận mênh mông biển cả. Diệp Thần mỉm cười, nói, không việc gì, từ từ sẽ đến a, trước tiên từ một giọt nước bắt đầu, chậm rãi lại đi nuốt uống biển cả, quá trình có thể 10 phần dài dằng dặc, trăm vạn năm ngàn vạn năm, tinh thần kỷ nguyên đều không nhất định. Nhưng, chỉ cần có bền lòng, cuối cùng có thể thành công. Kỷ Tư rõ ràng lại lộ ra điểm kinh dị thần sắc sợ hãi, nói, không, không được. Biển cả đã sôi trào, biển động sắp tới, trong cơ thể ta vận mệnh mệnh cách năng lượng, sắp không áp chế được, không dùng đến mấy ngày, liền sẽ sôi trào cuồn cuộn, đem ta bao phủ. Kỳ thực vận mệnh mệnh cách năng lượng, đã sớm sôi trào, vừa mới Kỷ Tư rõ ràng tuân theo Diệp Thần biện pháp, không cầu trưởng khống chư thiên chúng sinh liệt thần vận mệnh, chỉ đi trưởng khống vận mệnh của mình. Nàng thành công, như từ khát nước 3 ngày bên trong, lấy được một bầu uống, nhưng nhược thủy còn tại, biển cả còn tại. Hoàn chỉnh vận mệnh mệnh cách, còn tại trong cơ thể nàng, hơn nữa đã sôi trào lăn lộn. Nàng tạm thời trưởng khống vận mệnh của mình, không có bị bao phủ, nhưng nàng mạng của mỗi người cách, làm sao có thể cùng chư thiên chúng sinh mệnh cách đối kháng. Nàng đã không thể bước ra, vận mệnh mệnh cách cuồn cuộn năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ đem nàng nuốt hết. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, đưa bàn tay đặt ở Kỷ Tư song bụng dưới vùng đan điền, quả nhiên chính là cảm thấy Kỷ Tư rõ ràng thể nội. Vận mệnh mệnh cách huẩn nhưỡng năng lượng, sẽ phải nổ tung. Đến lúc đó,
Kỷ Tư rõ ràng sẽ bị xé nát. Trụ thần quyền hành quá kinh khủng, bàn tơ lão tổ hoàn chỉnh quyền hành, Kỷ Tư rõ ràng căn bản không chịu nổi. Bàn tơ lão tổ muốn tìm kiếm kẻ chết thay, muốn tìm người kế thừa nàng hết thảy, bao quát phần thiên đại kiếp, nhưng ý nghĩ là tốt, thực hiện lại hết sức gian khổ. Liền xem như Kỷ Tư rõ ràng, trước đó có thâm hậu vận mệnh pháp tắc nội tình, cũng không chịu nổi, nàng cuối cùng vận mệnh, chính là bị vận mệnh mệnh cách năng lượng, xung kích phá hủy xé nát ép diệt thành tro, tiếp đó vận mệnh mệnh cách sẽ hóa thành nguyên thủy lưu quang, phiêu bạt chư thiên, chờ đợi mới truyền nhân xuất hiện. Diệp thần thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không trấn áp được cái này sắp nổ tung vận mệnh mệnh cách. Diệp thần, không bằng ngươi đem ta luyện hóa, ngươi tới kế thừa vận mệnh mệnh cách a. Kỷ Tư rõ ràng trong mắt lộ ra xót thương thần sắc, vận mệnh quyền hành quá bàng bạc, nàng cảm giác chính mình không chịu nổi, muốn để cho Diệp thần tới kế thừa. Đừng nói lời ngốc, ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp thần sờ lên Kỷ Tư xong mái tóc, hắn tự nhiên không có khả năng đem nàng luyện hóa. Hơn nữa, Diệp thần bản thân liền có nửa đường trụ thần quyền chui, lại đến một đạo hoàn chỉnh, thân thể của hắn cũng nhịn không được, chỉ có bạo thể bỏ mình hạ tràng. Chúng ta đi về trước đi. Diệp thần liền muốn rời đi, về trước Mỹ thần thánh địa lại nói, thỉnh nguyên thiên đế cùng thần sắc đẹp ra tay, còn có thể hỗ trợ áp chế xuống Kỷ Tư xong vận mệnh mệnh cách. Bằng không mệnh cách nổ tung, Kỷ Tư rõ ràng liền phải chết. Vậy người này xử lý như thế nào? Kỷ Tư rõ ràng chỉ Gia Cát Diễm. Lúc này Gia Cát Diễm sắc mặt xám trắng, tại Diệp thần cùng Kỷ Tư rõ ràng khí tức cường đại bao phủ xuống, hắn như mãnh thú dưới vuốt cừu non, mảy may cũng không dám chuyển động, càng không cách nào thoát đi. Người này là đỉnh cấp thiên đế, thi thể của hắn, có thể cầm lấy đi chế tạo sáng sinh chi trụ. Diệp thần nghĩ nghĩ, đem Kỷ Tư rõ ràng trong tay thiên tội cổ kiếm, bắt được trong tay mình, liền chuẩn bị một kiếm đâm chết Gia Cát Diễm. Hắn tính toán cầm Gia Cát Diễm thi thể, đi giao cho đại chúa tể, trao đổi Thương Thiên Lạc Nguyệt. Hắn không thể cứ như vậy nhìn xem Thương Thiên Lạc Nguyệt chết đi, nếu như đại chúa tể không chịu trao đổi mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể trở mặt. Đừng giết ta, đừng giết ta. Gia Cát Diễm nhìn xem thiên tội cổ kiếm mũi kiếm, lập tức hoảng sợ mạc trạng, giữa sinh tử đại khủng bố đánh tới, hắn đạo tâm đã phá toái, run lẩy bẩy gào khóc. Diệp thần lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới Gia Cát Diễm không chịu được như thế, này liền đạo tâm bể nát. Cũng là hắn khí tức, lực uy hiếp thực sự quá kinh khủng. Lấy Diệp thần thực lực trước mắt, chém giết siêu phẩm thiên đế đều có thể, hắn uy áp tràn ngập ra đi, giống Gia Cát Diễm loại này cấp bậc tồn tại. Đỉnh cấp thiên đế đều gánh không được, muốn tại Diệp thần uy áp bên dưới sụp đổ. Diệp thần cũng không nói nhảm, rất kiếm phía trước đâm, liền muốn đâm chết Gia Cát Diễm. Chậm, chợt, một đạo lạnh lùng tiếng quát, từ trong hư không nổ lên. Trên thân Gia Cát Diễm, đột nhiên phóng ra một đạo thủ hộ phù văn, ngạnh sinh sinh chặn Diệp thần một kiếm. Ai? Diệp thần lập tức cảnh giác, chỉ cảm thấy bên trong hư không, có một đạo khí tức kinh khủng đang nổi lên. Luân hồi chi chủ, xin thứ sư đệ ta một mạng. Chỉ thấy sau lưng Gia Cát Diễm, vô lượng không trung, linh quang dâng lên, một đạo lạnh lùng hư ảnh buông xuống, là một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử, thần thánh huy hoàng, sừng sững ở một tòa kim sắc trên đài sen, tóc dài phất phới, tay áo bay lên, bên hông mang theo một chi ống sáo, một bộ phiêu giật xuất trần lại dẫn thâm trầm lạnh lùng khí chất. Trưởng giáo đại nhân, Gia Cát Diễm nhìn thấy đạo hư ảnh này buông xuống, lập tức toàn thân run rẩy. Diệp thần nhìn xem thanh niên kia thân ảnh, nói, các hạ là Phần Tịch Linh Sơn trưởng giáo, ngày xưa cao nhất sát thủ, đánh gãy Ly Ca. Thanh niên kia nói, chính là tại hạ. Diệp thần con mắt hơi sáng, cuối cùng thấy được Phần Tịch Linh Sơn chủ nhân, quả nhiên là ý vị lạ thường, coi như chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng ra khí tức bàng bạc. Gia Cát Diễm là Phần Tịch Linh Sơn chữ thiên thứ hai sát thủ, mà Đoạn Ly Ca, nhưng là cao nhất, cũng là Phần Tịch Linh Sơn trưởng giáo. Cái này số một sát thủ, khí tức thực lực, so với Gia Cát Diễm cái này số hai, đó là hùng hồn rộng rãi nhiều, giữa hai người chênh lệch, tựa như đom đóm cùng nhật nguyệt, không thể đánh đồng. Nghe qua luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy tôn phạm, quả thật là nhân trung long phượng, thiên tổ có ngươi cái này truyền nhân, hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Đánh gãy Ly Ca nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần, mỉm cười khen tặng một phen. Nhưng Diệp thần nghe vào trong tai, lại cảm giác trong lời nói của hắn có gai. Nghe nói người năm đó, bị thiên tổ dọa đến chặt đứt thiên cơ, ẩn nấp không dám ra. Diệp thần cũng nhìn xem đánh gãy Ly Ca, khẽ cười nói.
Truyền thuyết viễn cổ thời đại, đánh gãy Ly Ca từng cùng trời tổ trải qua mặt, nhưng bị thiên tổ khí tức cường đại, dọa đến tự chém thiên cơ ẩn nấp tị thế, cũng không còn dám lộ đầu. Đánh gãy Ly Ca lại cũng không tị húy, đạm nhiên cười nói, thiên tổ cường thịnh thời điểm, đúng như là thanh thiên đại nhật, huy hoàng vô lượng, tại hạ không dám tranh huy. Diệp thần nói, trước đó không dám, bây giờ thiên tổ suy sụp, ngươi liền dám. Từ luân hồi địa ngục tan vỡ, thiên tổ tổn thương nguyên khí nặng nề, khí vận đã là đại đại suy sụp. Đánh gãy Ly Ca đạo, luân hồi chi chủ là thiên tổ truyền người, nếu như ngươi có rảnh tới phần tịch Linh Sơn mà nói, tại hạ nhưng lấy cùng ngươi luận bàn một phen. Diệp thần cười nói, vậy không bằng ngươi chân thân trực tiếp buông xuống, chúng ta bây giờ liền luận bàn một chút. Đánh gãy Ly Ca lại nói, tại hạ nghiệp chướng nặng nề, chịu quỷ thần ác khí từng bước xâm chiếm, lại là không thể rời đi phần tịch Linh Sơn, bằng không trong nháy mắt liền muốn bỏ mình. Thật muốn so tài mà nói, luân hồi chi chủ vẫn là tự mình đến phần tịch Linh Sơn cho thỏa đáng. Diệp thần trong lòng hơi động, nói, quỷ thần tầm ăn. Là vị nào quỷ thần? Ác mộng lão tổ, vẫn là nhiễu sóng lão tổ. Lúc này Diệp thần thực lực kinh thiên, đối thiên cơ nhìn rõ, mười phần khắc sâu, tại đánh gãy Ly Ca hư ảnh buông xuống một sát, là hắn biết, đánh gãy Ly Ca chân thân, tại phần tịch Linh Sơn bên trong. Mà phần tịch Linh Sơn, đã sớm di chuyển đến Vizanu Thánh Địa, trở thành Vizanu trong Thánh Địa thế lực cường đại. Ma ngục mệnh tinh bên trong khóa chi mảnh vụn, cũng tại Vizanu Thánh Địa trong. Còn có một vị quỷ thần, ngủ đông tại Vizanu trong Thánh Địa, chỉ là quỷ thần nhân quả khó lường, coi như lấy Diệp thần nhãn lực, cũng là nhìn không thấu sau lưng nội tình. Hư thối lão tổ đã chết, còn lại hai vị quỷ thần, lại không biết là vị nào, tiềm phục tại Vizanu trong Thánh Địa. Đánh gãy Ly Ca cười nói, luân hồi chi chủ muốn biết, cứ tới ta Linh Sơn chính là. Diệp thần nói, về sau có cơ hội, ta tự nhiên sẽ đi. Bất quá vị này ra các diễm huynh, sợ là không thể sống lấy trở về. Diệp thần ánh mắt nhìn về phía ra các diễm, cái sau còn tại run lẩy bẩy, Diệp thần tự nhiên cũng sẽ không có mảy may nương tay, vận khởi thiên tội cổ kiếm, liền muốn cưỡng ép phá mất đánh gãy Ly Ca phòng hộ, đem ra các diễm chém giết. Hắn phải dùng ra các diễm mệnh, đi đổi thương thiên lạc nguyệt mệnh. Luân hồi chi chủ, cho tại hạ một bộ mặt. Đánh gãy Ly Ca mắt thấy Diệp thần lại muốn động sát thủ, ra mặt lập tức giật giật, lập tức vung ra một trường, như ngân hà rủ xuống, ngăn cách thiên khung, bảo vệ ra các diễm. Trưởng giáo, ra các diễm đạo tâm phá toái phía dưới, nước mắt nước mũi đều cùng một chỗ chảy ra. Đánh gãy Ly Ca đạo, sư đệ chớ hoảng sợ, ta nhất định mang ngươi về nhà. Thanh âm ôn hòa mà hữu lực. Diệp thần cười nói, nếu như đoạn trưởng giáo thật muốn cứu người, vậy cũng có thể, cầm khóa chi mảnh vụn tới trao đổi. Khóa chi mảnh vụn, ngay tại trong phần tịch Linh Sơn, nếu như đánh gãy Ly Ca chịu giao ra, Diệp thần thả người cũng không sao. So với gia cát diễm mệnh, khóa chi mảnh vụn giá trị, rõ ràng trọng yếu nhiều lắm. Đến nỗi thương thiên lạc nguyệt, Diệp thần còn có biện pháp đi cứu, trong bầu trời này đỉnh cấp thiên đế. Cũng không phải chỉ có ra cát diễm một người, còn có người ẩn núp. Khóa chi mảnh vụn. Nghe được bốn chữ này, đánh gãy Ly Ca thân ảnh khẽ run lên, khổ sở nói. Cái kia khóa chi mảnh vụn, địa ngục ma uy vô tận, tại ta Linh Sơn cấm địa bên trong, bất luận kẻ nào đều không được tới gần, tại hạ cũng không cách nào luyện hóa, chỉ có thể đánh cắp một chút pháp tắc năng lượng. Diệp thần nói, ngươi không thể luyện hóa, ta có thể, ngươi đem mảnh vụn cho ta chính là, ta lập tức thả người. Đánh gãy Ly Ca đạo, không được, mảnh vỡ kia, tại hạ giữ lại còn có đại dụng, không thể giao cho luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ, ngoại trừ khóa chi mảnh vụn, cái gì khác bảo vật, tại hạ đều có thể cho ngươi. Diệp thần âm thanh lạnh lùng nói, đó là ta luân hồi đạo đồ vật. Đánh gãy Ly Ca đạo, cái kia chưa hẳn, thiên địa chí bảo, có năng giả cư chi. Diệp thần nói, ngươi có thể, tại sao không đi luyện hóa? Lại như cái kẻ trộm đồng dạng. Đánh cắp ta luân hồi đạo pháp tắc. Đánh gãy Ly Ca nhất thời nghẹn lời, không nói gì với nhau. Diệp thần hừ một tiếng, nói, ngươi không cho, ta sớm muộn đạp vào Linh Sơn, tự mình đoạt lại. Ngươi muốn cứu ngươi sư đệ, đó là người si nói mộng. Nói đi, Diệp thần không còn nói nhảm, thôi động thiên tội cổ kiếm, kiếm khí nổ tung, đột phá hư không, chém tới ra cát diễm. Đánh gãy Ly Ca dù cho ngăn cách thiên khung. Cũng không cách nào cách trở Diệp thần kiếm. Diệp thần kiếm khí bạo phát, đơn giản vô địch, suy một tiếng, kiếm quang lướt qua,
Gia Cát Diễm lồng ngực máu tươi phun tung tóe, tại chỗ bỏ mình mất mạng. Một kiếm này vết thương cũng không sâu, nhưng Diệp Thần kiếm khí quá mức lăng lệ, chỉ một kiếm, liền chặt đứt Gia Cát Diễm tất cả sinh cơ cùng tuyến thời gian. Sư đệ! Đánh gãy Ly Ca nhìn thấy Gia Cát Diễm bỏ mình, lập tức nỗi đau lớn. Diệp Thần bàn tay vừa thu lại, đã đem Gia Cát Diễm thi thể, thu đến chính mình luân hồi trong mộ địa đi. Luân hồi chi chủ, ngươi! Đánh gãy Ly Ca không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, thân ảnh không ngừng rung động, phẫn nộ vặn vẹo, tức giận đến giận sôi lên. Diệp Thần lạnh nhạt nói, muốn báo thù, tại Linh Sơn chờ ta a, không cần bao lâu, ta liền sẽ đi tới Vi Giờ Nu Thánh Địa. Đánh gãy Ly Ca nói, hảo, luân hồi chi chủ, ta liền tại Linh Sơn chờ ngươi. Ta còn muốn tại trước mặt Vi Giờ Nu lão tổ, nói tốt vài câu, hòa hoãn quan hệ của các ngươi, nhưng xem ra, không có cần thiết này. Giữa chúng ta, chỉ có ngươi chết ta sống. Trong tiếng nói, mang theo sâu đậm oán hận. Một phen nói xong, đánh gãy Ly Ca hư ảnh, theo gió mà qua, rất nhanh biến mất không thấy. Diệp Thần nhìn xem đánh gãy Ly Ca tiêu thất, cũng không để ý, quay đầu hướng Kỳ Tư dọn đường, tưởng nhớ rõ ràng, ta nghĩ tới cái biện pháp, giúp ngươi luyện hóa vận mệnh mệnh cách. Kỳ Tư thanh kỳ nói, biện pháp gì? Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, vẫn là dùng phong cấm biện pháp. Trước tiên đem vận mệnh mệnh cách bắt đầu phong tỏa, ngươi lại một chút chậm rãi luyện hóa, nhưng dùng cửu thiên tù thần chỉ không phong được, chúng ta cần dùng những vật khác. Dừng một chút, Diệp Thần lại nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, khóa chi mảnh vụn. Kỳ Tư xong vận mệnh mệnh cách, đã sôi trào cuồn cuộn, chẳng mấy chốc sẽ triệt để bộc phát, đem nàng bao phủ. Nhưng, chỉ cần Diệp Thần có thể được đến khóa chi mảnh vụn, nắm giữ vô thượng phong tỏa pháp tắc, liền có thể đem vận mệnh mệnh cách phong tỏa, không sợ bộc phát. Hơn nữa, nếu như có thể làm đến điểm này, một lần này phong tỏa, liền không sợ Kỳ Tư rõ ràng nhìn không được tay, chính mình xông phá phong tỏa. Bởi vì, nàng cưỡng ép đột phá phía dưới, có thể đột phá cửu thiên tù thần chỉ phong tỏa, lại tuyệt đối không thể đột phá khóa chi mảnh vụn phong tỏa. Khóa chi mảnh vụn ẩn chứa tỏa cấm pháp thì, có thể xưng kinh khủng, năm đó ở viễn cổ thời đại, khóa chi mảnh vụn trưởng khống giả khóa thiên thần quân, hắn địa ngục xiềng xích quấn đi lên. Liền xem như lại cường đại ma thần, cũng không cách nào giãy giụa nữa, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Diệp Thần có lòng tin, chỉ cần có thể cầm tới khóa chi mảnh vụn, liền có thể khóa lại Kỳ Tư xong cơ thể, không để vận mệnh mệnh cách bạo phát đi ra. Kỳ Tư rõ ràng lấy làm kinh hãi, nói, khóa chi mảnh vụn sao? Thế nhưng là, mảnh vụn này, tại Vi Giờ Nu Thánh Địa A, hơn nữa còn là tại phần tịch Linh Sơn bên trong. Vi Giờ Nu Thánh Địa, Tam Đại Thánh Địa. Bên trong còn có một tôn quỷ thần ẩn núp. Phía trước Diệp Thần đi Siva Thánh Địa, đều trải qua sinh tử, cuối cùng còn phải vận dụng luân hồi sách, mới thay đổi kết cục. Liền cái này, hắn đều bị hư thối lão tổ vực sâu nguyền rủa ký sinh, sinh ra mủ đau nhức, cuối cùng cái này sống nhờ mủ đau nhức, chuyển rời đến trên thân Nhậm Phi Phàm, bây giờ còn là một cái cực lớn tai họa ngầm, cũng không có tiêu thất. Vi Giờ Nu Thánh Địa hung hiểm, tuyệt đối không thua gì Siva Thánh Địa. Thậm chí so với Siva Thánh Địa còn kinh khủng hơn. Siva trong Thánh Địa cường địch, bất quá là hư thối lão tổ một người. Nhưng Vi Giờ Nu Thánh Địa mà nói, ngoại trừ quỷ thần, còn có phần tịch Linh Sơn, còn có dấu ở sau lưng Vi Giờ Nu. Diệp Thần nghĩ tại trong nguy hiểm trùng trùng, cướp đoạt khóa chi mảnh vụn, lại bình yên rời đi, hiển nhiên là ý nghĩ hão huyền sự tình. Lần trước hắn từ Siva Thánh Địa thoát thân, là dựa vào luân hồi sách cùng Siva trợ giúp, nhưng lần này, luân hồi sách nguyên khí còn không có khôi phục, Siva cùng Nhậm Phi Phàm đi tinh không bỉ ngạn, cũng mất tin tức. Diệp Thần lẻ loi một mình, như thế nào có thể bình yên đoạt bảo thoát thân? Diệp Thần nói, không việc gì, liền xem như tại phần tịch Linh Sơn, ta cũng không sợ. Bây giờ Diệp Thần thực lực, so với dĩ vãng lại tiến bộ rất nhiều, muốn đoạt lấy khóa chi mảnh vụn, hắn cũng không phải không có cơ hội. Đương nhiên, Vi Giờ Nu Thánh Địa cùng phần tịch Linh Sơn. Dù sao cũng là hung hiểm vô cùng chỗ, Diệp Thần đương nhiên sẽ không lỗ mãng khinh tiến. Tại đạp vào Linh Sơn phía trước, hắn sẽ nghĩ biện pháp trước tiên câu thông tinh không bị ngạn, cùng Nhậm Phi Phàm, Siva lấy được liên lạc. Tính toán thời gian, Nhậm Phi Phàm cùng Siva, hẳn là thành công đến bị ngạn, chỉ là Diệp Thần tạm thời còn không liên lạc được bọn hắn. Kỳ Tư dọn đường, không, vẫn là quá nguy hiểm. Hơn nữa, không còn kịp rồi, vận mệnh của ta mệnh cách. Ngay lập tức muốn bộc phát, núi kêu biển gầm, đem ta bao phủ. Tại trước khi ta chết,
ngươi chỉ sợ cũng không thể đem khóa chi mảnh vụn đoạt lại a. Kỷ Tư rõ ràng sờ lên đan điền của mình, có thể cảm thấy bên trong bàng bạc mãnh liệt vận mệnh khí tức, liền muốn nổ tung, lấy nàng thực lực, trưởng khống vận mệnh một giọt nước, có thể miễn cưỡng, nhưng muốn khống chế mênh mông vận mệnh biển cả, đó là chuyện ngàn lẻ một đêm. Diệp Thần khẽ vuốt Kỷ Tư thanh tú phát, trấn an nói, không có chuyện gì, ta thỉnh Nguyên Thiên Đế cùng thần sắc đẹp ra tay, có bọn hắn hỗ trợ, trước tiên có thể áp chế vận mệnh ngươi mệnh cách bộc phát, ngươi không cần lo lắng. Kỷ Tư hoàn trả là 10 phần lo lắng bộ dáng, nhưng lại không đành lòng Diệp Thần lo lắng cho mình, liền cười nói, tốt ha, vậy ta nghe lời ngươi, chờ ngươi đoạt lại khóa chi mảnh vụn, khóa lại vận mệnh mệnh cách, ta lại một giọt nước chậm rãi luyện hóa. Đến lúc đó, ngươi lợi dụng thời gian pháp tắc, cho ta sáng lập một mảnh đặc thù thời không, coi như ta tại ngươi thời không phía dưới, đi qua ức vạn năm, ngoại giới cũng chỉ là đi qua một cái chớp mắt. Dạng này, ta liền có thể rất mau đuổi theo bên trên cước bộ của ngươi. Nghĩ tới tương lai mỹ hảo, Kỷ Tư rõ ràng lại có chút ước mơ tới, nếu là có thể hoàn toàn trưởng khống vận mệnh mệnh cách, nàng liền có thể đuổi kịp Diệp Thần bước chân, thậm chí là siêu việt. Diệp Thần có, chỉ là nửa đường trụ thần quyền chuôi, mà Kỷ Tư song tương lai, lại có thể nắm giữ hoàn chỉnh trụ thần quyền chuôi, nàng trở thành mới bản tơ lão tổ, mới vận mệnh nữ thần. Đương nhiên, loại này siêu việt, cũng không phải là chuyện tốt, trụ thần quyền chuôi sau lưng kiếp nạn, quá mức kinh khủng. Nhưng bất kể như thế nào, có thể có hy vọng đuổi kịp Diệp Thần, Kỷ Tư rõ ràng cũng là 10 phần hướng tới. Diệp Thần chần chờ một chút, vẫn là thản nhiên nói, không được. Ta bố trí đặc thù thời không, cho ngươi chậm rãi luyện hóa vận mệnh mệnh cách, dạng này không được, cùng chủ thế giới ngăn cách quá lâu, sẽ cho thân thể ngươi mang đến thương tổn nghiêm trọng. Chờ ngươi từ ta thời không, trở lại chủ thế giới thời không pháp tắc khác biệt, đều đủ để đem ngươi xé nát. Cho nên, nghĩ luyện hóa vận mệnh mệnh cách mà nói, hay là muốn cước đạp thực địa, từng bước đi. Kỷ Tư rõ ràng ngẩn ngơ, lập tức thất vọng nói, phải không? Đã như thế, ta chẳng phải là muốn cực kỳ lâu, mới có thể đuổi kịp ngươi. Diệp Thần thở dài một hơi, nói, tưởng nhớ rõ ràng, ngươi vẫn là giống như trước như vậy, như thế tranh cường háo thắng sao? Vấn đề hiện tại, không phải ngươi có thể hay không đuổi kịp ta, mà là ngươi có thể sẽ chết. Kỷ Tư rõ ràng ngẩn ngơ, thân thể mềm mại run lên, đích xác, bây giờ vận mệnh mệnh cách lập tức liền muốn bộc phát, nàng đừng nói luyện hóa, bảo mệnh đều khó khăn, vậy bây giờ? Diệp Thần nói, đi về trước lại nói. Hắn thu hồi thiên tội cổ kiếm, dắt Kỷ Tư song tay, hướng về thiên tội cổ địa bên ngoài bay đi. Nhìn quanh thiên địa, thiên tội cổ địa bầu trời, đã sớm tại Diệp Thần cùng Vũ Hoàng cổ đế trong đại chiến, thời không khắp nơi phá thành mảnh nhỏ, từng trận thời không loạn lưu gào thét, hỗn độn trống rỗng từng cái lỗ thủng lộn xộn. Đại địa đã sớm trở thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí không nhìn thấy một gốc hoàn hảo hoa cỏ cây cối, trước đây Diệp Thần mở ra tử thần quyền hành, mảnh thế giới này sinh vật liền chết hết. Đến nỗi Thiên Khư Thần Điện đạo thống, cũng triệt để bị Vũ Hoàng cổ đế hiến tế táng tống, phiến thiên địa này khí mạch đã hỏng mất, còn lại một điểm địa mạch năng lượng, cũng không có giá quá cao đáng giá. Có giá trị nhất đồ vật, Vũ Hoàng cổ đế sinh mệnh tinh hoa, Thiên Khư Thần Điện đạo thống tinh hoa, đã toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu. Những tinh hoa này hùng hồn, liền xem như Diệp Thần, cũng không thể một chút hoàn toàn tiêu hóa, còn có đại bộ phận lắng đọng tại kinh mạch của hắn chỗ sâu. Trước mắt hắn tu vi là thông thiên cảnh 6 tầng trời sơ giai, mà dựa vào trong kinh mạch lắng đọng tinh hoa, hắn đều không cần tìm kiếm ngoài định mức cơ duyên, chỉ là tiêu hóa những tinh hoa này, tu vi liền có thể tiếp tục tấn thăng. Có thể tưởng tượng được, lần này chém giết Vũ Hoàng cổ đế, Diệp Thần thu hoạch được chỗ tốt, có bao nhiêu to lớn. Trước đây trong chiến đấu, hắn thụ Vũ Hoàng cổ đế một kiếm trọng trảm, lợi dụng thời gian pháp tắc, đem thương thế chỉ hoãn đến vài ngày sau phát tác, nhưng bây giờ theo tu vi đột phá, tương lai thương thế đã hoàn toàn khỏi rồi, không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Bây giờ Diệp Thần, trạng thái tinh thần chưa từng có dễ chịu như vậy, hăng hái, nhiều bao trùm thiên địa, quân lâm hoàn vũ cảm giác, hào hùng bao la hùng vĩ. Thiên Khư Thần Điện còn sót lại các đệ tử, một bộ phận tan tác như chim muông, bốn phía chạy trốn đi, còn có một bộ phận lưu lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, trong mắt mang theo e ngại cùng ý sùng bái, muốn mở miệng thần phục quy y, nhưng khiếp sợ Diệp Thần uy nghiêm, lại không dám mở miệng. Diệp Thần cũng lười để ý, Vũ Hoàng cổ đế đã chết, những thứ này còn sót lại đệ tử, là giết là lưu đều không ảnh hưởng được đại cục, hắn cũng không để ý đám người,
tự động mang theo Kỷ Tư rõ ràng rời đi. Tại muốn ra thiên tội cổ địa, lập tức liền có thể rời đi lúc, Diệp Thần lại có một luồng hơi lạnh khắp cả người, cảm giác lạnh buốt. Đó là đối sát khí cùng nguy hiểm trực giác. Bây giờ Diệp Thần tâm tư, quá nhạy cảm, có nguy hiểm gì, lập tức có thể phát giác được. Một cái ý niệm, lập tức từ Diệp Thần trong lòng dâng lên. Có người mai phục tại phụ cận. Hắn chiến thắng Vũ Hoàng Cổ Đế, chiến thắng Gia Cát Diễm, đoạt lấy vận mệnh mệnh cách, nhưng có một thế lực, từ đầu đến cuối, nhưng xưa nay không có hiện thân. Đó chính là Hồn Thiên Đế dưới quyền thế lực. Huyết Ly chỉ là một cái ngụy trang, không mê hoặc được Diệp Thần. Hồn Thiên Đế thủ hạ, chân chính cường hãn, là danh xưng đệ nhất hồn tộc Long Xào hồn tộc. Tới cho đến trước mắt, Diệp Thần còn không có gặp qua Long Xào hồn tộc cường giả hiện thân. Vận mệnh mệnh cách vật trọng yếu như vậy, Hồn Thiên Đế không có khả năng cam tâm buông tha. Ở đây, Diệp Thần ngón tay nhập lại vung lên, một chiêu cực quang thiên đao, chém về phía một chỗ hư không. Một bên Kỷ Tư rõ ràng, lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên hướng không khí ra tay. Chỉ thấy chỗ kia hư không, lại đột nhiên có một con long chảo, thánh khiết thuần trắng, hào quang lượn lờ, móng vuốt phá không mà ra. Suy một tiếng, Diệp Thần cực quang đao mang, lập tức ở đó long chảo phía dưới, hóa thành hư vô. Chỉ thấy một cái như 15-16 tuổi thiếu niên lang, bạch bào, bạch giáp, tay cầm ngân thương, cưỡi một đầu bạch long, từ trong hư không chậm rãi phá xuất. Luân hồi chi chủ, quả thật cường hãn. Thế mà liếc thấy thấu chỗ ở của ta sao? Long Xào hồn tộc, long tinh ngấn, bội phục. Thiếu niên đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười, cho dù bị Diệp Thần phát hiện mai phục, tựa hồ cũng không khẩn trương, còn hướng Diệp Thần chắp tay thăm hỏi. Diệp Thần mắt nhìn hướng long tinh ngấn, chỉ thấy hắn da thịt tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tinh khiết bạch quang, thần thánh không rảnh, không nhiễm trần thế, hiển nhiên là tu vi cực cao, thể chất khí huyết tràn đầy, lộ ra long huyết rộng rãi cường thịnh. Có thể tưởng tượng, liền xem như tại Long Xào hồn tộc bên trong, long tinh ngấn cũng là nhất lưu thiên tài cao thủ, Diệp Thần thậm chí nhìn thấy hắn đi qua đủ loại khổ tu hình ảnh, ăn thịt rồng, uống long huyết, cùng long hồn chống lại, tẩy luyện đạo tâm, rèn luyện gân cốt. Còn có ở đây. Nhưng, Diệp Thần lại không có để ý tới long tinh ngấn, đột nhiên lại trở tay một đao, hậu phương hư không răng rắc một tiếng, như pha lê bạo liệt nát bấy, một đầu thanh long rơi ra ngoài. Cái kia thanh long toàn thân lượn lờ tai họa chi khí, hạn, úng lụt, viêm, gió các loại họa khí, lẫn nhau phối hợp xen lẫn, uẩn nhưỡng thành gió lôi, rung động ầm ầm, mười phần uy vũ. Nó ẩn nấp ở trong hư không, cũng cùng long tinh ngấn một dạng, ở đây mai phục. Nhưng Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cũng là một mắt nhìn thấu. Hoa lạp, thanh long lắc mình biến hóa, hóa thành một người trung niên, ngạch mang sừng rồng, trên thân tai họa khí tức vẫn như cũ mãnh liệt bá đạo. Chín họa thương long. Diệp Thần cười nhạt một chút, nhận ra được, đối phương càng là đệ cửu hồn tộc tộc trưởng, ngày xưa cửu thiên phục long giáo giáo chủ, chín họa thương long. Diệp Thần trước đó cũng cùng chín họa thương long đã từng quen biết, từ Hồn Thiên Đế khôi phục sau đó. Các đại hồn tộc về hợp, chín họa thương long cũng là quay về đến Long Xào hồn tộc bên trong. Chỉ là Diệp Thần không nghĩ tới, cái này chín họa thương long, thế mà ở đây mai phục chính mình. Cũng may mắn hắn nhìn rõ sắc bén, một chút nhìn thấu. Luân hồi chi chủ, người lại có thể phát hiện ta. Chín họa thương long sắc mặt vô cùng khó coi, hắn ẩn nấp cực sâu, vốn là dự định để cho long tinh ngấn mê hoặc Diệp Thần, chính mình lại từ âm thầm ra tay. Nhưng không ngờ Diệp Thần thiên cơ hiểu rõ, tất cả nhân quả đều nhìn thấy rõ ràng. Long tinh ngấn biểu lộ, cũng là trong nháy mắt động lại, cũng không cười nổi nữa. Các ngươi mới là Hồn Thiên Đế chân chính sát thủ. Nghĩ mai phục tại ở đây, ngồi xem ta cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tử đấu, lại ngư ông đắc lợi sao? Tính toán ngược lại là đánh vang dội, cùng lên đi. Diệp Thần ý cười lãnh khốc, Hồn Thiên Đế tính toán mưu thâm trầm, nhưng tính toán sai thực lực của hắn. Tại Hồn Thiên Đế trong dự đoán, Diệp Thần cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tranh đấu đi qua, coi như đoạt được vận mệnh mệnh cách, cũng tất nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề. Bởi vì cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Hồn Thiên Đế muốn đợi Diệp Thần tổn thương nguyên khí nặng nề sau, trở ra thu hoạch. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần khí vận hùng hậu như vậy, tại chém giết Vũ Hoàng Cổ Đế sau, hắn cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại luyện hóa thôn phệ Vũ Hoàng Cổ Đế tất cả tinh hoa. Tu vi tấn mãnh đột phá. Lần này,
Long tinh ngấn cùng chín họa thương long phải đối mặt, là trạng thái đỉnh cao nhất Diệp Thần, so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều cường đại hơn. Động thủ. Long tinh ngấn cùng chín họa thương long tương vọng một mắt, hai người không nói nhảm, lập tức ra tay, một cái thương mang như thiểm điện điểm ra, một cái trưởng mang phong lôi cuồng chụp mà đến. Nhưng, hai người đều không phải là trực tiếp công kích Diệp Thần. Bởi vì, Diệp Thần thực lực quá cường hãn, chính diện giao phong phía dưới, hai người cho dù có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Hai người ra tay, càng là thẳng giết hướng Kỷ Tư rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Kỷ Tư rõ ràng là Diệp Thần nhược điểm. Long tinh ngấn cùng chín họa thương long, cũng là 10 phần người thông minh, biết chỉ cần có thể sát thương Kỷ Tư rõ ràng, thì có thể làm cho Diệp Thần đạo tâm sụp đổ, đến lúc đó hai người liền có giành thắng lợi cơ hội. Hừ! Diệp Thần lạnh rên một tiếng, sớm đã có đoán trước, tay phải vung ra Côn Lôn đao, tay trái đạo thiên kiếm giết ra, kiếm quang kinh thiên, trước tiên chém về phía chín họa thương long. Xoẹt! Chỉ một kiếm, chín họa thương long lồng ngực máu tươi phun tung tóe, sinh cơ đứt gãy, bị mất mạng tại chỗ. Chính là thật đơn giản một kiếm, Diệp Thần thậm chí không có sử dụng bao nhiêu khí lực, trực tiếp liền miểu sát chín họa thương long. Cái gì? Long tinh ngấn thấy cảnh này, cực kỳ kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Chín họa thương long dù sao cũng là đệ cửu hồn tộc tộc trưởng, cửu thiên phục long giáo giáo chủ, tại không không lúc nào giữa không trung, có thể xưng nhất lưu cao thủ, chính là một tôn cường đại thiên đế. Nhưng thiên đế mạnh mẽ như vậy, tại Diệp Thần thủ hạ, lại như con kiến hôi nhỏ yếu, ngăn không được hắn một kiếm. Diệp Thần cường đại đến có thể miểu sát loại này cấp bậc thiên đế. Chín họa thương long cùng long tinh ngấn, nghĩ tại hắn ngay dưới mắt, sát thương Kỷ Tư rõ ràng, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Long tinh ngấn nhìn thấy chín họa thương long tại trước mắt mình chết đi, chỉ kinh hãi linh hồn rét run, mà Diệp Thần Côn Lôn đao, đao quang cũng đã chém tới hắn. Diệp Thần đao kiếm đều lấy ra, đều không cần điều tức lấy hơi, sát phạt hung hãn tới cực điểm. Long tinh ngấn răng cách cách run rẩy, ngự long quay người muốn trốn, nhưng phát hiện thân thể ngưng trệ, chung quanh thời gian giống như đọng lại. Diệp Thần một đao này, thế mà lột thời gian. Thời gian ngưng kết, chỉ là trên dưới một cái hô hấp. Nhưng một sát na này thời gian, Diệp Thần đao, đã chém đến long tinh ngấn trước mặt. Long hồn chung, mắt thấy Diệp Thần một đao này, liền muốn giết hắn, long tinh ngấn trên thân, lại chợt phóng ra một tầng kim trung cháo tựa như cương khí, keng một tiếng, đem Diệp Thần đao ngăn trở. Nhưng Diệp Thần đao thế mãnh liệt, cái kia kim trung cháo cương khí cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, long tinh ngấn tại kim trung cháo bên trong, bị chấn động đến mức thất điên bát đảo, tại chỗ miệng phun máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, cơ thể cũng bị đánh bay ra ngoài, bị thương rất nặng. Nhưng, mượn cái kia long hồn chung phòng hộ, long tinh ngấn cuối cùng nhặt về một cái mạng, hai mắt mang theo sợ hãi thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó không còn dám dừng lại, quay người phá không cướp đường bay trở về hồn tộc lãnh địa. Hắn đầu kia bạch long tọa kỵ, nhìn thấy chủ nhân chạy, oa oa một tiếng, cũng nghĩ đi theo bay trở về, bị Diệp Thần bàn tay lớn vồ một cái, giống như chảo côn trùng vồ tới, vứt xuống luân hồi trong mộ địa đi, cho huyết long làm đồ ăn ăn. Chạy ngược lại là rất nhanh. Diệp Thần nhìn thấy chạy trốn long tinh ngấn, nở nụ cười, lại có chút đáng tiếc. Nếu như không phải cái kia long hồn chung bảo hộ, Diệp Thần tảo nhất đao giết hắn. Cái kia long hồn chung, hẳn là hồn thiên đế một trong cửu đại hồn khí. Diệp Thần ánh mắt nhìn rõ, nhìn ra vừa mới long tinh ngấn bảo toàn tánh mạng át chủ bài, đích xác giá trị không nhỏ, là một trong cửu đại hồn khí. Chín đại hồn khí, là hồn thiên đế đã từng, lớn nhất giá trị chín kiện binh khí pháp bảo, cũng là tại viễn cổ thời đại chế tạo, rất nhiều chế tạo sử dụng tài liệu, mà thần thi cốt, thiên đạo nguyên tinh các loại, hôm nay đã tuyệt tích. Liền Diệp Thần trước mắt biết đến, chín đại hồn khí có hoàng đồ kiếm, thiên đế chiến xa, thiên ma phệ hồn châu các loại, hồn tộc cùng xấu thần tộc, đều chiếm có 4 kiện hồn khí, còn có một cái tung tích không rõ. Vừa mới long tinh ngấn bảo toàn tánh mạng át chủ bài, cái kia long hồn chung, chính là một trong cửu đại hồn khí. Chủ nhân, người thật đúng là hung mãnh a. Huyết long tại trong luân hồi mộ địa, nhìn thấy Diệp Thần thuần thục, liền giải quyết đi hồn thiên đế thủ hạ mai phục, giết chín họa thương long tựa như mổ heo cẩu đồng dạng, thực lực này quá cường hãn. Lần này tranh đoạt vận mệnh mệnh cách, Diệp Thần cũng không có mượn dùng huyết long cùng luân hồi nghĩa địa sức mạnh, hoàn toàn là dựa vào chính mình thực lực, tới mức độ này. Huyết long, người tốt nhất chuẩn bị, chờ đến lúc trễ chút, ta đi Vizanu thánh địa, còn cần ngươi trợ lực.
Diệp Thần nói. Lần này cướp đoạt vận mệnh mệnh cách, Diệp Thần có thể hoàn toàn dựa vào chính mình, nhưng tương lai đi Vizanu Thánh Địa, cướp đoạt khóa chi mảnh vụn, đối mặt phần tịch Linh Sơn trưởng giáo đánh gãy ly ca, hắn liền không thể như thế độc thân tác chiến, địch nhân thế lực mạnh mẽ quá đáng. Hảo, ta biết. Lúc nào xuất phát? Huyết Long hỏi. Diệp Thần nghĩ nghĩ, trong đầu, hiện ra một bóng người xinh đẹp, hắn nhớ nhung lên Thương Thiên Lạc Nguyệt. Đi trước đạo tông, cứu ra Lạc Nguyệt lại nói. Diệp Thần trong lòng có quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn cứu ra Thương Thiên Lạc Nguyệt. Đại chúa tể muốn cầm Thương Thiên Lạc Nguyệt làm cơ thạch, đi chế tạo sáng sinh chi trụ, hắn là vạn vạn không cho phép, nhất định phải ngăn cản. Đại thủ quơ tới, Diệp Thần đem chín hỏa thương long thi thể, cũng cất giữ đến luân hồi mộ địa bên trong, cũng không có luyện hóa, mà là giữ lại làm tài liệu, tương lai xem như tế phẩm cùng thẻ đánh bạc cũng có thể. Kết thúc chiến đấu, Kỳ Tư Hoàn trả suy nghĩ xuất thần, không thể tin được hung hiểm như thế mai phục, Diệp Thần trong chớp mắt liền giải quyết. Đừng ngẩn người, tưởng nhớ rõ ràng, đi thôi. Diệp Thần ôm Kỳ Tư xong vòng eo, phá toái hư không rời đi. Hắn cũng không có đuổi theo giết long tinh ngấn, hắn bây giờ thực lực tuy cường hãn, nhưng cũng không thể tại Hồn Thiên Đế Sơn Môn trên địa bàn làm càn. Hồn Thiên Đế bế quan không ra, Diệp Thần tự nhiên cũng không có đi chịu chết đạo lý. Ngược lại, hắn đã lấy được vận mệnh mệnh cách, Hồn Thiên Đế nghĩ lại lật bàn, liền 10 phần khó khăn. Lại có chừng 2 tháng, chờ Nguyên Thiên Đế chế tạo ra sinh tử phong thần bi, song phương thời điểm quyết chiến đến, chính là Hồn Thiên Đế tử kỳ. Tương lai quyết chiến, Diệp Thần bên này, nhất định phải là muốn lấy lôi đình âm thanh thế, triệt để nghiền ép. Nếu như trần chờ bất quyết, chiến tranh lâm vào giằng co, cái kia đem vô cùng phiền phức. Dù sao, tử thần giáo đoàn, xấu thần tộc nhóm thế lực, đều đang ngó chừng trận quyết chiến này, đều ngóng nhìn Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế lưỡng bại câu thương, tiếp đó bọn hắn hảo kiếm tiện nghi. Hồn Thiên Đế muốn lật bàn, dựa vào chính mình nghịch chuyển đại cục, hy vọng đã không lớn, trừ phi Diệp Thần bên này xuất hiện biến cố. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần nhưng cũng cảm nhận được một cỗ bất trắc biến động. Đại chúa tể muốn chế tạo sáng sinh chi trụ, thiên đạo chi tranh đem bộc phát, Diệp Thần muốn giữ gìn Thương Thiên Lạc Nguyệt, hơn phân nửa muốn cuốn vào trong đó. Một khi trận này thiên đạo chi tranh, xử lý không tốt, liền sẽ có vô tận tai họa, Hồn Thiên Đế liền có khả năng thừa lúc vắng mà vào. Lý trí nói cho Diệp Thần, hắn hẳn là từ bỏ Thương Thiên Lạc Nguyệt, cùng đại chúa tể chữa trị quan hệ, lại mượn dùng đại chúa tể sức mạnh, đi nghiền ép Hồn Thiên Đế, như thế có thể không có sơ hở nào. Nhưng, nghĩ đến Thương Thiên Lạc Nguyệt, đối với chính mình như lúc này cốt quyến luyến, Diệp Thần như thế nào có thể vứt bỏ nàng? Hắn có hắn đạo, hắn làm không được vô tình như vậy, nếu như mắt thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt bỏ mình, hắn vấn tâm hổ thẹn, nhất định sinh tâm ma. Lạc Nguyệt, chờ ta. Diệp Thần phá toái hư không, trở lại Mỹ Thần Thánh Địa, đã thấy phương xa cuối chân trời, có thần thánh kim quang hiện ra, hắn nhìn rõ phía dưới, cái kia càng là sáng sinh chi trụ kim quang. Đại chúa tể muốn động thủ, muốn tay chế tạo sáng sinh chi trụ, mà Thương Thiên Lạc Nguyệt, chính là mới thiên đạo cơ thạch. Đáng chết, thật muốn vạch mặt, cũng không cố huynh muội tình cảm, cũng không để ý bằng hữu tình nghĩa, nhất định muốn giết chết Lạc Nguyệt sao? Diệp Thần nhìn xem phương xa phía chân trời kim quang, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nội tâm một hồi co rúm. Lúc trước hắn liền đã đi qua đạo tông, đồng thời đã cảnh cáo đại chúa tể, nếu như dám làm tổn thương Thương Thiên Lạc Nguyệt, hắn nhất định làm cho cả đạo tông chôn cùng. Nhưng rõ ràng, đại chúa tể cũng không có bị Diệp Thần hù đến, cũng không để ý cái gì huynh muội bằng hữu tình cảm, quyết tâm phải đem Thương Thiên Lạc Nguyệt làm sáng sinh chi trụ cơ thạch. Diệp Thần, ngươi như thế nào? Kỳ Tư rõ ràng nhìn thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, lập tức lo nghĩ. Liền xem như độc thân đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Gia Cát Diễm, Diệp Thần cảm xúc cũng không có kịch liệt như vậy qua. Kỳ Tư rõ ràng cũng biết Diệp Thần trọng tình trọng nghĩa, là không đành lòng nhìn thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt bỏ mình. Nhưng đại chúa tể khăng khăng như thế, Diệp Thần muốn ngăn cản, nhưng cũng không phải chuyện dễ, dù sao đại chúa tể sau lưng, là trụ thần, là nhân tổ Nam Hoa Lão Quân. Diệp Thần, tưởng nhớ Thanh cô nương, các ngươi trở về. Tại Diệp Thần cùng Kỳ Tư rõ ràng, trở lại Mỹ Thần Thánh Địa sau, thần sắc đẹp liền dẫn người ra nghênh tiếp, nàng tựa hồ đã dòm thanh thiên cơ, biết được hết thảy. Thần sắc đẹp tiền bối. Kỳ Tư rõ ràng chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng ngực khí huyết sôi trào, vận mệnh mệnh cách năng lượng muốn nổ tung dâng lên, nàng kêu lên một tiếng,
mười phần khó chịu, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Tưởng nhớ thanh cô nương, đừng lo lắng, ta trước tiên giúp ngươi áp chế vận mệnh mệnh cách bạo động, ngươi qua đây. Thần sắc đẹp mang theo ôn uyển ánh mắt, nhẹ nhàng đem Kỷ Tư rõ ràng kéo đến bên cạnh mình. Kỷ Tư hoàn trả không biết chuyện gì xảy ra, thần sắc đẹp đã câu lên cằm của nàng, cái kia đỏ tươi cánh môi xông tới. Ngô! Kỷ Tư rõ ràng lập tức chấn động, thần sắc đẹp thế mà hôn lên nàng. Hai cái đại mỹ nhân, lần này ra thịt kề nhau hôn, thật sự là vô cùng kiều diễm hình ảnh, Diệp Thần cùng chung quanh thị vệ thấy được, đều là một hồi kinh ngạc, lại phảng phất nhìn thấy thế gian tốt đẹp nhất hình ảnh, nhìn chăm chú lên không muốn rời mắt. Thần sắc đẹp hôn sâu Kỷ Tư rõ ràng một chút sau, liền buông ra cánh môi, cười nói, tốt, tưởng nhớ thanh cô nương, ta độ một luồng linh khí cho ngươi, tạm thời thay ngươi áp chế lại vận mệnh mệnh cách bạo động. Thần sắc đẹp vẫn là ôn nhu điềm tĩnh bộ dáng, cho dù đối mặt núi kêu biển gầm, cũng duy trì ưu nhã, nàng vừa mới hôn Kỷ Tư rõ ràng, lại là lấy miệng đối miệng phương thức, đem chính mình một ngụm bản mệnh linh khí, vượt qua, giúp Kỷ Tư rõ ràng áp chế vận mệnh mệnh cách bạo động. Kỷ Tư rõ ràng gương mặt đỏ lên, quả nhiên liền cảm giác thể nội sôi trào vận mệnh mệnh cách năng lượng, lắng lại lắng đọng xuống. Đa tạ, Kỷ Tư hoàn trả là có chút mặt đỏ tới mang tai đạo, vừa mới bị thần sắc đẹp hôn như vậy, nàng cũng là mười phần quẫn bách, thế gian này ngoại trừ Diệp Thần, thần sắc đẹp là thứ hai cái hôn qua nàng người. Thần sắc đẹp, ngươi. Diệp Thần một hồi kỳ dị, này liền giải quyết sao? Thần sắc đẹp ôn thanh nói, nơi nào có dễ dàng như vậy? Vận mệnh mênh mông, không đè ép được, ta chỉ là tạm thời áp chế thôi, tối đa chỉ có thể duy trì một tháng thời gian. Chờ một tháng sau, cấm chế buông lỏng, tưởng nhớ thanh cô nương thể nội vận mệnh mệnh cách, hay là muốn bạo động, ngươi nhưng phải nghĩ cái thích đáng biện pháp. Diệp Thần nói, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thích đáng biện pháp, cái kia chỉ có đi vi giờ nu thánh địa, cướp đoạt khóa chi mảnh vụn. Dựa vào khóa chi mảnh vụn phong tỏa pháp tắc, mới có thể đem vận mệnh mệnh cách bắt đầu phong tỏa. Tính đi tính lại, hay là muốn mạo hiểm bước vào vi giờ nu thánh địa, đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ phần tịch trong tay Linh Sơn đoạt lại khóa chi mảnh vụn. Đây là phá cục mấu chốt. Nếu là có thể cầm tới khóa chi mảnh vụn, vừa có thể lấy phong tỏa vận mệnh mệnh cách bạo động, cũng có thể thêm một bước thắp sáng ma ngục mệnh tinh. Thần sắc đẹp, tháng này, liền nhờ cậy ngươi chiếu cố tưởng nhớ rõ ràng. Diệp Thần nói. Thần sắc đẹp gật đầu nói, ta biết, kéo lại Kỷ Tư song tay. Kỷ Tư rõ ràng nhìn một chút phương xa phía chân trời, cái kia mơ hồ phù động kim quang, làm cho người bất an, nàng nói, Diệp Thần, vậy ngươi? Bây giờ là đi vi giờ nu thánh địa, vẫn là đi đạo tông. Phía chân trời kim quang, chính là sáng sinh chi trụ kim quang, đại chúa tể đã bắt đầu lấy tay chế tạo trời mới nói. Diệp Thần nói, khóa chi mảnh vụn để sẽ không chạy, nhưng Lạc Nguyệt gặp nguy hiểm, ta nhất định phải đi cứu nàng. Kỷ Tư dọn đường, thần sắc đẹp tiền bối, người giúp đỡ Diệp Thần, một mình hắn đi đạo tông, ta sợ gặp nguy hiểm, hơn nữa phía sau hắn còn muốn đi vi giờ nu thánh địa. Thần sắc đẹp nói, ta biết. Nàng tiến lên một bước, phát ra một đạo phù chiếu, đạo, thiên địa vô cực, bốn vị trưởng lão, xin các ngươi buông xuống. Nàng tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy thánh địa tứ phương, đều có một vệt thần quang vọt lên, sau đó bay vụt mà đến, hạ xuống Diệp Thần trước mặt. Đó là bốn cái khí tức cường đại tồn tại, Diệp Thần còn nhận ra, chính là nguyên thiên đế dưới chướng thế lực, chân lý biết bốn vị trưởng lão, thiên ung hoàng, địa phủ tà quân, không trụ tôn giả, cực vũ đại đế, danh xưng thiên địa vô cực. Trước đó tinh không tranh bá thi đấu cử hành thời điểm, Diệp Thần chỉ thấy qua bốn vị này trưởng lão. Ngay lúc đó Diệp Thần, tu vi còn có chút yếu ớt, không cách nào cùng bốn vị trưởng lão so sánh. Nhưng bây giờ, Diệp Thần đã cường đại đến tình cảnh che đậy chư thiên, luận thực lực, đã vượt qua bốn vị này trưởng lão. Gặp qua thần sắc đẹp giáo chủ. Gặp qua luân hồi chi chủ. Bốn vị trưởng lão mang theo khiêm tốn chi ý, hướng Diệp Thần cùng thần sắc đẹp khom mình hành lễ. Bây giờ tại trước mặt Diệp Thần, bọn hắn đã không có những ngày qua tôn quý, Diệp Thần mới là nhân vật cao quý nhất. Thần sắc đẹp ừ một tiếng, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi mang lên bốn vị trưởng lão, làm việc cũng biết thuận tiện một chút. Đúng, ta lại để thượng thiên nữ cùng ngươi a. Diệp Thần vội nói, không cần, có bốn vị trưởng lão phụ trợ đầy đủ. Hắn cùng thiên nữ đã từng xảy ra quan hệ, bây giờ sẽ phải đi đạo tông cùng vi giờ nu thánh địa, hung hiểm vô cùng. Hắn thực sự không muốn thiên nữ trải qua đi vào, miễn sinh nguy hiểm.
thần sắc đẹp nói, hảo, có thiên địa vô cực, bốn vị trưởng lão giúp ngươi, cho dù có nguy hiểm gì, ngươi ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Thiên địa vô cực bốn đại trưởng lão, là nguyên thiên đế trận doanh nhân vật trọng yếu, tứ đại trưởng lão liên hợp lại, đủ để áp chế siêu phẩm thiên đế, thực lực 10 phần cường hãn. Có bọn hắn phụ trợ, Diệp Thần mặc kệ là đối mặt đạo tông đại chúa tể, vẫn là phần tịch linh sơn đánh gãy ly ca, đều có thể thêm ra mấy phần sức mạnh. Thương nghị cố định, thần sắc đẹp cáo biệt Diệp Thần, mang theo Kỳ Tư rõ ràng hồi cung, thời gian kế tiếp, liền từ nàng tới chiếu cố Kỳ Tư rõ ràng. Thiên Ung Hoàng, địa phủ tà quân, không trụ tôn giả, cực vũ đại đế bốn vị trưởng lão, khoanh tay đứng tại bên cạnh Diệp Thần, nghe hắn chỉ thị. Diệp Thần nhìn xem chân trời kim quang, nỗi lòng nhưng có chút hỗn loạn, nghĩ thầm, trận này thiên đạo chi tranh, cuối cùng là phải bạo phát, không biết tiểu hoa nhài như thế nào. Thiên đạo nữ thần, danh xưng Điệp Mộng Tinh Quân Mưa Bụi Điệp, chuyển sinh sau đó, chính là bây giờ tiểu hoa nhài, còn tại trong Diệp Thần luân hồi tinh giới cư trú. Từ lúc hư thối lão tổ một trận chiến đi qua, Diệp Thần luân hồi tinh giới tổn thương nguyên khí nặng nề, đã cùng Mỹ Thần Thánh Địa kết hợp, luân hồi tinh giới liền thành Thánh Địa một bộ phận. Diệp Thần có thể cảm giác được, Thánh Địa trong, có một đạo mịt mờ lại thâm thúy khí tức, đang cuồn cuộn, giống như muốn bộc phát, lại hình như muốn cực điểm thăng hoa, sau đó chôn vùi. Đó là tiểu hoa nhài trên người thiên đạo khí hơi thở. Ngôi sao nhỏ, mang hoa nhài tới gặp ta. Trong lòng Diệp Thần phát hạ mệnh lệnh, thiên đạo chi tranh sắp bộc phát, hắn nhất định phải ra tay rồi. Trước đó, Diệp Thần đã đáp ứng nhân tổ Nam Hoa Lão Quân, sẽ không nhúng tay thiên đạo chi tranh. Nhưng bây giờ, đại chúa tể muốn cầm Thương Thiên Lạc Nguyệt làm cơ thạch, muốn thương tổn Diệp Thần người bên cạnh, Diệp Thần tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Không cần đã lâu, ngôi sao nhỏ liền lôi kéo một cái tiểu nữ hài, xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần, kêu lên, Diệp Thần ca ca. Cô bé kia chính là tiểu hoa nhài, Diệp Thần xem xét, lập tức trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy thời khắc này tiểu hoa nhài, toàn thân làn da phát cho, non nớt trên khuôn mặt nhỏ bé, mang theo vặn vẹo thần sắc thống khổ, một cái tay che lấy đầu của mình, tựa hồ 10 phần nhức đầu bộ dáng, gặp được Diệp Thần, nàng chật vật mở mắt ra, nói. Ca ca, đã lâu không gặp, ta, đầu ta đau bệnh lại phạm vào. Ngôi sao nhỏ nhìn hoa nhài một mắt, nói, trong cơ thể nàng giống như có hai cỗ khác biệt khí tức. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nói, xem ra đấu chiến thần muốn hồi phục. Tiểu hoa nhài một thể song hồn, thể nội ngoại trừ thiên đạo nữ thần linh hồn, còn có đấu chiến thần linh hồn. Trước đó Diệp Thần đã đánh bại đấu chiến thần, nhưng đấu chiến thần cũng chưa chết, vừa trầm ngủ trở lại tiểu hoa nhài thể nội, đi qua thời gian lâu như vậy, đấu chiến thần khí hơi thở tất nhiên khôi phục. Mà bây giờ, đại chúa tể chế tạo trời mới đạo, giữa thiên địa linh khí sôi trào biến động, thiên tai sắp nổi, có từ lâu thiên ma đạo phương trấn không được tràng tử, đấu chiến thần cũng sẽ phải khôi phục. Lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, đương nhiên không sợ đấu chiến thần, nhưng tiểu hoa nhài thân thể non nớt. Nếu là đấu chiến thần tàn phá, đủ để đem tiểu hoa nhài xé nát. Đấu chiến thần, ra đi. Diệp Thần trực tiếp kêu gọi đấu chiến thần tên, hắn đã có biện pháp, có thể giải quyết đi đấu chiến thần uy hiếp. Tại Diệp Thần tiếng nói sau khi rơi xuống, tiểu hoa nhài trên thân hiện ra một cỗ màu xám đen sát khí, gào thét vang dội, nàng ô kêu khóc một tiếng, giống như gặp cực lớn đau đớn, hai đầu gối một chút mềm quỳ xuống, ngôi sao nhỏ ở bên kéo đều kéo không được nàng. Chỉ thấy một tia kinh khủng sương mù xám, từ trong tiểu hoa nhài sọ não bay lên, bàng bạc chiến ý khí chàng bạo phát đi ra, giống như phóng xạ quét ngang toàn trường. Ngôi sao nhỏ ôi một tiếng, cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão, cũng là sắc mặt đột biến, lập tức cảnh giác đề phòng. Chỉ thấy tiểu hoa nhài đỉnh đầu dâng lên sương mù xám, dần dần huyễn hóa ra một đạo nhân hình, đó là một cái tướng mạo lạnh lùng nam tử, toàn thân sát khí tràn ngập. Đôi mắt lại là tinh khiết kim sắc, lộ ra kinh thiên đấu chí cùng chiến ý, chính là đấu chiến thần. Luân hồi chi chủ, đã lâu không gặp. Đấu chiến thần phiêu phù ở giữa không trung, gặp được Diệp Thần, trong mắt cũng là lộ ra lướt qua một cái kiêng kỵ. Cái này đạp thiên lăng tiêu, đã từng một trận nghĩ xông phá thiên đạo, phi thăng thế giới bên ngoài chiến thần đấu giả, bây giờ đối mặt Diệp Thần, nhưng cũng không dám chút nào phách lối. Bởi vì đấu chiến thần năng nhìn ra, Diệp Thần đạo tâm cùng đấu chí, không hề yếu với hắn. Thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão tiến lên trước một bước, muốn xuất thủ công kích, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đấu chiến thần uy hiếp. Diệp Thần giơ tay lên một cái, ngừng bốn vị trưởng lão,
đấu chiến thần cùng tiểu hoa nhài khí tức tương liên, nếu như tùy tiện động thủ, sẽ liên lụy thương tổn tới tiểu hoa nhài. Ân oán của chúng ta, còn không có kết. Tới đánh đi. Diệp thần bình tĩnh nhìn đấu chiến thần, đạo thiên kiếm trong tay hiển hiện ra, hắn không yên lòng bốn vị trưởng lão ra tay, hắn muốn đích thân ra tay giải quyết đấu chiến thần. Hắn có biện pháp, có thể tại chém giết đấu chiến thần đồng thời, không làm thương hại tiểu hoa nhài. Đấu chiến thần nhìn xem Diệp thần trên thân kiếm phong mang, mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng là mười phần thẳng thắn cười cười nói. Ta không phải là địch thủ của ngươi, ngươi định dùng thiên trảm giết ta. Diệp thần một trận, cười nói, ngươi ánh mắt ngược lại là sắc bén, còn biết ta chuẩn bị dùng cái gì chiêu số. Đấu chiến thần thở dài, đối với chiến đấu một điểm trực giác thôi, không nghĩ tới, ngươi thế mà tiến bộ nhanh như vậy, cùng ngày xưa so sánh, đó là đom đóm mở rộng suốt ngày nguyệt. Lại còn đã luyện thành Siva tuyệt học, ngươi một chiêu liền có thể giết chết ta. Diệp thần trầm mặc, hắn đích xác dự định vận dụng thiên trảm, triệt để chém giết đấu chiến thần. Thiên trảm phong mang cố hết sức lăng lệ, đủ để chặt đứt pháp tắc tầng diện đồ vật, nếu là diệp thần thiên trảm giết ra, đấu chiến thần hẳn phải chết, hết thảy của hắn vết tích, cũng biết chôn vùi tại trong thiên trảm phong mang, không cách nào lại thương tổn tới tiểu hoa nhài. Đấu chiến thần cười nói, cùng giết ta, ngươi chẳng bằng đem ta thôn phệ. Diệp thần khẽ giật mình, nói, cái gì? Đấu chiến thần mục quang nhìn về phía bầu trời, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, yếu ớt nói. Ta từng một trận nghĩ đột phá thiên đạo, đi thế giới bên ngoài, khi đó, thực sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Thiên đạo tại thượng, kỳ thực muốn đột phá thiên đạo phong tỏa, cũng không có khó khăn như vậy, chỉ cần có đủ mạnh mẽ đạo tâm, không nhận quy tắc ước thúc, liền có thể nhảy ra thiên đạo bên ngoài. Nhưng phá thiên dễ dàng. Phá thiên sau đó, như thế nào sinh tồn, lại là một vấn đề khó khăn. Thế giới bên ngoài, tràn ngập thái sơ cùng vực sâu phóng xạ, đừng nói đấu chiến thần, liền xem như tinh không bỉ ngạn, thiên đạo cảnh cường giả, đều không thể tại loại kia phóng xạ dưới sinh tồn. Chỉ có điều, năm đó đấu chiến thần, cũng không biết nhiều như vậy quy tắc, chỉ là một mực mạnh mẽ đâm tới, hồi tưởng ngày xưa, bây giờ đấu chiến thần, trong mắt lại như cũ có ánh sáng, tựa hồ cũng không hối hận. Đấu chiến thần nói tiếp, trước kia đạp thiên lăng tiêu, ta cũng không hối hận, ta chưa từng che giấu đối với thế giới bên ngoài khát vọng. Chỉ là, ai, ta muốn đi không được thế giới ở ngoài, coi như đi, thiên đạo bên ngoài vực sâu phóng xạ, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn đem ta bốc hơi. Nhưng ngươi có thể, luân hồi chi chủ, lấy ngươi khí vận cùng thân phận, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi có thể đi hướng về thế giới bên ngoài a. Ta chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Đem ta thôn phệ cũng tốt, mang theo ta linh hồn, ta muốn dùng ánh mắt của ngươi, đi xem một chút thế giới bên ngoài bộ dáng. Đấu chiến thần phát ra thỉnh cầu, hắn biết mình đánh không lại Diệp thần, cho nên cũng không muốn tương chiến, chỉ cầu Diệp thần đem hắn thôn phệ. Thôn phệ ngươi, đó cùng giết ngươi, có cái gì khác nhau? Diệp thần nói. Đấu chiến thần vẻ mặt nghiêm túc, nói, vẫn có khác biệt, so với chết ở thiên trảm phía dưới, hết thảy vết tích không còn, ngươi thôn phệ ta. Đạo thống của ta, chí ít có thể kéo dài tiếp. Tại nhìn thấy thế giới bên ngoài phía trước, ta hỏa chủng, sẽ không dập tắt. Đến đây đi, thôn phệ ta. Đấu chiến thần giang hai cánh tay, một bộ mặc dù chục triệu người ta tới vậy kính dâng tư thái, nếu đều là chết, hắn tình nguyện bị Diệp thần thôn phệ, cũng không muốn chôn vùi tại thiên trảm phong mang phía dưới. Diệp thần cau mày, hắn vốn là cũng định hy sinh ít đồ, phát động thiên trảm diệt sát đấu chiến thần, nhưng không nghĩ tới. Đấu chiến thần như thế thẳng thắn cùng dứt khoát, tại biết phải chết kết quả phía dưới, hắn không làm chống lại, chỉ cầu Diệp thần nuốt hắn. Cân nhắc phía dưới, Diệp thần tự nhiên là thôn phệ đấu chiến thần cho thỏa đáng. Dù sao, thi triển thiên trảm, cần trả giá không nhỏ đại giới. Mà thôn phệ đấu chiến thần, cũng không cần trả bất cứ giá nào, hơn nữa thôn phệ hắn sau đó, đối với tu vi cũng là rất có ích lợi. Thiên đạo chi tranh sắp đến. Diệp thần tu vi nếu như có thể tiến thêm một bước, phần thắng cũng có thể lớn hơn một phần. Hảo, vậy ta. Diệp thần đang chờ đáp ứng, đột nhiên một thanh âm truyền ra. Mộ chủ, không thể. Chỉ thấy một đạo linh hồn thể, từ trong cơ thể của Diệp thần bay ra, khí thế so với đấu chiến thần còn muốn hung mãnh nhiều lắm. Chính là thiên đấu sát thần. Sát thần tiền bối. Diệp thần nhìn thấy thiên đấu sát thần hiện thân, lập tức khẽ giật mình. Trước đây hắn nắm giữ phỉ nhiêu pháp sau, muốn dùng tiêu tan nghiệt giải ách chú, hóa giải thiên đấu sát thần nghiệt chướng oán khí, nhưng thiên đấu sát thần không muốn tiếp nhận.
Bởi vì, thiên đấu sát thần bản thân liền là nghiệt hóa thân, nếu là tiêu tan nghiệt, hắn liền triệt để không tồn tại. Mặc dù Diệp Thần có thể dùng phì nhiêu pháp, cưỡng ép suy trì thiên đấu sát thần tồn tại, nhưng cái sau thực lực tất nhiên giảm nhiều, từ cường đại sát thần, biến thành người bình thường cũng có thể. Thiên đấu sát thần không muốn như thế, cho nên cự tuyệt Diệp Thần trị liệu, đồng thời bế quan khôi phục khí tức, hiện tại hắn xuất quan, nhìn hắn cái kia rộng rãi mênh mông khí thế, rõ ràng lại khôi phục được ngày xưa thực lực. Thiên đấu sát thần, người tại sao lại ở chỗ này? Đấu chiến thần nhìn thấy thiên đấu sát thần hiện thân, cũng là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới thiên đấu sát thần linh hồn, liền giấu ở trong cơ thể của Diệp Thần. Thiên đấu sát thần nhìn xem đấu chiến thần, biểu lộ cũng là hết sức phức tạp. Năm đó ở viễn cổ thời đại, hắn cùng đấu chiến thần tịnh xưng song đấu, hai người cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài cường giả, đã bạn thân, lại là túc địch. Đấu chiến thần, người tất nhiên chịu sửa đổi, ta có thể thỉnh mộ chủ tha cho ngươi một mạng. Thiên đấu sát thần đạo. Đấu chiến thần cười nhạo một tiếng, nói, sửa đổi. Ta lại có cái gì sai lầm? Tiểu nữ hài này. Hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu hoa nhài. Thân thể của nàng, ta chiếm hữu một nửa, chỉ là các ngươi đứng tại mưa bụi điệp bên kia, cưỡng ép muốn mạt sát ta thôi. Được làm vua thua làm giặc, ta đánh không lại các ngươi, không lời nào để nói. Ta nghe luân hồi chi chủ là quân tử người, ta bại cục đã định, chỉ cầu hắn có thể khai ân, thôn phệ linh hồn của ta, tương lai đi thế giới bên ngoài, cũng khá ta tâm nguyện, dù sao cũng tốt hơn chết ở thiên trảm phía dưới. Thiên đấu sát thần con mắt thật sâu đảo qua, nói, đấu chiến thần, ngươi thật muốn chết. Đấu chiến thần cười nói, bằng không thì giống con chó như thế hèn mọn sống sót sao. Vậy còn không bằng chết. Thiên đấu sát thần trầm mặc. Diệp thần tay một tấm, kim quang lưu động, một cái luân hồi bàn, xuất hiện tại trước mặt đấu chiến thần, hắn nói. Đấu chiến thần, vào ta luân hồi đạo, ta sẽ dẫn bên trên linh hồn của ngươi, tương lai đi gặp thế giới bên ngoài tinh không. Đấu chiến thần tiêu sái nở nụ cười, nói, ha ha, hảo. Tung người nhảy vào luân hồi. Luân hồi bàn răng rắc chuyển động, trong khoảnh khắc liền đem đấu chiến thần linh hồn, say nghiền trở thành hư vô. Thiên đấu sát thần a một tiếng, tiến lên một bước, lại dừng lại cước bộ, không nói gì thở dài một tiếng. Theo luân hồi bàn say nghiền, đấu chiến thần linh hồn năng lượng, toàn bộ chuyển vận vào trong cơ thể của Diệp thần, chỉ một thoáng, Diệp thần liền cảm giác kinh mạch phồng lên. Mênh mông linh khí lưu chuyển quanh thân, toàn thân nóng hừng hực, một cỗ kim quang từ trong cơ thể hắn vọt lên. Thôn vệ đấu chiến thần, tu vi của hắn, quả nhiên đột phá, từ thông thiên cảnh 6 tầng trời sơ giai, bước vào 6 tầng trời trung giai cảnh giới. Hơn nữa, đấu chiến thần khi còn sống đủ loại võ công thần thông, cũng là từ Diệp thần trong đầu lướt qua, hắn hình như có hiểu ra, đối với võ đạo, chiến đấu, có khắc sâu hơn thể ngộ. Chiến thần thủ sáo, trở về a. Diệp thần ngước nhìn xa thiên, phát ra một tiếng triệu hoán, chỉ thấy một tia thanh kim sắc thần mang, từ sâu trong xa xôi thời không, bay vụt mà đến, phá không bay xuống trong tay hắn, càng là một cái bao tay. Găng tay kia, lấy thanh đồng hoàng kim chế tạo, khắc từng đạo cổ lão chiến văn, toàn thân lộ ra thâm trầm khí tức huyền ảo, lại lượn lờ từng sợi mịt mờ chiến hồn khí tức. Đây chính là đấu chiến thần khi xưa thần khí pháp bảo, chiến thần thủ sáo. Chiến thần trên bao tay. Có 6 cái lỗ khảm, 5 ngón tay thiết bưng mỗi cái một cái, mu bàn tay vị trí còn có một cái, đã từng khảm nạm ở phía trên 6 viên bảo thạch, đã sớm thất lạc. Cái kia 6 viên chiến thần bảo thạch, theo thứ tự là, tinh chi thạch, nguyệt chi thạch, nhật chi thạch, huyết chi thạch, cốt chi thạch, tâm chi thạch. Tâm chi dưới đá rơi không rõ, cốt chi thạch tại trong ma phi thiên tay, còn lại 4 khỏa bảo thạch, đều tại Diệp thần trên tay, thế nhưng tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, đã bị Diệp thần hiến tế. Theo lý thuyết, chiến thần thủ sáo 6 viên bảo thạch, đã không có khả năng khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng, chiến thần bản thân bao tay, cũng là đỉnh cấp thần khí, cho dù không có bảo thạch khảm nạm phụ trợ, đeo cái này lên thủ sáo, đối với chiến đấu lực có thiên đại tăng lên. A, mộ chủ, ngươi lại có thể triệu hoán chiến thần thủ sáo. Thiên đấu sát thần nhìn xem Diệp thần trên tay thủ sáo, lập tức một hồi kinh nghi. May mắn thôi. Diệp thần lắc đầu. Trước tiên thu hồi thủ sáo, hắn thôn vệ đấu chiến thần, cũng kế thừa đấu chiến thần đạo thống cùng tinh thần, lại dựa vào chính mình cường đại thiên cơ sức quan sát, chính là thuận lợi bắt được chiến thần thủ sáo chỗ. May mắn cái bao tay này, rơi xuống chỗ, 10 phần vắng vẻ, vạn cổ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm đã đến,
cho nên Diệp Thần một chút triệu hoán, liền đem thủ sáo gọi trở về. Có cái bao tay này, hắn đối kháng đại chúa tể, lại nhiều một tấm bài. Diệp Thần ánh mắt, rơi vào tiểu hoa nhài trên thân. Theo đấu chiến thần chết đi, tiểu hoa nhài cơ thể, cũng không còn khác biệt linh hồn bài xích, chỉ còn lại thiên đạo nữ thần, điệp mộng tinh quân mưa bụi điệp linh hồn. Nàng u tối làn da, dần dần khôi phục trắng nõn bộ dáng, nhưng chợt mất đi đấu chiến thần linh hồn, vẫn là để nàng đột nhiên trống rỗng, thật giống như hai chân một chút đạp hụt, oa oa lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ngôi sao nhỏ đi lên muốn đỡ lên nàng, Diệp Thần đưa tay ngừng, nói, để cho chính nàng đến đây đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu hoa nhài tựa hồ thở qua một hơi, bình tĩnh rất nhiều, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Suy suy suy. Lúc này, lại có từng đạo lưu quang, từ bốn phương tám hướng bay tới, lại là Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Thân Độ Uyển Nhi, Diệp Lạc Nhi, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ, Diệp Tà Thần bọn người, luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, thế mà tất cả đều tới. A, à, Tôn Di, Nhược Tuyết, Võ Giao muội muội, các ngươi làm sao đều tới? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, bây giờ hắn rất nhiều hồng nhan chi kỷ, đại bộ phận cũng là thoái ẩn hưởng phúc trạng thái, Diệp Thần cũng không muốn lại để cho các nàng vất vả. Chủ yếu là thế gian này cơ duyên, nhiều như vậy, không có khả năng để cho Diệp Thần hồng nhan chi kỷ nhóm, toàn bộ nghịch thiên quật khởi, trưởng thành đến hắn bộ dạng này cảnh giới. Trước mắt có cơ hội đuổi kịp Diệp Thần cước bộ, Kỷ Tư thanh toán một cái, còn có Tôn Di, bởi vì có rừng rậm sách vĩ đại kỳ quan, cũng có khả năng đuổi kịp. Đến nỗi những người khác, trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, bằng không thì không có khả năng đuổi kịp Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần nhìn thấy đám người buông xuống, tất nhiên là mười phần ngoài ý muốn. Hạ Nhược Tuyết nói, Diệp Thần, ta giống như nghe được thiên đạo thần âm, kêu gọi ta tới. Vũ Giao nói, ta cũng là. Phật Tổ nói, lão nạp cũng tựa hồ nghe được thiên đạo âm thanh. Diệp Thần chính là kỳ dị, đã thấy tiểu hoa nhài tiến lên trước một bước, nói, là ta triệu hoán bọn hắn tới. Âm thanh non nớt, ngữ khí lại là hết sức trầm ổn tỉnh táo, không giống hài đồng. Thiên đạo nữ thần, là ngươi. Diệp Thần ánh mắt co rụt lại, đánh giá tiểu hoa nhài, chỉ thấy thời khắc này tiểu hoa nhài, đã hoàn toàn không có trẻ con u mê tư thái, trong ánh mắt tràn đầy trải qua tang thương trí tuệ, nhưng cũng không già nua tuổi xế chiều, mà là mang theo một cỗ không minh trong suốt, vừa thức càn khôn lớn, cũng thương cỏ cây thanh. Diệp Thần biết, thiên đạo nữ thần linh hồn, đã hồi phục. Ta gọi mưa bụi điệp, luân hồi chi chủ, người có thể gọi ta tên, chúng ta trước đó thấy qua. Tiểu hoa nhài đạo. Diệp Thần ừ một tiếng, hắn trước kia xác thực cùng thiên đạo nữ thần tiếp xúc qua. Tiểu hoa nhài nhìn xem phương xa phía chân trời kim quang, lo lắng, nói, thiên đạo mới muốn đúc thành, trận này thiên đạo chi tranh, ta hơn phân nửa muốn thua. Tương lai kết cục, ta đã nhìn thấy, ta chỉ có tan xương nát thịt hạ tràng. Diệp Thần nói, không nhất định, ta sẽ ra tay. Chiến đấu đều không có bắt đầu, hà tất như thế uể oải lời bại. Tiểu hoa nhài lắc lắc đầu nói, không phải, ta nói là, ta thất bại, luân hồi chi chủ, thua là ta, ngươi không nhất định sẽ bại. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, chúng ta cùng một trận tuyến, ngươi thua, ta không phải là liền bại sao? Tiểu hoa nhài nói, không phải, ai, tóm lại, ta triệu hoán bọn họ chạy tới. Ánh mắt nàng từ Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Tôn Di, Phật Tổ bọn người trên thân từng cái đảo qua. Là muốn tìm một cái truyền nhân. Kế thừa ta quyền hành. Các ngươi cũng là luân hồi chi chủ bản thân thân bằng, có luân hồi ánh sáng của bầu trời che chở, khí vận cùng đạo uẩn đều đầy đủ thâm hậu, nghĩ đến có thể kế thừa ta đại thống. Nghe được tiểu hoa nhài lời này, Diệp Thần đại chấn, toàn trường người cũng là chấn kinh. Diệp Thần nói, ngươi quyền hành, là trụ thần quyền chuôi sao? Tiểu hoa nhài nói, chính là, ta sáng tạo thiên đạo, bất quá là muốn thành lập một cái ổn định trật tự, hoàn thành thái sơ sáng thế nhiệm vụ. Sau đó siêu thoát biến thành quang. Nhưng, nhiệm vụ này, đã không có khả năng hoàn thành, siêu thoát cũng thành vô vọng chi nghĩ viển vông. Bất quá, ta còn có giải thoát cơ hội. Nói đến đây, tiểu hoa nhài cười nhẹ một tiếng, ý cười mang theo điểm thê lương chi ý, chỉ cần có người có thể thôn phệ ta, kế thừa ta quyền hành, trở thành mới điệp mộng tinh quân, thế gian này không có ta tồn tại, ta chết đi, liền có thể giải thoát rồi. Tiểu hoa nhài trụ thần danh hào. Chính là gọi điệp mộng tinh quân. Diệp Thần kế thừa tử thần quyền hành, Kỷ Tư rõ ràng kế thừa bàn tơ lão tổ quyền hành, cái này cho nàng cực lớn dẫn dắt,
nàng cũng nghĩ tìm người kế thừa chính mình quyền hành. Hạ Nhược Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, nói, không bằng ta tới như thế nào. Thiên đạo nữ thần, người nếu muốn tìm kiếm truyền nhân, có lẽ có thể suy tính một chút ta. Nàng vẫn luôn muốn đuổi theo Diệp Thần, nhưng tiếc là Diệp Thần tiến bộ quá nhanh, nàng đã hoàn toàn không có truy đuổi cơ hội, bây giờ trước mắt có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Võ Giao vội nói, không được, Nhược Tuyết tỷ tỷ, trụ thần quyền hành, mang theo phần thiên đại kiếp kinh khủng trừng phạt, vẫn là để ta đến đây đi. Phật Tổ tiến lên một bước, nói, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Trụ thần quyền chuôi kiếp phạt xâm nghiêm, phần thiên vô đạo, vẫn là để lão nạp tới tiếp nhận cỗ này đau đớn a. Diệp Thần khẽ cắn môi, xâm nghiêm nói, đều đừng nói giỡn, các ngươi cho là trụ thần quyền chuôi là như trò đùa của trẻ con sao. Diệp Thần tự mình cảm thụ qua phần thiên đại kiếp đau đớn, tuyệt không muốn cho bên cạnh mình người, cũng chịu đựng cỗ này đau đớn. Hắn chỉ là chấp trưởng nửa đường tử thần quyền hành, cái kia bạo phát phần thiên đại kiếp, chính là vô cùng kinh khủng tồn tại, hắn nhất định phải lợi dụng hỗ tự quyết, hiến tế đủ loại chân quý bảo vật, tới triệt tiêu cỗ này kiếp phạt đau đớn. Bằng không mà nói, hắn trong nháy mắt liền bị phần thiên đại kiếp bao phủ. Đây vẫn chỉ là nửa đường quyền hành, nếu là hoàn chỉnh trụ thần quyền chuôi, Diệp Thần thật không biết sẽ có cỡ nào kinh khủng, chỉ sợ liền hắn hỗ tự quyết, cũng không thể lại ngăn được. Tiểu Hoa Nhài nói, đau đớn là đau đớn, nhưng ta có thể bảo đảm, trụ lực lượng của thần, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng, kết hợp với luân hồi đạo, các ngươi đủ để bao trùm chư thiên, vô địch tại vạn giới. Phải biết, bây giờ luân hồi trận doanh bên này, đã có nửa đường tử thần quyền hành, nếu như lại thêm bàn tơ lão tổ vận mệnh quyền hành, Tiểu Hoa Nhài thiên đạo quyền hành, còn có tương lai thiên tổ luân hồi quyền hành, cái kia luân hồi trận doanh trực tiếp liền vô địch. Ngậm miệng, mưa bụi điệp. Diệp Thần nhìn chằm chằm Tiểu Hoa Nhài, chiến đấu còn chưa bắt đầu, chúng ta còn không có thua, ngươi cũng không cần nhanh như vậy liền giao phó di ngôn. Ta không cho phép ngươi tai họa bên cạnh ta người. Tiểu Hoa Nhài nhìn thấy Diệp Thần tức giận, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ nhún vai, nói, tốt ha, ngươi muốn làm sao đánh. Thương Thiên Bạch Vũ chiếm giữ đạo tông địa mạch. Sau lưng lại có người tổ Nam Hoa lão quân ủng hộ, hắn chế tạo tân thiên đạo, nhất định có thể thay thế của ta thiên đạo khối Rubik. Ngươi phải biết, của ta thiên đạo khối Rubik, chế tạo sử dụng tài liệu, chủ yếu là trái tim của ta. Mà sáng sinh chi trụ, tài liệu chính lại là nhân tổ Nam Hoa lão quân cả bộ thi thể. Nam Hoa lão quân thi thể, chính là sáng sinh chi trụ tài liệu chính, hết thảy hoa lệ hoàn mỹ pháp tắc, mới thiên đạo pháp tắc cùng quy luật. Toàn bộ là Nam Hoa lão quân chính mình tư tưởng đi ra ngoài. Hắn dùng thi thể của hắn, vì sáng sinh chi trụ đặt nền móng, Diệp Thần hỗ trợ thu thập 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, còn có một giọt thiên đế luân hồi huyết, bất quá là kíp nổ, dùng để kích hoạt sáng sinh chi trụ lắng đọng năng lượng. Cũ thiên đạo, này thiên đạo khối Rubik, chỉ là một khỏa trụ thần tâm bẩn. Mà tân thiên đạo, sáng sinh chi trụ, lại là hoàn chỉnh trụ thần thi xương cốt, ai càng hơn một bậc, liếc qua thấy ngay. Diệp Thần trầm mặc xuống, cũng khó trách Tiểu Hoa Nhài bi quan như thế, thậm chí muốn sớm giao phó di ngôn, suy nghĩ kỹ một chút, suy tính thành bại, đích xác không nhìn thấy cái gì thủ thắng khả năng. Một khi sáng sinh chi trụ đúc thành, đích xác không có khả năng cái gì thắng lợi. Nhưng, chỉ cần có thể ngăn cản Đại Chúa Tể, ngăn cản hắn chế tạo tân thiên đạo, cái kia còn có cơ hội thắng. Diệp Thần nắm quyền một cái, vô cùng rõ ràng mấu chốt của trận chiến này, chỉ cần ngăn cản Đại Chúa Tể. Không để hắn chế tạo ra sáng sinh chi trụ, cái kia thắng lợi còn tại Diệp Thần bên này. Tiểu Hoa Nhài nói, nếu như Thương Thiên Bạch Vũ, chịu phóng thích Thương Thiên Lạc Nguyệt, người còn có thể ngăn cản hắn sao? Trận này thiên đạo chi tranh, người còn có thể nhúng tay sao? Diệp Thần khẽ giật mình, suy nghĩ một chút lâm vào trong hỗn loạn. Đúng vậy a, hắn mong muốn, chỉ là cứu vớt Thương Thiên Lạc Nguyệt. Đến nỗi thiên đạo chi tranh, ai tới chấp trưởng thiên đạo mới? Hắn kỳ thực cũng không để ý, chỉ cần không làm thương hại bên cạnh hắn người là được rồi. Có lẽ sáng sinh chi trụ cái này thiên đạo, so với thiên ma đạo phương, còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Hiện hữu thiên đạo, so sánh với thời kỳ đỉnh phong, năng lượng đã đại đại suy yếu, nếu như tân thiên đạo sinh ra, không không lúc nào khoảng không nói không chừng còn có thể rực rỡ hẳn lên. Tiểu Hoa Nhài nhìn thấy Diệp Thần trầm mặc, mỉm cười, nói cho cùng, trận này thiên đạo chi tranh. Là ta cùng nhân tổ Nam Hoa lão quân tranh đấu, luân hồi chi chủ, ta cũng không muốn đem ngươi liên lụy đi vào. Ta nhất định là phải thua, mới sự vật thay thế chuyện xưa vật, tân sinh thay thế mục nát,
cái này cũng là đại đạo lý lẽ, không có gì có thể tiếc. Ta chỉ là muốn tìm người kế thừa ta quyền hành, các ngươi ai tới thôn phệ ta. Ta cũng không muốn rơi vào vực sâu. Trụ thần một khi mất đi nhục thân, linh hồn liền sẽ rơi vào hủy diệt chi hải, cũng chính là vực sâu, tiếp nhận vạn kiếp bất phục đau đớn, cái kia vực sâu kiếp nạn, so với phần thiên đại kiếp còn kinh khủng hơn rất nhiều.